Gì? Tối nay á? Cũng được. Mà ông là bài đến đâu rồi mà nói tối chơi game? Gì? Đang tìm tài liệu tham khảo á? Ông có biết theo plan là đến bây giờ ông phải viết xong chương 1 rồi không? Thôi á, tôi không nói nhiều đâu, tôi vào lớp ấy. Yeah, đây là fight bro. Ra phòng thi trông như người Tây, đây là fight bro. Lên thuyết trình bên nguyên cả cây, đây là sạch bro. Vừa vào trường mà các em thấy, thế là mách cô trách tôi quá đẹp trai ở đây. Trai đẹp lại đi homie, ông lại đang sủi à homie. Ông để tôi gánh à homie, cây tài liệu đê. Ông có muốn lấy con A không homie, thế thì nghe lời tôi đi ok. Thằng chặt anh em karaoke, dân chơi phải thế. Nên là không phải không phải căng, ông phải coi đây như trò chơi. 365 một năm, tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Yeah, lên trường lấy nhiệm vụ, ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng, đeo con grill, hẹn các em đi chơi xả hơi. Yeah, nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết à. Challenge, accept it, chơi luôn đến Tết à. Nếu ông chuyên văn đã bỏ đi thì không đi, toàn làm thơ để ngồi gáy. Sau ngày lúc là sau, đến lúc anh em cùng xông lên lại một chat khịa ngay à. Anh em IT được cái phạm kỹ này không chỉ phát nào như máy. Nhưng mà không theo phân tích của ông ấy, ông ấy dỗi bỏ đi một phát thì anh em lại thêm người ta tìm ngay. Mời ông ngoại ngữ suốt ngày bổ trợ tiếng Anh, kêu anh em cứu mà cả team không ai hiểu. Còn ông kinh tế đồ game không giáo giao tranh, kêu đang giai đoạn khởi nghiệp nên là lực còn hơi yếu. Tinh thần của ông thì công nhận ông không thiếu, tôi thích nói ít, ông thích làm nhiều. Quan trọng anh em mình đã chơi là chơi tới, không cần nói điều, không phải không phải căng. Ông phải coi đây như trò chơi, 365 ngày trong một năm, tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Lên trường lấy nhiệm vụ, ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng xong đeo con grill, hẹn các em đi chơi xả hơi. Nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết à. Challenge, accept it, chơi luôn đến Tết à. Ok, nghe tôi nhá, ngồi chơi xong thì nhớ giãn lưng. Mà bảo vệ môi trường đi, đừng phá rừng. Không lấy đâu ra bùa. Hôm trước mấy anh em toàn nhảy vào rừng đói đi ganh, xong đến game cứ giao trên là toàn tránh. Mà càng đánh lại càng thua, thua tết tôi không kể hết. Sống chết thì lại trách tôi. Học cũng nhờ tôi, chơi game nhờ tôi. Thôi, rút kinh nghiệm, anh em chơi đi. Nói sống tiên long khơi nguồn, vùng đất cha ông muôn trùng, gìn giữ non sông lây lừng. Người ơi, thử thách gian nan tròn vuông, là đấng nam nhi anh bên chí sông pha vô cùng. Trời cuồn cuộn mây mưa đầu nguồn gió, sông dài chảy xiết núi con cao vời vời, cho ngàn đời sau yên bình dài lâu. Xa gì nhỏ máu ta cần ra sức thường chi thế nhân. Ngày 15 tháng 2, lần đầu tiên trong lịch sử, một showman hoàn toàn mới, đại chiến 5D giữa các tuyển thủ toàn năng và siêu sao streamer. 5 tuyển thủ toàn năng hàng đầu đấu trên danh vọng. 5 siêu sao streamer hàng đầu liên quân mobile. Thể thức vô cùng hấp dẫn với màn solo 1v1 đỉnh cao và đại chiến 5v5 giữa hai đội. Đối kháng, đấu trí, đồng đội, độ tập trung, đẳng cấp,
ai sẽ chiến thắng trong màn so kè nảy lửa này. Đừng bỏ lỡ những pha đối đầu đỉnh cao chưa từng có vào 18 giờ ngày 15 tháng 2 này nhé. Chào mừng tất cả các bạn khán giả đang quay trở lại trên các kênh sóng của Rana Liên Quân Mobile. Phương Thảo rất vui khi được gặp các bạn trong năm 2023. Và các bạn khán giả thân mến, ngày mai thì giải đấu đầu tiên trong năm đấu trường Tây Vọng mùa xuân 2023 sẽ chính thức khởi tranh rồi. Chắc chắn là lúc này thì các khán giả đang rất tò mò và muốn háo hức để gặp các tuyển thủ, những gương mặt nổi bật của Liên Quân Mobile Việt Nam. Ngày hôm nay thì Phương Thảo cũng sẽ mang tới những trận tranh tài nảy lửa không kém đấu trường Tây Vọng, nhưng với thể thức hoàn toàn mới và vô cùng thú vị. Đó chính là Showmatch Đại Chiến 5D, tuyển thủ toàn năng và siêu sao streamer. Đồng hành cùng với Phương Thảo ngày hôm nay xin được giới thiệu hai bình luận viên Hip-Hopper và bình luận viên Tùng Hạ Mi. Hai bình luận viên thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thể thức và một show match vô cùng thú vị. Nhưng trước hết thì hãy cùng thử điểm bạn gọi tên xem thành phần tham gia sẽ có những ai. Một bên là các tuyển thủ toàn năng của đấu trường Danh Vọng và một bên là các siêu sao streamer cũng có đông đảo các fan hâm mộ. Hãy cùng chờ đón họ là ai nhé. Line up của hai đội tuyển sẽ tham dự show match ngày hôm nay. Ở phía các tuyển thủ toàn năng, chúng ta có Flash Chu, chúng ta có Sài Gòn Phantom Lai Bằng, chúng ta có TDT Sa, có Sài Gòn Phantom Zero và Box Gaming Gray. Cùng với đó thì ở siêu sao streamer, chúng ta có sự xuất hiện của Bốp Bốp, Nam Mũ Trắng, Hoàng Lớp Zata, Top 1 Zuka và TT Veres. Những gương mặt cũng đã rất quen thuộc với những ai theo dõi eSports Liên Quân nói riêng cũng như là Liên Quân Mobile nói chung rồi. Và anh Tùng Hạ Mi thân mến, khi mà poster của chương trình được công bố ở trên cao thủ Liên Quân thì tôi thấy có khá nhiều khán giả comment rằng là làm cách nào để các siêu sao streamer có thể thắng được các tuyển thủ chuyên nghiệp của đấu trường Danh Vọng đây? Là một người mà cũng đã từng tham gia đối đầu trực diện với các tuyển thủ trong các trận show match thì anh thấy ý kiến này như thế nào ạ? Có hai điều để khán giả cần phải lưu ý. Điều thứ nhất đó là về việc là nếu như thực sự là thi đấu trực tiếp ở trong một trận thi đấu ở khuôn khổ thi đấu chính thức thì tất nhiên rồi các tuyển thủ sẽ là những người có lợi hơn ở trong cái mặt thi đấu bởi kỹ năng của họ thì là tốt. Họ thi đấu đảm nhiệm được tất cả những cái vị tướng ở đường mà họ cần phải thi đấu, và quan trọng hơn là họ có tư duy thi đấu ở trong đỉnh cao rất là tốt. Tuy nhiên nên nhớ rằng đây là thi đấu show match, và cái thứ hai nữa thì đó là thể thức thi đấu show match luôn luôn có những sự thú vị nhất định mà ở đó ẩn chứa rất nhiều những sự bất ngờ. Tuyển thủ không phải lúc nào cũng thắng trong những trận show match đúng không ạ? Đó chính là điều thú vị. Và một phần bởi vì mỗi show match thì chúng tôi lại mang đến những thể thức và những luật chơi rất khác biệt. Hãy cùng chờ xem là ngày hôm nay thì show match của chúng ta sẽ có luật chơi như thế nào các bạn nhé. Lần đầu tiên trong lịch sử, show match đại chiến 5D giữa tuyển thủ toàn năng và siêu sao streamer cực hấp dẫn. Bạn đã nắm rõ thể thức chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Show match gồm 2 phần. Phần 1, solo 1v1 để tìm ra người chơi số 1 về đối kháng và độ tập trung. Phần 2, đại chiến 5v5, căng não thể hiện đấu trí, đẳng cấp và đồng đội. Phần 1, hai đội chia thành 5 cặp đấu sử dụng các vị tướng giống nhau. Mỗi cặp sẽ phải bốc các lá phiếu ngẫu nhiên bị cấm các chiêu thức tướng. Tuy nhiên, sẽ còn lá phiếu không bị cấm chiêu dành cho người chơi nào may mắn. Người chơi chỉ được thi đấu đối kháng ở đường giữa, không được sử dụng cục máu, không được biến về tế đàn. Trong 10 phút, tuyển thủ nào có được 3 điểm hạ gục trước sẽ giành chiến thắng. Nếu bất phân thắng bại, người có được lượng sát thương lên tướng cao hơn sẽ là người chiến thắng. Đặc biệt, từ phút thứ 4 trở đi, thử thách 2 phút quấy nhiễu sẽ đến từ 2 MC của chúng ta để tìm ra người có độ tập trung cao nhất. Phần 2 là đại chiến 5v5, đòi hỏi kỹ năng tổng hợp giữa đấu trí, đồng đội, đẳng cấp. Đội được bình chọn nhiều nhất trên fanpage cao thủ Liên Quân sẽ được chọn tướng cho đội mình và đối thủ trong bể tướng ban tổ chức chỉ định sẵn. Cùng chờ đợi những pha giao tranh đỉnh cao xem đội nào sẽ giành chiến thắng nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Như vậy là chúng ta sẽ có 5 trận solo 1v1 và 1 trận đấu 5v5 để cùng tìm ra đội tuyển thắng cuộc trong show match ngày hôm nay. Mỗi đội sẽ đều có những lợi thế riêng của mình, và đây là một luật chơi mà hoàn toàn khác những gì mà chúng ta đã từng thấy ở các giải đấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Vậy anh Huy, anh cảm thấy hào hứng với cái thể thức mới này không ạ? Tất nhiên rồi, khi mà tôi đã bình luận rất là nhiều trận đấu show match 1v1 và cũng đã tham dự rất là nhiều những cái show match kiểu như thế này, nhưng mà tôi chưa từng thấy một cái thể thức nào nó khác biệt như là đặc biệt là 1v1 đúng không? Đúng, đặc biệt là 1v1 khi mà các tuyển thủ sẽ có khả năng bị mất đi một chiêu thức với vị tướng mà họ sử dụng.
đây là Zata mất Thiên Dực đánh nào nhỉ? Rồi Elsu mất Vít kích đánh như nào đây, chúng ta không thể nào mà biết được ở thời điểm này. Thì đấy, như kiểu Zata chẳng hạn, một vị tướng đòi hỏi kỹ năng và các bộ kỹ năng liên quan với nhau để vị tướng này tích được nội tại, thì nếu như mất đi một kỹ năng rất khó để vị tướng này bay bay một cách hoàn hảo hay đẹp mắt được. Thì việc mất đi bộ kỹ năng sẽ đem lại thử thách, tính đối kháng được đẩy lên rất cao khi mà kỹ năng cá nhân được đòi hỏi lên hàng đầu. Và độ tập trung các tuyển thủ cũng là một yếu tố quan trọng trong trận đấu này, khi mà hai MC sẽ có quấy nhiễu và khiến cho họ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó là Xuân Bách và Kim Ngân. Kim Ngân tôi không biết như thế nào, nhưng mà Xuân Bách thì với sự lém lỉnh của mình đấy trong những cái tuần tâm điểm tuần đấu, thì không biết rằng anh ta có thể thể hiện sự lém lỉnh của mình thêm một lần nữa ở trong show match ngày hôm nay hay không. Tất nhiên ngày hôm nay thì đây sẽ là một trận show match giải trí hấp dẫn và để làm gọi là nóng cho trận cho vòng bảng của đấu trường Hy Vọng đang đến rất gần vào ngày mai. Nhắc đến Xuân Bách thì tôi cũng rất tò mò xem lần đầu tiên mà anh chàng này debut với vị trí MC bên cạnh Kim Ngân sẽ như thế nào đây. Ngay bây giờ thì không để cho các bạn khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh để xem là Xuân Bách và Kim Ngân đang muốn bật mí điều gì nhé. Như các bạn đã thấy, trận showmatch này có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta đúng không nào? Và ngày hôm nay thì Kim Ngân lại cảm thấy phấn khởi hơn bình thường một tí xíu, bởi vì Ngân sẽ không đứng ở đây một mình đâu, mà còn có một người anh nữa sẽ đồng hành cùng với Ngân, và đó chính là anh Xuân Bách. Xin chào các bạn, mình là Xuân Bách. Thì hôm nay mình vô cùng bất ngờ vì với một chuyện với một người kinh nghiệm 5 năm như mình đánh tuyển thủ mà hôm nay chương trình lại mời mình đi làm MC. Nhưng mà thôi, mình vẫn rất tự tin khi ngay bên cạnh mình đây là MC xinh đẹp Kim Ngân. Mình tin rằng Kim Ngân có thể gánh mình vượt qua thử thách lần này. Wow, vậy là anh Bách cũng đã confirm vai trò của mình trong trận showmatch này rồi. Nhưng mà theo em biết thì hình như em với anh không chỉ là làm MC không đâu, mà mình còn phải thực hiện cả nhiệm vụ chương trình giao cho nữa. Cao cả nha. Nhưng mà theo em biết thì ngày hôm nay anh đến đây cùng với Flash Pikachu. Vậy là anh định thiên vị cổ vũ cho em trai của mình đúng không? Mình cũng là tuyển thủ và đến cùng người em của mình, nhưng hôm nay mình lại không hề cổ vũ cho tuyển thủ mà mình sẽ bên phe phía những streamer. Anh ở bên phía streamer, thế thì em sẽ ở bên đội tuyển thủ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đối đầu đầu tiên, đó chính là Flash Pikachu và Hoàng Lớp Zata. Và cả hai người chơi cũng đã đứng ở đây rồi, có lẽ là sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với hai bạn ấy nhé. Xin chào Flash Pikachu, lâu rồi mới gặp nhờ. Ngày hôm nay thì bạn là người thi đấu đầu tiên, vậy thì bạn có nhận định như thế nào về đối phương bên kia? Theo mình thì mình thấy bạn Hoàng bay cho ta cũng suýt 10 điểm đấy. Nhưng mà rất tiếc cho Hoàng là hôm nay Hoàng lại phải gặp mình. Suýt 10 điểm là 9 điểm rưỡi đúng không? Vậy thì khi mà bạn chấm điểm cho đối phương như thế, bạn có tự tin là sẽ giành chiến thắng trước đối phương hay không? Mình rất là tự tin. Rất tự tin, bên em rất tự tin rồi đó. Bên anh thì như thế nào hả anh Bách? Bên kia rất tự tin. Thì bên mình, anh em mình có một câu gì đấy để thể hiện là mình có thể tự tin hơn họ không em? Em không dám nhận top 1 đâu, nhưng mà em top 2 thì không ai top 1 ạ. Nên em rất tự tin. Vâng, không phải bạn ấy top 2, à top 1 thì không ai tự tin. Ok, vậy là cả hai chàng trai của chúng ta cũng đã rất tự tin cho trận thi đấu rồi. Nhưng mà trước hết thì mời các bạn tiến lên để bốc thăm cấm chiêu. Và kết quả là? Kết quả của mình là cấm chiêu 1. Kết quả của em là không bị cấm chiêu nào. Một bên là cấm chiêu 1 và bên kia là không cấm chiêu nào. Ngay bây giờ hãy quay trở về bàn phân tích để chuẩn bị cho trận thi đấu. Vâng, mặc dù là đã rất lâu rồi Pikachu mới quay trở lại trên sóng của Lego Mobile, nhưng tôi vẫn thấy anh chàng vẫn nở một nụ cười rất tươi và độ đẹp trai thì cũng không có gì thay đổi cả. Bên cạnh đó, đối thủ của Chu ở trong trận solo 1v1 đầu tiên đó chính là Hoàng Lớp Zata. Nghe cái tên thôi đã cảm thấy là khả năng bay Zata của Hoàng có vẻ là cũng rất khét. Vậy thì với anh Tùng, khi mà Chu đã bị cấm đi một chiêu thức rồi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái khả năng bay Zata của Chu theo anh? Nói chung là Chu khả năng cao là nếu mà thua trận này thì sẽ tuyên bố là Zata đã phản bội tôi. Tự nhiên bây giờ bị cấm đi một chiêu thức ở trong cái chuỗi bay của mình, chắc chắn nó sẽ gặp ảnh hưởng. Tuy nhiên thì nếu như mà nói về việc là cấm chiêu nào sẽ ảnh hưởng đến Chu nhất thì có lẽ là cấm chiêu 1 sẽ ít ảnh hưởng nhất đến Chu. Mặc dù là chiêu 1 có sát thương tốt và cũng như là có khả năng ra chiêu hồi chiêu tương đối nhanh. Tuy nhiên chiêu 2 có thể tích được 2 stack ở trong một lần bay, và vì vậy nên là sử dụng chiêu 2 thì bạn có thể combo nó ít nhất là nó đỡ gặp phải những cái khó khăn hơn, và biết đâu đấy thì Chu vẫn có thể bay được 5 stack. Tuy nhiên thì trong cái quá trình farm lính và quá trình đi đường chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến Chu rất là nhiều. Thế còn Hoàng Lớp Zata, một boy one charm chính hiệu. Anh chàng này là chuyên bay Zata đúng không? Anh Huy đã từng xem những clip TikTok hay là những trận solo Zata của Hoàng chưa? Tôi thì cũng đã xem qua rồi.
Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng đây là một lợi thế rất lớn đấy chứ. Với một vị tướng nào khi mất đi một bộ kỹ năng hay kiểu dạng là full skill hay như thế nào đi chăng nữa thì tôi có thể lo lắng cho Hoàng lớp Zata, nhưng đây là vị tướng tủ của anh ta, và khi mà anh ta mất đi một kỹ năng thì tôi sẽ cảm thấy anh ta sẽ bất lợi phần nào đó so với Chu. Nhưng ngày hôm nay thì anh ta lại bốc được đúng cái lá phiếu này. May. Không bị cấm đi một cái kỹ năng nào cả. May thật. Anh ta sẽ hoàn toàn có đầy đủ những cái độ hiểu sâu về game, để về con tướng mà anh ta đang chơi hàng ngày, để anh ta có thể có những pha bay thiên dực lốc xoáy, rồi bay vòng cung, rồi bay zig zag, rồi vòng kiềng. Đấy, bay vòng kiềng, các thể loại bay mà anh ta có thể bay được. Tất nhiên là anh ta thường xuyên phải sử dụng thiên dực để phục vụ cho những đoạn clip ngắn anh ta làm với người hâm mộ. Nên có thể điều đó sẽ khiến cho anh ta đôi khi là thiếu đi cái sự tiểu tiết so với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng với kỹ năng cá nhân cao của Hoàng Lớp Zata với một lợi thế lớn như thế này thì biết đâu anh ta lại làm nên chuyện trước một tuyển thủ như Chu. Hôm nay Hoàng Lớp Zata còn có thêm một cái bất lợi nữa, đó là đây là lần đầu tiên đến bốt thi đấu của anh ta. Và nên nhớ rằng là ở trong lần đầu tiên đến bốt thi đấu thì anh ta lại phải đụng độ với lại một tuyển thủ đã, mặc dù là chưa debut tại đấu trường danh vọng, nhưng lại còn thi đấu quốc tế rồi cơ. Đấy, trong khi đó thì tôi với Huy đã từng gặp Hoàng Lớp Zata tại trường mà anh ta học. Và thực tế thì ở trong cái ngày hôm đó thì tôi với Huy cũng thấy anh ta cũng đánh cũng hay đấy, nhưng mà vẫn cảm thấy một cái độ run nhất định của con người này khi phải đối mặt với lại cả những cái máy quay hoặc là khi phải đối mặt với các bạn khán giả. Bên cạnh đó thì Hoàng mặc dù là có hơi run một chút nhưng mà vẫn tuyên bố với Xuân Bách rất là rõ ràng là em mà top 2 thì cũng chẳng ai top 1 cả. Anh Bách còn run hơn. Anh Bách còn run hơn, anh Bách không nhắc lại nổi câu đấy thì khổ thân anh Bách. Vâng, và đừng quên rằng là độ tập trung cũng sẽ là một yếu tố quan trọng khi mà đến phút thứ tư thì hai người chơi sẽ phải chịu sự quấy rối của Kim Ngân cũng như là Xuân Bách. Bởi vậy mà các bạn khán giả đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào để xem là tới cuối cùng của trận solo 1v1 này thì ai sẽ là người chiến thắng. Một chút phỏng đoán nhẹ đi thì hai anh nghĩ rằng ai sẽ là người chiến thắng ạ? Tôi nghĩ rằng hy vọng rằng bất ngờ sẽ đến từ vị trí của Hoàng Lớp Zata. Tại vì anh ta đang không có bất cứ một cái chiêu thức nào bị cấm cả, và đây cũng là vị tướng thương hiệu của anh ta, thì hy vọng rằng anh ta sẽ biểu diễn đúng những gì mà khán giả được chứng kiến. Hy vọng rằng sẽ là một trận thắng bất ngờ đến từ một tuyển thủ đầu tiên xuất trận cho đội tuyển bên phía Siêu Sao Streamer. Ngược lại với Huy Popper, tôi nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay ở trong trận đấu này Hoàng Lớp Zata giành chiến thắng ở trong trận đấu này, đó không phải là một bất ngờ, mà nếu như Pikachu với tên hiện tại là Chu giành được chiến thắng ở trong trận đấu này thì đó mới là một bất ngờ, bởi vì Chu đang là người chơi bị cấm chiêu, và tôi nghĩ rằng là đối với Zata bị cấm chiêu là mất đi một nửa sức mạnh rồi. Chúng ta hãy cùng tìm ra câu trả lời trong trận solo 1v1 đầu tiên giữa Chu đến từ team Flash và Hoàng Lớp Zata. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của buổi Showmatch 5D ngày hôm nay. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì team tuyển thủ đang gặp phải những sự khó khăn nhất định khi mà tuyển thủ toàn năng đầu tiên Chu sẽ bị cấm đi một chiêu thức. Trong khi đó thì Hoàng Lớp Zata đã bốc phải lá thăm may mắn nhất ở trong trận đấu này, và trận đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu solo của hai team đã chính thức được bắt đầu. Lợi thế rất lớn dành cho vị trí của Hoàng Lớp Zata. Còn khi bị cấm đi chiêu 1, bị cấm đi cái ưng gào của mình thì có lẽ rằng Chu rất khó trong việc tích nội tại để có những pha bay từ 4 stack đổ lên thực sự hiệu quả. Trong khi đó thì Hoàng Lớp Zata sẽ có nhiều đất diễn hơn ở khả năng tích nội tại. Và lần này thì Hoàng Lớp Zata lựa chọn cái thánh thuẫn rất hay, không quá tự tin vào khả năng đi đường của mình so với Chu. Và đúng là Chu là một tuyển thủ anh ta tập trung rất nhiều vào những tiểu tiết, và anh ta tập trung đánh thường cũng như cấu rỉa máu, và anh ta biến cái điểm yếu của mình thành điểm mạnh bằng việc cấu máu rất mạnh trước khi có cơ bốn của Hoàng Lớp Zata. Rất hay, Chu đã tận dụng rất tốt điều để anh ta có thể chiến thắng được, đó là cấu máu đối phương ngay từ trong những phút giây đầu tiên, bởi vì ở trong những phút giây đầu tiên thì anh ta sẽ không bị bất lợi về mặt chiêu thức. Và vì vậy thế nên rõ ràng là Chu với việc tích nội tại liên tục đến từ kỹ năng thi đấu của một tuyển thủ đang ép được Hoàng Lớp Zata ở trong những phút đầu tiên. Để chiến thắng được ở trong cặp đấu này thì Chu buộc phải có được cho mình lợi thế trước cấp độ 4. Bởi vì nếu như vậy thì khả năng bay thiên dực sớm của anh ta có thể ảnh hưởng đến đối phương, nhất là khi anh ta đang cầm thêm tốc biến ở trên người của mình. Và Hoàng Lớp Zata ngược lại thì lại đang muốn outplay. Anh ta muốn sử dụng cho mình thánh thuẫn cùng với cái suy nhược để có thể khiến cho một đòn bay của Chu không thể đủ sát thương được. Nên nhớ rằng hai tuyển thủ ở trong trận đấu này sẽ không được sử dụng cái hồi máu ở bên phía sau trụ. Và vì vậy nên nếu như mất máu thì chỉ có một cách hồi máu duy nhất thôi, đấy là hồi máu của bản thân và thêm một chút nữa đến từ hút máu của bản thân nếu có. Đúng là Chu đang tạo áp lực, còn Hoàng Lớp Zata vẫn cho thấy cái sự sắp bốn rồi này, phòng ngự của mình là phần lớn thôi. Hoàng Lớp Zata anh ta Chu này lên kiểu dạng chống chịu khá nhiều, kể cả những cái phù hiệu anh ta mang ở trên người theo mình là như vậy. Anh ta sẵn sàng để đối phương tấn công, còn anh ta thì thiên nhiều về hướng phòng ngự hơn. Kể cả cái sinh nhược cũng chỉ là để làm giảm đi sức sát thương đến từ thiên dực của Chu mà thôi. Hoàng đợi 4 rồi, Hoàng đợi 4 rồi, còn Chu thì có 4 từ rất lâu rồi. Hoàng chấp nhận bất lính. Nên nhớ trong cuộc showmatch ngày hôm nay thì tiền
không được tính ở trong những lợi thế để giành chiến thắng, mà chỉ giúp cho tuyển thủ đó nâng cao được lượng đồ, mà thêm một chút tiền thì có lẽ là đồ cũng không chênh nhau là mấy. Nên Hoàng Gia Tà quyết định là đợi 4. Khi thấy đối phương đánh rất gắt ở trong những phút giây đầu tiên, Hoàng đang rất cẩn thận. Còn Chu thì lợi thế mà anh ta có ở cấp độ 4 sớm cũng đã mất đi khi Hoàng lớp Gia Tà đã có thể nói rằng là tương đối nhẫn nhịn ở trong thời điểm vừa qua. Rõ ràng là với việc có suy nhược và thánh thuẫn thì Chu cũng không dám có những cú bay thực sự là áp lực, kể khi anh ta có được cấp 4 trước cả Hoàng lớp Gia Tà. Có thể thấy rằng là Chu thì anh ta sử dụng ma chú với tốc biến như thường lệ, còn Hoàng lớp Gia Tà đang lựa chọn một cách phù hiệu thiên nhiều về phòng ngự hơn khá nhiều. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao cái khả năng gọi là đẩy linh đến từ Chu và khả năng cấu máu. Anh ta tận dụng rất là chính xác những pha đánh thường và chiêu một để khiến cho Hoàng lớp Gia Tà bị đuối máu. Nhưng bây giờ thì lợi thế đang cân bằng khi Hoàng lớp Gia Tà bắt đầu được dọn lính trước, còn Chu đang nhảy năm trước. Và anh ta có một cái bất ngờ nào hay không đây? Anh ta vẫn chưa dám bay. Cả hai bên vẫn chưa thể bay và Hoàng lớp Gia Tà là người chủ động bay. Anh ta đang cuồng tích với 5 lần. Hoàng lỗi rồi. Và anh ta không có một chút thương nào về chiêu cuối lên người của Chu cả. Chu đang trả ngược lại và cuối cùng thì sát thương từ đòn đánh chiêu 1 của Hoàng lớp Gia Tà lại là cơ hội để Hoàng dứt điểm thành công được Chu. Tôi thấy khá thương cho Chu ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Lỗ chiêu thức bay đã chỉ có một cách bay duy nhất là bay phản lực rồi, mà lại còn gặp phải một cái khó khăn nữa là sau khi đáp đất thì Hoàng lớp Gia Tà với cái suy nhược và thánh thuẫn của mình đỡ đam tốt quá, khiến cho Chu sau đó không có thêm chiêu một để combo nữa, không thể kích hoạt được nội tại của mình. Thực sự là rất đáng tiếc dành cho Chu, nhưng anh ta gặp phải nhiều lỗ thế quá. Và bây giờ thì anh ta đang có vẻ như gặp một chút sự cố. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sự cố của anh ta là gì. Không, đó sẽ là thử thách đến từ độ tập trung của hai MC, khi mà Kim Ngân sẽ vào để quấy rối bên của Siêu Sao Streamer, còn Xuân Bách sẽ đến để quấy rối tuyển thủ toàn năng. Họ sẽ làm phiền hai như tuyển thủ này. Đã có tín hiệu đến từ phía trọng tài, và lý do mà Chu đã bị thua ở trong tình huống thi đấu vừa rồi là bởi vì Chu cũng đã lỡ dùng một chiêu một trong cái quá trình sau khi đáp đất. Tức là anh ta cũng đã có thể nói rằng là bị vội và bị cuồng ở trong cái thời điểm mà Hoàng lớp Gia Tà quá khó để bị hạ dụng gục vì cái suy nhược. Thì Chu đã quyết định một quyết định mà nó khiến cho anh ta đã phải thua luôn ở trong tình huống thi đấu này. Rất đáng tiếc dành cho Chu. Tôi nghĩ rằng đấy cũng do thói quen thôi, chứ không phải là một tình huống gọi là cố ý nào đó đến từ vị trí của Chu. Anh ta cũng đã hoảng, có lẽ là một chút giật mình sau khi chứng kiến rằng cú bay của mình lại không có được nhiều sát thương như kỳ vọng. Và có vẻ lại hứng chịu một trận thua luôn chăng. Và với việc mà Chu đã bị thua thì chúng ta đã nhìn thấy MC Kim Ngân tiến sát đến với Hoàng lớp Gia Tà để có thể phỏng vấn người chơi này. Và rõ ràng chúng ta đã có thể nhìn thấy được rằng là ở trong tình huống thi đấu vừa qua thì cái sự tập trung của Chu nó cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Có lẽ đây cũng chính là điểm mà Chu sẽ cần phải lưu ý khi bước vào giải đấu đấu trường danh vọng sắp tới, bởi vì độ tập trung là một thứ rất quan trọng. Và ở trong tình huống thi đấu vừa qua thì Chu đã có thể nói rằng là đánh rơi mất lợi thế của mình dành cho team tuyển thủ vì một trận thua mà có thể coi là bị xử thua đấy. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phỏng vấn của MC Kim Ngân để có thể lắng nghe những chia sẻ của Hoàng lớp Gia Tà trước chiến thắng khá bất ngờ của anh ta với Chu. Hiện tại thì Kim Ngân đang có mặt tại booth thi đấu của Hoàng lớp Gia Tà và xin chúc mừng bạn vì đã giành được chiến thắng trước Flash Pikachu. Bạn đánh giá như thế nào về chiến thắng vừa rồi? Quá dễ dàng hay là quá khó hay là vừa vừa? Em chiến thắng này cũng là quá là dễ dàng ạ, tại vì bạn đã dùng chiêu 1 cũng khá là may mắn luôn. Vậy là bên kia phạm luật chơi đúng không? Vậy thì bạn cảm thấy trong trận thi đấu vừa rồi điều gì mà thú vị nhất? Mình được solo với đối thủ xứng tầm, ngang tầm tuyển thủ luôn. Ok, cảm thấy là... cho em lại được không ạ? Đang nói nên em bị rối mất tiêu rồi ạ. Hiện tại thì... Hiện tại thì Kim Ngân đang có mặt tại booth thi đấu của Hoàng lớp Gia Tà và xin chúc mừng bạn vì đã giành được chiến thắng trước Flash Pikachu. Bạn đánh giá như thế nào về chiến thắng vừa rồi? Quá dễ, quá khó hay là vừa vừa? Em chiến thắng này cũng khá là dễ dàng và cũng thêm một chút may mắn là bên kia phạm lỗi là em được thắng. Một chút may mắn. Vậy thì điều mà khiến bạn cảm thấy thú vị nhất về trận solo vừa rồi là gì? Điều mà em cảm thấy thú vị nhất và
là mình được solo với đối thủ ngang tầm và là một tuyển thủ của Team Flash. Vậy là cũng đánh giá khá cao về đối thủ đúng không? Một lát nữa đây chúng ta sẽ có cặp đối đầu giữa TDT Sa và Bốp Bốp. Bạn dành sự cổ vũ này cho ai? Em đương nhiên là em dành cổ vũ cho Bốp Bốp rồi ạ. Dành sự cổ vũ cho đồng đội của mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở về bàn phân tích để xem cặp thi đấu thứ hai có gì thú vị nhé. Chúc mừng cho Hoàng Lớp Zata cũng như là đội Siêu Sao Streamer với một điểm đầu tiên trước Chu. Có vẻ như là sau trận solo vừa rồi thì chúng ta càng nhận thấy rõ hơn sự quan trọng của độ tập trung trong solo 1v1 đúng không ạ? Rõ ràng là Chu đã mất tập trung và có vẻ như là lâu lâu rồi anh ta mới trở về với cái bút thi đấu của mình, cho nên là anh ta có vẻ là hơi mất tập trung một chút xíu. Ngoài ra thì tôi cũng phải nói rằng là ở trong cái cặp solo như thế này thì cái độ may mắn còn quan trọng hơn cả. Ông bốc phải chiêu thức mà ví dụ như là cấm bay thiên dực đi chẳng hạn là coi như là game đấy được là chào thua rồi. Thế nên là rõ ràng là pha thi đấu vừa rồi thì Chu đã bốc phải một cái chiêu thức có thể nói rằng là bị cấm đi, và khi đó thì cái sự thiếu may mắn nó dẫn đến cả cái sự thiếu tập trung đó của anh ta. Chứ còn Hoàng Lớp Gia Ta biết đâu đấy khi anh ta bị cấm chiêu anh ta cũng sẽ mất tập trung như vậy thì sao. Và cũng hơi tiếc một chút xíu bởi vì cả Hoàng Lớp Gia Ta lẫn Chu chưa kịp thể hiện quá nhiều những cái kỹ năng, những cái cú bay của mình. Bởi lẽ là thời lượng solo thì cũng khá là nhanh bởi vì là Chu đã hơi mất tập trung một chút xíu. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là ở những cặp thi đấu tiếp theo thì sẽ không có tuyển thủ nào rớt đi cái độ tập trung này để bấm nhầm chiêu hay gì nữa, bởi vì đó sẽ là một cái sự cố khá là đáng tiếc. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với cặp thi đấu tiếp theo, đó là TDT Sa và Bốp Bốp. Theo tôi được biết thì Bốp Bốp cũng là một người em khá là thân với cả anh Huy và anh Tùng nữa. Thì không biết là hai anh đánh giá như thế nào về kỹ năng của Bốp Bốp, đặc biệt là ở kèo xạ thủ ạ? Tôi chính trước một tí nhé. Tôi không biết là tôi anh Tùng có thân không, người tôi là tôi là cũng không thân lắm với cả anh này. Nói chung là anh này chuyên kiện chúng tôi đấy. Anh ấy sẽ luôn luôn xuất hiện ở trong những cái bức ảnh ở các streamer nữ xinh đẹp của Liên Quân. Tôi cũng nghĩ rằng là anh này mang đến nhiều sự tiêu cực của chúng tôi hơn. Đây là một sự gọi là hài hước đến từ vị trí Bốp Bốp. Anh ta đã từng nằm xuống tới 49 lần trong một ván thi đấu đầu xếp hạng. 49 lần không phải là 49 nhé, là một gạch chéo 49. Tức là 49 lần trong một ván thi đấu, tức là cứ ra thì là sẽ nằm xuống luôn. Và ván thi đấu đó chắc chỉ kéo dài khoảng độ 25 phút thì phải. Nghĩa là cái năng suất nằm xuống của anh ta cũng phải rơi khoảng độ cứ 1 phút nằm 2 lần. Giỏi đấy, thế là đấy. Giỏi. Thảo chưa bao giờ làm được không? Em chưa bao giờ làm được. Em chưa bao giờ làm được cái việc mà đấy. Thì mà tôi nghĩ rằng là Bốp Bốp là một cái người có một cái tinh thần thi đấu gọi là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà đôi khi là những cái người mà không sợ trời, không sợ đất như vậy, họ sẽ thường có những nỗi sợ trong lòng của mình. Họ chỉ cố gồng như vậy thôi. Còn tôi đánh giá cao Sa, tại vì Sa là một người đánh xạ thủ và đây là một vị trí sở trường cậu ấy thôi. Nên là không có lý do gì cậu ấy có thể thua được một Bốp Bốp. Anh nói Bốp Bốp không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà thường là sẽ có nỗi sợ bên trong, giống như kiểu anh đang nói người bên cạnh anh. Anh Tùng anh sợ gì nhỉ? Không, tôi anh Tùng không sợ gì mà. Đấy. Tôi sợ nhiều thứ chứ, tôi sợ nhiều thứ luôn từ đầu rồi. Tôi cũng sợ nhiều thứ. Tôi cũng sợ nhiều thứ. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ. Đúng rồi. Quay trở lại với câu chuyện của Bốp Bốp thì thực sự thì đây là một cậu em mà cũng đã từng thi đấu ở trong Team Mobile một thời gian đấy. À, học cho anh Tùng đấy. Nhưng mà không thân thiết với tôi. Bốp Bốp không thân thiết với tôi. Ngày xưa tôi có một cái kỷ niệm khá là vui với Bốp Bốp, đấy là Bốp Bốp đi thi đấu giải thi đấu cộng đồng. Sau đó thì đi thi đấu cùng với Team Họ Mi thì Bốp Bốp vừa thi đấu vừa uống thuốc cảm cúm bằng nước tăng lực. Tức là anh ta dùng nước tăng lực để uống thuốc cảm cúm để thi đấu được. Anh ta sốt đến 40 độ thi đấu xong rồi sau đó thua luôn. Tức là anh Bốp Bốp anh tưởng là uống nước tăng lực thì nó sẽ tăng lực, sau đấy uống thêm thuốc nữa thì nó sẽ đỡ đúng không ạ? Vừa tăng nhưng mà lực, thực chất là nó sẽ làm mất đi hiệu quả của thuốc. Tôi không biết là liệu uống thuốc với nước tăng lực thì có ảnh hưởng gì không. Nó thật là tôi cũng không biết. Thôi được rồi, tôi thì cũng không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng là Bốp Bốp đã từng trong Team Họa Mi và chứng tỏ rằng là kỹ năng của anh ta cũng khá là thượng thừa đấy. Vậy thì Bốp Bốp thì thường sẽ có xu hướng là thi đấu những con bài nào ở vị trí top hay là rừng hay là xạ thủ của anh Tùng? Vị trí sở trường của Bốp Bốp thì có lẽ là vị trí tà thần Caesar. Tuy nhiên thì Bốp Bốp cũng là một người chơi thi đấu ôn lên được, tức là đánh được tất cả các vị tướng thôi. Nhưng mà vị tướng mà anh ta đánh tốt nhất thì chắc Rioma. Là biết đó là Rioma. Còn vị tướng mà anh ta đánh tệ nhất thì chúng ta cũng biết là một vị tướng xạ thủ. Hôm nay là anh ta solo một vị tướng xạ thủ khác là Elsu, nhưng mà anh ta đã từng có một trận slim để đời rồi thì chúng ta cũng đã nói rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là Bốp Bốp và Sa họ sẽ bốc thăm, sẽ bị cấm đi chiêu thức nào với con bài Elsu ở trong trận solo ngay sau đây cùng với MC Kim Ngân và Sơn Bách. Xin mời.
Chúng mình đang quay trở lại rồi đây và xin mời các bạn khán giả cùng gặp gỡ cặp đối đầu tiếp theo, TDT Sa và Bốp Bốp. Nhưng trước hết thì mình hãy hỏi thăm nhau một tí cho nó thân mật ha. Sao ơi, lúc nãy bạn có xem trận 1 không? Có, mình có. Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về chiến thắng quá nhanh gọn của Hoàng Lớp Gia Ta? Mình nghĩ do Hoàng Lớp Gia Ta may mắn. Do Hoàng Lớp Gia Ta may mắn thôi. Và một lát nữa đây thì các bạn sẽ solo con bài Eo Su, một con bài khá là tùy tâm, tùy tâm lý đó. Bạn có tự tin là sẽ giành được chiến thắng trước thầy Bốp Bốp không? Mình rất tự tin. Rất tự tin, bao nhiêu phần trăm? 100%. 100%, ở bên kia nghe câu trả lời rồi chứ ạ? Bên kia tự tin 100% và nói nãy là Hoàng Lớp Gia Ta may mắn. Thầy có nghĩ đây là đúng không? Mình nghĩ là không ạ, do thực lực của Hoàng. Riêng cái gửi đến bạn Sa là riêng cái danh top 1 kỹ năng của mình thì ai cũng biết rồi. Mình sẽ tự tin chiến thắng 3-0 trước bạn ấy. Vâng, thầy Bốp sẽ tự tin chiến thắng 3-0 trước Peo Sa và mình nghĩ điều đấy là đúng. Cả hai bạn ở đây đều rất là tự tin và cả MC Xuân Bách cũng rất là tự tin về đội của mình rồi đúng không? Vậy thì xin mời hai bạn hãy tiến lên để bốc thăm cắm chiều. Kết quả là gì ạ? Cắm chiều 3. Mình không bị cấm ạ. Nhưng mà đây là kết quả mình không đáng mong đợi lắm vì mình muốn cấm một chiêu để cho bạn ấy dễ chơi hơn chứ không như này dễ quá. Lại dễ quá à? Ok, nhưng mà như thế này rồi thì chúng ta cũng phải chiến thôi, luật là luật. Rồi, xin mời chúng ta quay trở về bàn phân tích để chuẩn bị cho trận thi đấu. Như vậy là Sa sẽ bị cấm đi chiêu thức thứ 3 của con bài Eo Su và ngược lại thì Bốp Bốp không bị cấm một chiêu nào cả. Nó khá là giống với cặp thi đấu đầu tiên là các tuyển thủ của chúng ta thì sẽ bị mất đi một kỹ năng, mất đi một chiêu thức nào đấy. Theo anh Tùng thì cái việc mà con bài Eo Su bị cấm đi chiêu 3 thì nó sẽ tổn thất như thế nào ạ? Thật ra thì ở trong Eo Su thì chắc tôi với Huy thì đều đồng ý với nhau ở một điểm, đó là mất đi viễn trình kích mới là 70% cái khả năng thi đấu của Eo Su. Còn mất chiêu 1, mất chiêu 3 thì cái độ ảnh hưởng sẽ ít đi khá nhiều. Tuy nhiên nói là độ ảnh hưởng ít đi nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng và phải ít nhất phải tầm khoảng 30%. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta phải nói rằng là đội streamer, tôi phải công nhận rằng họ streamer thật, gáy rất to. Ông Hoàng thì là em số 2 thì không ai số 1. Đấy, ông Bốp thì là em không tự tin lắm, em chỉ tự tin thắng 3-0 thôi. Đấy, gáy rất to em và hơn thế là... nữa thì lại còn là em còn mong là em bị cấm chiêu. Và với cái tính cách của Bốp Bốp thì tôi biết đâu đấy tôi lại thấy anh ta không sử dụng chiêu 3. Các bạn có thể chú ý thử xem nhé, bởi vì tôi có một dự đoán là anh ta sẽ tự không sử dụng chiêu 3. Anh ta tự chấp chính mình. Đúng rồi, tự nép đi chính mình để cho gọi là kèo đấu nó hấp dẫn hơn, bởi vì cái phong cách của anh ta là khá là ngông. Tôi thật sự là không thấy một chút lo lắng nào hay một chút chần chừ nào khi mà Bốp Bốp lừng lững tiến đến hộp bốc thăm và vào bút thi đấu cả. Cứ như rằng là anh ta cũng giống như là một tuyển thủ vậy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là như thế nào. Còn anh Huy, sau khi mà anh thấy là Sa đã bị mất đi một chút lợi thế rồi thì anh có đổi lại dự đoán rằng là lúc nãy thì anh nghĩ rằng là Sa sẽ chiến thắng. Bây giờ có đổi lại không? Tôi vẫn nghĩ là Sa chiến thắng. Căn bản là tôi thấy là Bốp có thể sẽ rơi một trường hợp là thùng giống kêu to. Đấy. Mà to thật. To, anh ấy khá to. Nhìn chung thì đấy là cái tính cách hàng ngày của cậu ấy rồi. Nhìn ra là Bốp Bốp có thể xảy ra trường hợp là cậu ấy sẽ thậm chí là tự cấm mình chiêu 3 luôn để có thể diễn ra một cách công bằng. Bởi khi đó cậu ấy thắng, cậu ấy sẽ gáy rất to là tôi đánh bại một xạ thủ top 4 tại đấu tranh vọng mà tôi cũng không có chiêu 3 trên người. Đấy, tôi đoán thế thôi, chúng ta đoán thế thôi, đoán thế thôi. Và thực tế thì cái chiêu giật bắn đó là một cái chiêu thức để gọi là dứt điểm và cùng lắm là thoát thân trong một khoảng không gian ngắn mà thôi. Tại vì chiêu 1 thì nó sẽ cường hóa đòn đánh tay và tăng thêm tầm nhìn. Còn chiêu 2 thì là chiêu chính của Eo Su. Còn với chiêu 3 thì tôi nghĩ rằng không cần tới chiêu 3 thì chúng ta vẫn sẽ thấy những trận đấu hấp dẫn, đến những cái tình huống đọ súng hấp dẫn giữa Bốp Bốp và Sa thôi. Nên cá nhân tôi nghĩ như vậy. Nói về độ ảnh hưởng thì tôi nghĩ rằng là chiêu 1 sẽ ít ảnh hưởng nhất đến Eo Su, bởi vì lúc đó thì chỉ có khi nào mà đối phương núp ở trong bụi chẳng hạn và đánh cận chiến thì lúc đấy chiêu 1 mới ảnh hưởng, và chiêu 2 nữa là nó sẽ giúp tăng đam thì đương nhiên ai cũng biết rồi. Tuy nhiên thì là cả hai bên đều có chiêu 1 rồi, còn với chiêu 3 thì độ ảnh hưởng của nó đến phòng thủ thì Huy nói rồi. Tuy nhiên thì chiêu 3 còn có tác dụng ảnh hưởng đến cả tấn công nữa. Phải nên nhớ rằng là Eo Su solo với nhau thì không phải lúc nào cũng có thể kết thúc bởi viễn trình kích. Bởi vì là khi mà viễn trình kích đã kết thúc 3 loạt bắn thì khi đó cả hai tuyển thủ đều đang cao đao, thì lúc đó khả năng áp sát của Bốp Bốp sẽ là tốt hơn khi Bốp Bốp có thêm một chiêu thức áp sát.
Elsu luôn là một con bài mà cứ mỗi lần solo hay thậm chí là đánh 5 vs 5 thì người mà cầm con bài Elsu sẽ được mọi người quan sát và chú ý rất nhiều, bởi nó sẽ mang lại sự hào hứng cũng như là hồi hộp một chút mỗi khi mà những cú vẽ trình kích chuẩn bị được bắn ra. Và hãy cùng chờ xem là TDT Sa hay Búp Búp sẽ là người chiến thắng trong kèo solo thứ 2 ngày hôm nay. Xin mời! Búp Búp sẽ bị cấm đi chiêu... chính xác là Búp Búp sẽ không được cấm đi chiêu thức nào, còn với Sa sẽ bị cấm đi chiêu thứ 3. Đó là chiêu giật bắn, một chiêu dùng để áp sát dứt điểm đối phương và cũng để thoát thân trong một phạm vi không gian ngắn. Rõ ràng là mặc dù như thế, tôi tin rằng nếu như Sa thực sự hiểu sâu về vị tướng này, và đây vị tướng anh ta chơi rất nhiều tại đấu trường Thanh Vọng, một vị tướng nòng cốt, thì anh ta hoàn toàn có thể bù trừ việc không có giật bắn trên người bằng cú tốc biến cận trình kích để dứt điểm đối phương. Đây là cú bắn đầu tiên của cả hai đều trượt. Rõ ràng là với Elsu chúng ta vẫn luôn luôn phải nói về viễn trình kích là chiêu thức đầu tiên mà chúng ta luôn luôn nói đến về Elsu. Và Búp Búp đã trượt hai cú viễn trình kích liên tiếp ở trong những pha thi đấu đầu tiên. Trong khi đó Sa thì lại không bị trượt đi bất kỳ một chiêu thức nào ở trong giai đoạn về sau. Anh ta chỉ bị trượt cái lúc đầu thôi. Và vì vậy thế nên lúc này thì Sa đang có lợi thế về mặt lượng máu. Và nên nhớ rằng hai tuyển thủ không được ăn HP ở sau trụ. Và vì vậy thế nên ở thời điểm hiện tại lợi thế đầu tiên thuộc về Sa ở trong cặp đấu này, và nhất là trước cấp độ 4 thì Búp Búp sẽ không có bất kỳ một lợi thế nào. Tuy nhiên thì Búp Búp cũng đã cân bằng lại về cú bắn ở trong tình huống vừa rồi, thêm một cú bắn chính xác và cả siêu hồi phục nữa thì phải. Sa đang có rất nhiều lợi thế ở trong những cú bắn vừa qua. 3 viên chính xác rồi, Búp Búp vừa bấm thêm hồi máu, nhưng anh ta chỉ cần thêm một viên nữa thôi anh ta chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Bây giờ anh ta phải hút máu bằng con quái rừng này. Và Sa cũng đang quáng hút máu với con cua của mình. Rõ ràng là với việc có cho mình một khả năng bắn chính xác hơn về viễn trình kích thì anh ta đang cho thấy rằng không cần tới giật bắn anh ta vẫn có thể thị uy và khiến cho Búp Búp phải farm lính ở dưới trụ. Bây giờ đứng lên quá cao với lượng máu này vẫn là nguy hiểm nha. Vẫn là nguy hiểm, đặc biệt khi đối phương đang có thần quang sẽ cường hóa thêm sát thương dành cho viễn trình kích. Nhưng bây giờ thì lượng máu của Búp Búp ở lúc sau khi hút máu con quái rừng nó ở khoảng thời điểm gọi là khá an toàn rồi, nhưng mà nếu mà dính một viên thì vẫn là vất vả cho anh ta trong những cái nỗ lực hồi máu của mình. Ngoài cái tính cách chơi ngông ra thì Búp Búp còn được biết đến với cái tính cách chơi hơi bẩn một tí. Thế nên là bây giờ khi anh ta đã bắt đầu bị lỗ máu này, tôi nghĩ anh ta sẽ lại dùng cả chiêu ba ở cấp độ 4 thì đúng bây không? Giờ mình bất lợi thì mình còn gì phải tự chấp chính mình đúng không? Không thì việc gì mình phải tự chấp nữa. Đấy. kiểu như vậy anh ta sẽ ngay lập tức đổi quẻ. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi thấy trường hợp của Búp Búp thì ở thời điểm hiện tại anh ta cũng đã nín nhịn rồi, anh ta đã chịu mất đi một vài những con lính để hồi được rất nhiều máu đến từ cái khả năng hồi máu của bản thân. Và bây giờ anh ta sẽ phá đi ưng chạm của đối phương. Anh ta vẫn giữ được ưng chạm của mình, và đây sẽ là cái ưng chạm thứ hai của anh ta chăng? Và bây giờ thì ưng chạm đến từ vị trí của Sa đặt vào khu vực gần khu vực trụ. Nhưng tốc biến từ vị trí của Sa. Đoán. Nếu mà băng vào đấy mà gặp đối phương là có thể gọi là solo kỹ năng luôn, cận chính kích rồi giật bắn các thứ luôn. Nhưng anh ta đoán sai rồi. Tôi thấy cái trường hợp này nó khá phù hợp với một cái câu mà chúng ta hay được nghe ở trong đời sống ấy. Đấy là giữa thiên tài và kẻ điên thì nó chỉ cách nhau một tích tắc thôi, một chút thôi. Không, đấy là anh ta all-in đấy chứ, Và tình huống thi đấu vừa rồi, anh ta vừa có một tình huống xử lý. Này, nếu mà quả đấy chính xác thì sao có thể bị giật mình nhá. Pha này hay này. Tôi nghĩ rằng cái tình huống này hay là anh ta đang gài đối phương ăn chim, ăn cua. Anh ta đang gài đối phương bắn con chim để phạm lỗi. Đúng rồi. Rất khôn từ Búp Búp. Anh ta đang cố gắng gài Sa, vừa là hút máu nhưng vừa là gài Sa. Đây là một tình huống hai bên trao đổi chiêu thức lẫn nhau khi cả hai cùng ngồi ngắm. Và tình huống cả hai cùng ngồi ngắm xong rồi Búp ơi. Có vẻ như là run tay. Búp ơi. Búp đang hơi run tay trong cú bắn vừa rồi, nhưng Sa hết viễn trình kích rồi thì phải. Đây là cú bắn. Rất quan trọng. Nó thành công. Giác tốt đến từ Búp, và qua đó thì lượng máu hai bên đều là cân rồi. Búp cho thấy được cái sự danh ma của mình. Sau khi gài cho con cua chỉ còn 495 máu và chỉ cần Sa nhắm vào Búp, anh ta sẽ lách vào con cua, và lúc đó thì sát thương đến từ viện trí sẽ đủ sức để dứt điểm con cua, còn anh ta sẽ phạm lỗi. Một tình huống thi đấu phải nói rằng là rất khôn từ Búp. Tuy nhiên thì Sa cũng không dại gì để bắn vào khu vực đó, anh ta vẫn cứ tiếp tục tích nội tại đến từ viện trí kích để có thêm nhiều cú viện trí kích nữa thôi. Bây giờ đã đến phút thi đấu thứ tư, và đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ có được thử thách đến từ hai MC ở bên phía đầu cầu Sài Gòn. Và rõ ràng là chúng ta đã thấy được rằng là các tuyển thủ của chúng ta lúc này vẫn đang có tỷ số là không đều, nên ảnh hưởng đến từ hai MC lúc này là hai người quấy rối là cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu như trong trường hợp mà họ có thể ảnh hưởng được thì chỉ cần một điểm hạ gục thôi. Một điểm hạ gục thôi cũng có thể quyết định chiến thắng được. Bởi nên nhớ rằng là đến phút thứ tư những hai tuyển thủ chưa có bất kỳ một điểm hạ gục nào cả. Rất hấp dẫn giữa Búp và Sa. Và bây giờ thì tôi không biết rằng là Sốt Bách có thực sự quấy rối không. Anh ta đấm bóp vai và anh ta mang vào vũ khí đấy là hai cái lắc tay.
cho kiểu dỗ trẻ con ăn đấy. Đấy còn... bắt đầu bịt mắt bắt dê rồi này. Rồi bắt đầu bịt một mắt, nhưng mà đây thực ra là với một người chơi kiểu sniper thì người ta thường xuyên hay nhắm một mắt để chính xác hơn mà đúng không? Thì Yao Su cũng là một người chơi kiểu dạng sniper đấy, như vậy trong khi đó thì Kim Ngân còn dụng hơn. Kim Ngân thì đánh chống khuôi chiêng. Đấy, cả sao không bổ luôn cả búa vào đầu bốp nhỉ? Cứ mạnh dạn lên em, không sao đâu. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là nếu như tính về lợi thế, tôi nghĩ rằng Sa đang có lợi thế. Tôi nghĩ rằng Sa vẫn đang có một lợi thế nhỏ. Nếu như cả hai bên không thể hạ gục được nhau thì ở thời điểm này tôi đang thấy rằng Sa sẽ là người có lợi thế hơn về việc tạo sát thương vào người của đối phương. Và đó cũng là một trong những tiêu chí, nếu như hai bên bằng số điểm hạ gục là không có điểm hạ gục nào thì Sa sẽ là người chiến thắng với lượng sát thương tạo ra là nhiều hơn. Bốp đang cố gắng đến gần bởi anh ta đang cầm theo ma chú. Đây chính là lý do ma chú có chiêu cuối của mình. Anh ta có chiêu cuối, còn Sa thì không. Một chút máu được lấy đi đến từ ma chú và giật bắn bốp vẫn là chưa đủ để đánh bại được Sa. Một viên chí tử, và đây sẽ là một đều dành cho cặp thi đấu này, cân bằng tỷ số dành cho Bố, chính xác hơn là một điều mở tỷ số dành cho Bố. Khi mà rõ ràng là Sa tiến ra để farm lính ở trong turn thi đấu đó thì tôi có thể cảm nhận được đó sẽ là tình huống then chốt để Bốp có thể vươn lên dẫn trước được. Một tình huống mà Bốp đã lợi dụng được cái lợi thế của mình với chiêu cuối giật bắn rất tốt để có thể khiến cho Sa gặp phải bất lợi đầu tiên. Bây giờ thì Bốp là người chủ động và Sa buộc phải tấn công. Bốp với Ngọc hút máu rất ổn để có thể hồi lại được toàn bộ lượng máu. Thì bây giờ anh ta chiếm ưu thế hoàn toàn, anh ta không bị lỗ máu với đối phương. Ứng chạm của anh ta đặt ở ba góc bản đồ. Và rõ ràng là Sa đang gặp rất nhiều bất lợi sau khi bị mất đi điểm chiến công đầu. Không phải vấn đề quá lớn đâu, chỉ có vấn đề là khi mà cái trụ kia không còn quá nhiều máu nữa sẽ gặp nguy hiểm dành cho vị trí của Sa mà thôi. Còn tôi nghĩ rằng là ở khoảng thời điểm này, việc mất đi một điểm gục với Yao Su thời điểm này không phải là một bất lợi quá lớn dành cho Bốp, dành cho Sa. Khi mà anh ta vẫn có lợi thế bằng việc có ứng chạm trên bản đồ để có thể lấy thông tin, chỉ có điều rằng khả năng dứt điểm và khả năng áp sát của anh ta sẽ hơi khó một chút mà thôi. Chúng ta thấy rằng độ căng thẳng của cặp thi đấu này nó là rất cao rồi, phút thứ 6 trận đấu này, và với chỉ có một điểm gục đến từ đó là Bốp. Trong một tình huống mà cả hai bên đều đã lên giày hộ vệ để có thể gia tăng khả năng chống chịu của mình, khả năng hút máu đến từ xa cũng đang là rất tốt. Tôi nghĩ rằng là trong cuộc đối đầu này thì cả hai bên đều có ngọc hút máu thôi. Cả hai bên đều sẽ có ngọc hút máu để có thể giúp cho khả năng hồi phục của mình tốt hơn. Tôi nghĩ là Sa phải lên thôi. Bây giờ đã qua phút thi đấu thứ 6 và việc thử thách độ tập trung đến từ hai MC cũng đã kết thúc, và lúc này Sa phải lên thôi. Có hai cách để Sa có thể giành được chiến thắng, đó là một, lấy được một điểm hạ gục của Bốp và qua đó thì có lượng sát thương tốt hơn khi những cú bắn đầu trận của anh ta là tốt hơn. Hai thì anh ta có thể sẽ khiến cho Bốp phạm một cách nào đó. Bốp sử dụng chiêu cuối của mình để gây ra sát thương cho đối phương, và Bốp chiến thắng thêm một lần nữa. Anh ta quay trở lại hút máu con lính một cách hiệu quả để không phải nằm lại với cú bắn cuối cùng đến từ con xe lính. Và 2-0 rồi. 2-0 rồi, và phút thứ 7 cơ hội là rất khó để cho Sa có thể chiến thắng được trận thi đấu này. Đó rồi. Là một tình huống mà cả hai bên đều băng lên với cận chính kích và cả hai bên đều trượt cận chính kích, nhưng Bốp đã làm tốt hơn trong pha cầu máu đánh tay của mình với ma chú rồi. Và ngoài ma chú ra thì anh ta có giật bắn. Anh ta có giật bắn. Anh ta có chiêu 3. Cái thế nhờ. Đó là Sa. Bốp vừa ăn cua. Sao Bốp lại có thể khôn như thế được nhờ? Đó là Bốp. Này, mà tôi nghĩ rằng đây là anh ta cố tình thì sao? Nghĩa là anh ta muốn cạo cả tính, nghĩa là không. Bây giờ tôi đã chiến thắng bằng việc là có đủ chiêu thức. Tôi cho bạn thắng đây. Tức là sau khi tôi chứng minh xong rồi tôi chỉ cần chứng minh là tôi không cao trình hơn thôi. Tôi tin rằng bây giờ anh ta sẽ ra lấp liếm đúng bằng cái cách mà Huy vừa nói đấy. Là anh ta sẽ dùng cái đấy để ngụy biện cho đấy là anh còn mình. Nghĩ như thế, còn nghĩ cao thượng, còn tôi là tôi nghĩ hẳn luôn là Bốp cố tình. Không, đấy là anh nghĩ cao thượng, còn tôi thì tôi nghĩ rằng là Bốp là cái ông này, ông ấy hơi bị ông ấy hơi bị, tức là cái ông này, cái độ tập trung của ông ấy chứ không được trải dài thông qua toàn bộ quá trình thi đấu đâu. Lúc nào cũng có những cái giây phút nhây. Đấy là điều tôi thường thấy ở Bốp, chứ không phải là đến ngày hôm nay thì mới thấy đâu. Thế nên là thực ra đây là một cái lỗi mà anh ta tự mắc phải đấy. Bởi vì là anh ta không tập trung vào cái tình huống thi đấu đó thôi. Anh ta nghĩ là mình đang hay rồi, đang ngon rồi, lấy được trụ đối phương, ăn được hai điểm hạ gục. Có khi anh ta còn nghĩ là mình thắng rồi ấy. Anh ta còn không hiểu luật thi đấu lắm cơ. Đấy, anh ta thiếu sự tập trung nha. Nên nhớ rằng là các tuyển thủ được phổ biến rất là kỹ về luật thi đấu và cũng đã được tập dượt qua rất nhiều lần rồi, nhưng anh ta vẫn vấp cỏ trong tình huống này. Pha bắn con cua cuối cùng làm tôi và Huy có lẽ là cũng mà ban đầu anh ta còn là người lừa Sa đúng không? Hay có khi là do tôi cả anh tự nghĩ ra còn quá, anh ta nghĩ không có quá. Ý là định lừa Sa ăn con cua đâu. Có khi chính chúng ta mới là anh ta nguy hiểm quá rồi. Những người thâm hiểm thôi. Chúng ta nghĩa là chỉ đơn giản là đánh để hồi máu thôi.
con người thì chúng ta có toan tính như là Bốp thì không, Bốp thì không. Anh ta cười rất vui. Có lẽ đây là một trong những tình huống thi đấu rất thú vị ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nó cũng cho thấy được rằng là ở trong cái cặp đấu đầu tiên ấy thì Chu thua, nhưng chúng ta thấy rằng là Chu bay còn tốt hơn so với cả Hoàng Lớp Tata ở trong nhịp bay đó. Nhưng mà Chu rất đáng tiếc là Chu bị phạm luật. Thì coi như hòa. Lần thứ hai này cũng thế thôi. Đấy, team tuyển thủ thì Sa bắn cũng tốt đấy, nhưng mà Bốp mới là người dứt điểm tốt hơn. Nhưng cuối cùng Sa lại chiến thắng vì Bốp phạm luật. Vui rồi, vui vui thế là được rồi. Cảm ơn Bốp rất nhiều vì đã làm nền cho chiến thắng của Sa. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với MC Kim Ngân để xem những chia sẻ của Sa sau một chiến thắng phải nói rằng là khá bất ngờ khi mà đối phương tự hủy. Xin chúc mừng TDT Sa, bạn đã giành được một chiến thắng rất tuyệt vời trước Bốp Bốp. Và như chúng ta đã biết thì Bốp Bốp cũng là một người chơi có kỹ năng khá cao. Ngày hôm nay khi được đối đầu trực tiếp với Bốp Bốp thì bạn đánh giá như thế nào về con Elsu của anh ấy? Mình nghĩ Bốp Bốp bắn Elsu cũng khá là hay, bắn cũng dính đấy. Vậy là đánh giá khá cao về đối thủ. Nếu mà đánh giá cao về đối thủ như thế thì bạn thấy chiến thắng vừa rồi nó có dễ không? Hay là vẫn hơi khó nhằn một tí? Hơi khó nhưng mình vẫn thắng. Hơi khó nhưng mà vẫn thắng, đó là do kỹ năng của mình đúng không nào? Một lát nữa đây chúng ta sẽ có cặp đối đầu giữa Box Ray và Nam Mũ Trắng. Bạn nghĩ tỷ số phần chiến thắng sẽ nghiêng về ai? Mình nghĩ chắc Ray thắng với tỷ số chắc 3-1 ạ. Ray thắng với tỷ số 3-1. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở về bàn phân tích để đón chờ trận thi đấu tiếp theo. Vâng, quả không hổ danh là vị tướng Elsu khi mà mỗi cú viễn trình kích chuẩn bị được bắn ra thì đều nhận được sự hào hứng dõi theo của tất cả các khán giả. Và Bốp Bốp với lợi thế chiêu cũng như là với độ tập trung của mình thì suýt nữa đã có được chiến thắng. Nhưng chỉ là suýt mà thôi, cuối cùng thì Sa mới là người chiến thắng chung cuộc. Tôi có cảm thấy hơi tiếc tiếc cho Bốp Bốp một chút. Anh Huy có cảm thấy tiếc không? Tôi thì tôi thấy rằng câu chuyện này xảy ra hàng ngày rồi. Anh ta sẽ cái độ tập trung anh ta là rất thấp. Anh ta bao giờ cũng giữ cái sự nhăng nháo của mình từ đầu buổi đến cuối buổi. Nghĩa là không bao giờ tôi thấy anh ta vui, anh ta gọi là nghiêm túc cả. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm túc trong cuộc đời từ lúc mà tôi bắt đầu quen anh ta. Có một điều có lẽ Thảo chưa biết, trong những cái trận đấu rank của anh ta thì cái sự thú vị đến từ cái live stream của anh ta ấy, nó chủ yếu đến từ những cái tình huống mà anh ta sắp thắng đối thủ thì anh ta đầu hàng, sau đó thì đồng đội cũng đầu hàng cùng anh ta, xong anh ta thua vì đấy. Như thế. Hoặc là đấy, anh ta đang gáy rất to thì đồng đội khán giả sẽ kiểu dạng là cố tình bấm đầu hàng, lúc mà pháo nhà thì anh ta sẽ thua luôn trận đấu đó. Chôn anh ta một lần này thì anh ta chôn chính mình. Thật ra nói lại một chút về mặt chuyên môn thì chúng ta phải nói rằng là ở trong trận thi đấu này thì thứ nhất là Sa gặp bất lợi. Đấy, Sa gặp bất lợi khi không có chiêu cuối. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy được rằng là Bốp Bốp cũng đã làm tốt được cái công việc của mình. Anh ta biết rằng anh ta có lợi thế gì và vì vậy thì anh ta biết rằng anh ta áp sát tốt thì anh ta sử dụng thêm cái ma chú. Đấy cũng là một cái thứ mà chúng ta phải đề cao Bốp Bốp khi anh ta biết rằng là mình có thể đánh cận chiến tốt hơn so với Sa nhờ vào chiêu cuối của mình. Và anh ta sử dụng cái lợi thế đó rất tốt. Trong khi đó thì Sa thì cũng có những cái cú bắn đầu tiên rất là chuẩn rồi. Chỉ đáng tiếc thôi là anh ta lại bị cấm chiêu. Nên là anh ta không thể đánh cận chiến tốt như đối phương. Nhưng cuối cùng thì may mắn lại mỉm cười với Sa. Và tôi nghĩ rằng là ở trong trận solo vừa rồi thì rõ ràng cái phán đoán của Bốp Bốp nó hơi sai một chút xíu. Đặc biệt là ở tình huống mà anh ta tự tin anh ta có chiêu 3. Anh ta đã tốc biến vào trong bụi và nghĩ rằng là đối phương ở đó và Sa ở đó và Sa không có chiêu 3. Tuy nhiên rất tiếc là phán đoán của anh ta là không chính xác, cho nên là tình huống đó thì cũng khá là ấn tượng với tôi. Còn lại thì chúng ta hy vọng rằng là ở những cặp thi đấu tiếp theo thì sẽ có thêm nhiều những sự thú vị được mang đến. Và cũng như là độ tập trung của các tuyển thủ sẽ được tăng cao hơn để chúng ta có những trận solo 1v1 có thể thể hiện được hết cái kỹ năng cũng như là phán đoán tình huống của mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp thi đấu của Gray đến từ Box Gaming và Nam Mũ Trắng với con bài Narok. Về Gray thì đây là một anh chàng mà cũng đã sử dụng Narok khá nhiều trong đánh giải. Anh Huy đánh giá như nào về con Narok trong tay của Gray? Tôi nghĩ sao chờ anh ta, con tướng gọi là hàng đầu của Ray ở khoảng thời điểm anh ta mới debut cho giải đấu rồi. Và anh ta còn là một người đi rừng nữa, nên vì vậy mà khả năng múa Narok của anh ta là không có gì bàn cãi cả. Nhưng quan trọng là ngày hôm nay thì còn phải có một chút may mắn nữa. Nghĩa là giả dụ mà bốc vào quả cấm chiêu gì đó thì cũng mệt chứ. Giả dụ mà Narok mất chiêu 1 là cũng rất mệt cho vị tướng này. Đấy, còn đấy có chúng tôi rất là nhiều may mắn. Còn Nam Mũ Trắng là chúng ta đều biết rồi, một trong số những người trước đấy anh ta còn lấy tên fanpage là top 1 Narok mà. Khỏi nói anh ta chơi Narok cũng phải gọi rằng là cả đời rồi. Nên một trận đấu khá thú vị đây. Nhưng mà với tôi ấy, cảm nhận của tôi thấy rằng con Narok sẽ hơi khó để dứt điểm đối phương. Tôi chỉ thấy thế thôi.
Bây giờ thì tỷ số đang là 1-1 giữa các siêu sao streamer cũng như là tuyển thủ toàn năng. Hãy cùng chờ xem là trong trận solo thứ 3 giữa Box Gaming Gray và Nam Mũ Trắng, ai sẽ là người thắng cuộc. Xin mời. Xin chào các bạn khán giả, tỷ số hiện nay đang là 1-1 và chúng ta đang đến với cặp thi đấu thứ 3, Box Ray và Nam Mũ Trắng. Ở Ray ơi, lúc nãy bạn có xem xa thi đấu không? Mình có. Vậy thì bạn thấy chiến thắng của đồng đội mình như thế nào? Có đủ thuyết phục không? Mình nghĩ là đồng đội mình thắng là do ăn hên, do đối phương đã thắng được hai mạng rồi, chắc là nhường cho đồng đội mình thắng. Ồ, không đánh giá cao về đồng đội của mình à? À, ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá về đối thủ. Bạn nghĩ đối thủ ở bên kia, Nam Mũ Trắng, có phải là một người đáng gờm không? Thì mình chỉ muốn nói là gọi Nam Mũ Trắng là cái đồng hồ, vì trong trận đấu này Nam sẽ đếm ngược. Ở bên này có câu như thế rồi thì không biết bên kia thế nào anh Bát ơi. Anh thì không tin điều đấy là sự thật. Em có câu gì muốn nhắn nhủ đến thằng em của anh không? Em nghe Gray gáy thế em khá là sợ, mà sợ Gray thua. Vâng, okay. Sợ Gray thua. Hai bên không ai nhường ai hết. Vậy thì bây giờ mời các bạn hãy tiến lên để bốc thăm cắm chiêu. Cắm chiêu 3. Cả hai bên đều cắm chiêu 3. Một trận thi đấu sẽ rất là công bằng đây. Xin mời bạn phân tích chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo. 2. Như vậy là khác so với việc chênh lệch về mặt cấm chiêu thì ở lượt đấu này cả hai người chơi đều bị cấm đi chiêu 3. Một con bài Narok mà không có chiêu 3 thì anh Tùng nó sẽ giảm đi khoảng tầm bao nhiêu phần trăm sức mạnh ạ? Tôi nghĩ là nhiều, đặc biệt là ở trong đánh 5v5. Tuy nhiên thì ở trong 1v1 thì khi mà hai tuyển thủ cầm Narok và bị cấm đi chiêu 3 thì tôi nghĩ rằng là nó lại là hay. Bởi vì là nếu như cấm chiêu 1 hoặc cấm chiêu 2 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng lả lướt của con bài Narok thì rất là nhiều. Nhưng mà cả hai tuyển thủ đều bị cấm đi chiêu 3, thứ nhất là công bằng, và thứ hai nữa là nó không ảnh hưởng đến cái kỹ năng đấy, cái kỹ năng, cái độ thể hiện kỹ năng của hai tuyển thủ thể hiện ở trong trận đấu này. Với cá nhân tôi thì mất đi cơ may quyết không phải là một cái gì đấy quá khó khăn cả vị tướng Narok. Tôi nghĩ rằng là trong một trận đấu solo này, với khả năng dứt điểm không phải là quá mạnh, với khả năng dồn đam khi không còn chiêu cuối nữa, cả hai bên sẽ hướng tới cái bộc phá khá nhiều để dứt điểm đối phương thật nhanh. Bộc phá và ma chú nữa đấy, bộc phá và ma chú thì hy vọng rằng là đây sẽ một trận đấu hấp dẫn thôi. Bây giờ không có bất cứ một cái bất lợi nào cho cả hai bên cả, đều bị cấm đi chiêu cuối, và bây giờ quan trọng là ai linh hoạt hơn thôi. Bây giờ trận này mà ông nào mà cầm ma tính thì tức là ông ấy độ tập trung hơi kém này. Tại vì bây giờ làm gì có chiêu cuối. Đúng rồi, không có chiêu cuối mà cầm ma tính thì tức là độ tập trung rất kém này. Thì tôi tin rằng là các tuyển thủ thì họ đều biết rằng là mình đã bị cấm chiêu thức nào, và bây giờ là họ đã bắt đầu chỉnh phù hiệu rồi. Thì tôi chờ đợi một trận đấu có đầy đủ những yếu tố của độ tập trung cũng như là cái đối kháng thi đấu, đối kháng của cả hai đều sẽ rất tốt. Gray thì cũng đã thể hiện con bài Narok rất nhiều trong đấu giải rồi. Mặc dù ngày hôm nay thì con bài Narok này cũng sẽ khác đi một chút. Nhưng mà còn Nam Mũ Trắng thì hai anh đã xem phần thiện của Nam Mũ Trắng nhiều trên livestream của anh chàng này chưa, và đánh giá như thế nào khi mà Nam Mũ Trắng sử dụng con bài này? Nam thì chơi khá thân với lại cả Mây nhà tôi, thế nên là đâm ra là tôi cũng có xem qua livestream của Nam rồi. Nam thi đấu Narok thì nó cũng giống như Huy hay tự trêu bản thân mình đấy, là cả đời đánh Violet, cả đời đánh Soccer. Nhưng mà Huy, cả đời của Huy chỉ được có tầm khoảng vài trăm trận thôi, chứ còn như Nam tôi nghĩ phải tầm khoảng hàng nghìn trận, chục nghìn trận. Cả đời của tôi là tất cả các vị tướng tôi đều đánh khoảng độ gần nghìn trận nha. Phải nói một lần nữa là anh, nhưng mà anh có nhiều vị tướng cả đời quá. Anh cả đời anh chọn một thôi. Nhưng người ta đây người ta chỉ anh cả đời, tham lam quá, một vị tướng đấy. Làm nên tên tuổi đấy, làm nên tên tuổi, tham lam quá. Thực ra là tôi muốn trải nghiệm nhiều, tôi thích anh trải nghiệm anh sống nhiều đời. Vâng. Thì không biết là với cái tên mà trước khi đổi tên của Nam Mũ Trắng đó là top 1 Narok, thì anh ta sẽ thể hiện như thế nào với con bài Narok này trước một tuyển thủ phải nói rằng là một người cũng đã thể hiện Narok trong những ván thi đấu quan trọng và cũng đã từng đem về rất là nhiều những cái chiến thắng giòn giã với con bài này rồi. Chỉ ý cho Gray là tôi gợi ý cho Gray là nếu thắng trận này thì nên đổi tên là Win Top 1 Narok. Thì tôi không biết là thắng top 1 Narok thì thấy có vẻ như cái tên này cứ khi kêu đấy chứ nhỉ. Gray mũ trắng hay mũ đen thì cũng được, gây không mũ nhưng mà là thắng top 1 Narok. Rồi, và bây giờ thì không để cho các bạn khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến ngay với trận thi đấu solo 1v1 thứ 3 giữa Gray và Nam Mũ Trắng. Một trận đấu khá hấp dẫn khi mà cả hai bên đều bị cấm đi cơ mạnh quyết, và qua đó thì cả hai bên sẽ có những tình huống lao vào cò rỉa nhau,
với Nakros. Như đã nói thì Nakros là vị tướng có khả năng dứt điểm đối phương là khá yếu ớt, đặc biệt là khi còn thiếu đi cả chữ cuối nữa. Nên vì vậy mà cả hai bên phải rất khéo, và đúng là cả hai bên đều đã sử dụng cho mình đó là bộc phá. Nhưng Nam Mũ Trắng lại dùng ma tính, còn Gray thì lại có ma chú. Rõ ràng là không có chữ cuối dùng ma tính nó sẽ không quá tối ưu, chứ nhờ độ tập trung của Nam Mũ Trắng có vẻ là không tốt. Nhưng Gray đã mất đi quá nhiều máu. Nam Mũ Trắng đã lên tiếng bộc phá trượt từ Nam Mũ Trắng rồi. Một tiếng bộc phá trượt từ Nam Mũ Trắng mỡ đến tận miệng rồi, nhưng anh ta vẫn không thể làm gì cả. Đây là ngoáy. Và cuối cùng thì khả năng sau cùng thì cú bộc phá đến từ vị trí Gray vẫn không đủ sức để dứt điểm đi Nam Vũ Trắng. Lúc này thì Nam Vũ Trắng cần phải hút máu ngay, cần phải hút được càng nhiều máu càng tốt để có thể có được cho mình một cái lượng máu tốt hơn trước khi bước vào trận solo tiếp theo. Nói chung pha thua vừa rồi thì Gray thua không quá mạnh, nhưng rất bất ngờ đấy, rất bất ngờ một người cầm ma chú lại thua người cầm ma tính ở trong những phút giây đầu tiên. Nam làm rất tốt ở trong nhịp thi đấu vừa rồi, bởi nên nhớ rằng Gray có sự hỗ trợ của cả ma chú nữa ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Bây giờ thì Gray muốn băng trụ và anh ta đã đến rất gần với trụ rồi. Không, Nam có lẽ không nên cố gắng để chờ đợi cái hồi máu như thế này. Anh ta đang đợi hồi máu của bản thân, nhưng với việc mà anh ta đợi như vậy thì anh ta đang hơi bị mất lính ở trong những tình huống thi đấu vừa qua. Nam Mũ Trắng đang không còn nhiều máu nữa rồi, anh ta đang chưa thể hồi được máu. Còn Gray đang rất nóng lòng muốn cân bằng tỷ số rồi, một cú băng vào thôi. Nhưng ở thời điểm này thì đối phương đang ôm trụ nên chưa đủ uy tín. Lên luôn giày hộ vệ đến từ vị trí Gray rồi, cho thêm khả năng chống chịu. Anh ta lao vào nhưng không có bộc phá, chưa hồi bộc phá. Nam Mũ Trắng cũng quay trở lại cách vô cùng tự tin. Nam lính đã vào, lính Nam đã vào, đổi điểm hạ gục này lấy lính. Tôi nghĩ là như vậy, Nam cần đổi điểm hạ gục này lấy lính, buộc phải lát hít được hoặc ít nhất là hít được những con lính. Và chúng ta có thể thấy là mặc dù Gray là người bị hạ gục ở trong tơ thi đấu đầu tiên, nhưng Gray mới là người đang có được cho mình lượng cấp độ cao hơn. Và trong pha thi đấu vừa rồi thì Nam đã cố gắng để hút máu từ những con lính, và tôi đánh giá không cao cái kinh nghiệm thi đấu, cái kinh nghiệm thi đấu của Nam Vũ Trắng. Mặc dù về mặt kỹ năng Nam đã làm tốt ở trong nhịp đầu tiên, nhưng kinh nghiệm thi đấu thì có vẻ như sau nhịp thi đấu vừa rồi Nam sẽ rất thua thiệt về mặt lượng trang bị. Rõ ràng đẳng cấp đến từ Gray đang được thể hiện tốt hơn ở trong trận thi đấu này. Đó là sát thương đến từ cả ma chú nữa, lợi thế đến từ phù hiệu trên người của Gray đã được thiết lập rất nhanh. Cú băng vào đến từ vị trí Gray. Nam Vũ Trắng và Gray đều đang cân máu ở thời điểm hiện tại. Một bên đang phải đấu trí với đối phương để tìm giải pháp trong bối cảnh ta cầm một phù hiệu bất lợi. Bên còn lại thì đang cố gắng dùng đẳng cấp để áp lực đối phương. Máu đang là khá cân từ cả hai bên. Cả hai hộp bộc phá đã hồi rồi, có lẽ sẽ một pha khô máu trước phút thứ tư, tôi tin là như vậy. Nếu như không có bất kỳ một sự cố nào đến từ việc vi phạm luật thì tôi nghĩ rằng Nam đang gặp thật sự nhiều bất lợi trước Gray. Và rõ ràng là sự tập trung của Nam Vũ Trắng trước khi bước vào trận đấu này là thua kém so với Gray khá nhiều. Gray đã có thể chỉnh phù hiệu ở trong khoảng thời điểm đó, và Nam Vũ Trắng thì lại không làm được điều đó. Lúc này Nam đang rất cố gắng hút máu, nhưng càng hút máu như thế này thì tôi nghĩ nó không có độ hiệu quả. Anh ta hút được quá ít máu, trong khi con lính lại đánh lại anh ta một vài hit và sau đó anh ta lại mất đi năng lượng. Thì tôi thấy cái độ hiệu quả nó là rất ít. Và các bạn có thể thấy khi ra lại thì Nam lại đang thua thiệt về lượng máu. Nó là rất dễ hiểu thôi, bởi ma chú. Và bởi vì Nam Vũ Trắng đang thực sự bị thua thiệt về mặt lượng tiền ở trong thời điểm này, và thậm chí là cả cấp độ nữa. Rất đáng tiếc khi mà những điều mà chúng ta phân tích với nhau đang xảy ra ở trong trận thi đấu này. Nam Vũ Trắng không còn năng lượng và máu cũng đang rất nguy hiểm ở thời điểm hiện tại. Đúng là anh ta không hồi phục được quá bao nhiêu cả. Và đúng là phép phù hiệu của Gray đang tạo ra được một sự áp lực và một lợi thế quá lớn dành cho hơi non dành rồi. Dành cho chính cá nhân của tuyển thủ đang thi đấu cho Bóc Gaming. Đúng là Nam đã đi vào cái thứ mà chúng ta đang lo nghĩ ngay từ đầu. Và bây giờ là thử thách độ tập trung. Công việc sẽ là nhẹ nhàng hơn dành cho Kim Ngân. Khi mà năng lượng đến từ Nam không còn nhiều nữa rồi, và cũng không được ăn máu sau trụ, nên vì vậy mà không biết anh ta sẽ đào đâu ra kinh nghiệm ở trong tình huống này đây. Nói về khả năng quấy rối thì tôi nghĩ rằng là Kim Ngân sẽ là người có khả năng quấy rối tốt hơn để thử thách độ tập trung của Nam. Bởi vì nói thì đứng trước một cô gái thì sao vẫn sẽ kiểu bẽn lẽn hơn đúng không? Sẽ cảm thấy tùy là đấy, ngại cũng ngần tùy hơn đấy. Anh thì đúng rồi, anh thì không biết ngại trước những cô gái thì tôi biết rồi. Thực ra thì các tuyển thủ như thế này thì tôi nghĩ là đó đàn ông người ta chỉ ngại trước những cô gái mà người ta thích thôi anh ạ. Chứ còn anh nói thế thì đã hồi phục năng lượng đến từ vị trí của đó Nam Mũ Trắng rồi. Quay trở lại với trận thi đấu này. Gray bây giờ đang phút cây. Bách bây giờ tôi thấy Bách đang chuyển sang động viên Gray luôn. Bách đang quên cái vai trò của mình hay sao nhở? Trong khi Kim Ngân làm rất tốt vai tôi trò này, Bách trang điểm làm đúng vai trò, anh đang hơi phạm lỗi nha anh Bách nhá. Không bắt đầu, bắt đầu sờ bụng và đang được xoa dồn. Người ta đúng kiểu mang mấy cái lắc vào trẻ em ăn. Thực ra là Gray cũng rất là nhìn trông rất là kiểu như một gọi là đứa con nít. Nếu mà phải nhìn gọi là cái Nam mà Sonic đang chăm chú ở thời điểm này, và đây là tình huống băng vào đến từ Gray, dứt điểm đi Nam Vũ Trắng rồi, 2-1.
Và trong pha thi đấu vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là Nam cũng có lẽ là cũng phải thận trọng, bởi vì ở trong tình huống thi đấu vừa rồi thì Nam đã gần ăn cái cục máu rồi. Và tôi nghĩ rằng là những cái tình huống đứng gần máu đấy, hay là Nam muốn lừa cho Cray ăn cục máu nhỉ? Không, tôi không nghĩ là Nam sẽ nghĩ sâu xa như là những gì tôi và anh đang nghĩ đâu. Đơn giản là anh ta phải ôm trụ và anh ta cảm thấy bị tù đi sau khi phải ôm trụ. Cách chiến thắng dễ nhất là khiến cho đối phương phạm quy mà. Đây này, này cơ hội cho Nam muốn trắng đây này, bởi vì Gray không còn năng lượng này. Nam! Lúc này thì Nam cần phải lấy lại được thế trận đã. Và nếu như để cho Gray thấp máu như thế này thì tôi nghĩ rằng là cứ để Gray thấp máu như này một thời gian nữa cũng được. Bởi vì Nam hoàn toàn có cơ hội nếu như Gray thấp máu đây rồi, và Gray sẽ bị chắc chắn đấy. Nhưng Gray đang câu được khá nhiều máu của đối phương. Đây là điều mà Gray đã làm được, còn Nam thì lại không. Ở trong một tình thế ít máu thì Gray đã rất thông minh. Anh ta không quá cố gắng để... Tại vì anh ta sẽ có lợi thế sau khi ra đường luôn. Đúng anh rồi. Ta có thể dứt điểm đối phương luôn và hồi và bộc phá cũng sắp hồi rồi. Rất khôn từ vị trí, rất khôn khéo đến từ vị trí của Gray. Có lẽ đó là đẳng cấp của một đẳng tuyển cấp, thủ. Đẳng cấp của một tuyển thủ. Còn đây lại là một người thi đấu mà về mặt kỹ năng là tốt nha. Về mặt kỹ năng thi đấu thì là tốt, về mặt giao tranh đây. Thì là làm khá ổn. Hà Minh rất đẹp luôn. Về mặt gọi là khôn khéo ở trong những tình huống lấy lợi thế ở trong những nhịp tinh chỉnh nhỏ thì Gray lại đang tốt hơn. Và chúng ta có thể thấy ngay, Nam, thứ nhất là tôi đang cảm thấy Nam hình như cái lượng ngọc hút máu nó không quá nhiều đúng đâu. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Tôi cũng đang không hiểu vì sao mà anh ta lại hút máu ít quá như vậy. Trong khi đó thì Gray đang chủ động hơn, bây giờ chỉ cần một mạng cuối cùng nên Gray đang rất chủ động. Có bộc phá rồi nha, có bộc phá rồi, anh ta hoàn toàn thể chủ động, anh ta hoàn toàn có thể chủ động. Bây giờ thì đấy, một cú lao vào đối phương nhưng vẫn không outplay được thành công. Rất đáng tiếc. Đã có biến số xảy ra khi mà Nam Mũ Trắng còn cầu, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn không thể thắng được một Gray quá đẳng cấp. Tôi đã thấy cú ôm đầu của Nam trong tình huống thi đấu vừa rồi. Tôi đã thấy một cú ôm đầu của đuối Nam tiếc. Có lẽ hơn nhau ở cái bộc phá chăng? Bởi vì trong tình huống thi đấu cuối cùng thì tôi thấy Gray có bộc phá, còn Nam thì có lẽ là đã sử dụng bộc phá từ nhịp trước đó để kết thúc đối phương. Và nếu như vậy thì có lẽ là Nam cần phải chờ đợi lâu hơn. Nhưng Gray đã không cho đối phương cái khoảng thời gian chờ đợi đó. Nam đang rất cần cái thời gian countdown của cái bộc phá. Nhưng Gray biết đó là thời điểm của mình, bởi anh ta vừa hơn máu, vừa hơn bổ trợ. Và khi mà anh ta bị nằm xuống thì lúc đấy cũng sắp hồi bộc phá rồi. Nhưng anh ta đã tính toán để mình phải nằm xuống. Đúng rồi. Trong cái tình huống đó và anh ta ra quá phù hợp. Lúc anh ta ra và anh ta ra đến giữa đường farm hết tơ lính là lúc đấy bộc phá vừa hồi. Lúc đó anh ta có quá nhiều cơ sở để thắng được đối phương khi mà còn cả ma chú và đối phương còn đang chưa hồi được nhiều máu. Dù sao thì Nam Mũ Trắng cũng đã thể hiện được kỹ năng của mình ở trong kèo đấu này. Rõ ràng là Nam Mũ Trắng cũng đã có điểm hạ gục đầu tiên và cũng như là đã có pha outplay cuối cùng khá hay mà tôi tưởng rằng anh ta có thể chiến thắng được nếu như trợ bộc phá vẫn còn ở trên người của mình. Nhưng Nam thiếu đi kinh nghiệm và thiếu đi đẳng cấp thi đấu mà Gray đã tích lũy trong một quãng thời gian dài thi đấu chuyên nghiệp. Và vì vậy, thế nên Nam ngậm ngùi thua với một tỷ số sát nút 2-3. Không phải là một kết quả quá tệ dành cho Nam Mũ Trắng. Còn bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với MC Kim Ngân và lắng nghe những chia sẻ của Gray. Anh ta vừa có một trận đấu hết sức căng thẳng với cả Nam Mũ Trắng với Nam Rốt. Chà, đúng là đội của mình. Nghe đâu anh Bách quấy anh dữ lắm nhưng mà anh vẫn giành được chiến thắng hả? Dạ đúng rồi. Quá giỏi luôn. Sau chiến thắng vừa rồi, nếu như mà anh chấm cho mình 10 điểm thì anh chấm cho đối phương bao nhiêu điểm? Mình chấm cho đối phương là 9.5 điểm. 9.5 điểm cũng cao đấy, một số điểm cũng ngang ngang mình. Trong thử thách vừa rồi thì anh vừa bị quấy nhiễu nè, mà vừa bị cấm chiêu nữa. Thì không biết là nó có quá khó khăn với mình không? Mình nghĩ là mình cũng đã quen với cái nghiệp cái độ mà quá chiêu của anh Bách nên là mình thấy cũng không có gì hết. Thấy cũng không có gì hết, khá là enjoy đúng không? Vậy thì nếu như mà bị thử thách lại một lần nữa thì anh có dám chơi không? Mình nghĩ nếu mà có lần nữa thì chắc chắn mình không dám chơi, tại vì lần sau mình sẽ thua bên kia. Ok, một câu trả lời khiến cho MC cũng khá là bất ngờ đấy. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở về bàn phân tích để chuẩn bị cho cặp đối đầu tiếp theo. Như vậy là Gray với chiến thắng đã dẫn trước cho đội tuyển thủ toàn năng trong show match ngày hôm nay. Có thể thấy rằng là độ tập trung cũng như là đẳng cấp của một tuyển thủ đi rừng hot tại đấu trường Danh Vọng cũng đã lên tiếng trong trận thi đấu vừa qua, khi mà Nam Mũ Trắng là một người chơi mà có kỹ năng và sự điêu luyện với con bài này. Rõ ràng là một con bài mà anh ta dùng cả đời chơi Liên Quân để tập luyện nó, thì thực sự anh ta cũng đã thể hiện rất tốt, có được chiến công đầu tiên. Tuy nhiên thì như vậy là chưa đủ, rõ ràng là còn cần thêm rất nhiều những yếu tố khác để có thể chiến thắng trong bộ môn này. Và cũng khổ Nam khi mà tôi thấy là Kim Ngân cũng đã tìm mọi cách để có thể quấy rối anh ta, trong khi khả năng quấy rối đến từ Xuân Bách thì như Gray vừa mới nhận định đó là không có gì để phải để tâm cả.
Tôi nghĩ rằng là ở trong cái tình huống thi đấu vừa qua, chúng ta có thể thấy rất rõ được rằng là giữa sự khác biệt giữa một tuyển thủ với lại cả streamer là gì. Streamer có những pha thi đấu rất mãn nhãn, có rất nhiều những highlight, có những rất nhiều những cái pha xử lý hay. Nhưng streamer không tối ưu hóa được tất cả mọi cái lợi thế của mình giống như là một tuyển thủ. Tuyển thủ thì ngoài cái ma chú nhá, tôi đã thấy là lợi thế hoàn toàn rồi. Chưa kể đến cái ma chú thì chúng ta nói rằng là ở trong những cái pha farm tinh chỉnh nhỏ, tuyển thủ họ luôn farm rất tốt. Ở trong những trận đấu của họ, họ bị quấy nhiễu bởi những người đồng đẳng cấp, những người có kỹ năng rất cao, nhưng họ vẫn sẽ phải farm tốt, đảm bảo lượng tiền tốt để không bị thọt, để về cuối game vẫn gánh được. Đó là cái lý do tại sao mà họ vẫn luôn luôn có thể lật được cái kèo khi mà trận đấu diễn ra nó bị căng thẳng. Còn với các streamer thì họ vẫn có kỹ năng rất tốt, họ vẫn có những pha xử lý rất highlight, có những pha outplay rất là mãn nhãn. Nhưng ở trong những nhịp tinh chỉnh nhỏ thì Nam có lẽ là vẫn cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những tuyển thủ. Một trận thi đấu hay khi mà hai đối thủ của mình đã liên tục áp sát nhau và thể hiện kỹ năng cũng như rất nhiều những yếu tố khác trong trận solo này. Navrok và Elsu, vừa rồi thì tôi thấy là cả hai trận solo 1v1 cũng diễn ra khá hấp dẫn. Không biết là với vị tướng tiếp theo, đó là vị tướng Zuka, thì hai người chơi của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào, diễn biến sẽ ra sao? Người chơi tiếp theo sẽ là Zero đến từ đội tuyển thủ toàn năng và top 1 Zuka đến từ đội siêu sao streamer. Anh Huy kỳ vọng như thế nào về trận solo tiếp theo? Nói thật với mọi người thì Zero thường xuyên bị mỉa mai, tại vì người ta đánh những con tướng đường tà thần xê ra nó không được tốt. Quý Zero nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta quý Suka chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ ra những cái bể tướng của những vị tướng ở đường tà thần xê ra, chả có mấy con tướng hình gọi là hình thú. Có chăng Zuka là con tướng lẽ nằm trong meta này là tốt nhất rồi. Thà sao không, tại sao khán giả không nói thẳng luôn là Zido đánh con Zuka này không tốt mà lại cứ phải mỉa mai là tướng hình thú với tướng hình người. Nhưng mà tất nhiên là trong cái khoảng thời gian vừa qua anh ta cũng đã cải thiện vị trí của mình rất tốt, thậm chí là lên stream còn đánh thắng được đối phương với con bài Zuka cơ. Thành ra để xem ngày hôm nay khi đối đầu với cả Trần Bình thì câu chuyện sẽ như thế nào. Còn với Trần Bình thì anh ta có một phong cách nó khá là rồng với bốp bốp, phải thừa nhận một điều như vậy. Thành ra tôi cũng không biết là hôm nay anh ta sẽ tôi không biết anh ta sẽ nhập cuộc ở trong ngày hôm nay với một cái sự vui vẻ yêu đời hay là một cái sự nghiêm túc thực sự đây. Tôi thì tôi thấy rằng là ở trong cái cặp đấu này thì sau khi xem những cái cặp đấu vừa qua thì cái quan trọng nhất là ông nào khôn dại tại tay đấy, là ông nào bốc được cái lá phiếu ngon nhất thì ông ấy hay. Không biết là Huy với Thảo thấy sao, nhưng mà tôi thấy ba chiêu thức của Zuka thì nó có cái độ cân nhau nó cũng khá là chặt, nhưng mà tuy nhiên thì là tôi nghĩ rằng nếu mà ai mà bị cấm mất chiêu một, mặc dù nhìn thì có vẻ là không đau nhất ở trong ba chiêu thức, không có được cái độ hiệu quả cao nhất, nhưng chiêu một lại có hai chiêu, thế nên bị cấm chiêu một sẽ là rất bất lợi đấy, khá là thiệt thòi đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là quý Zuka hay là top 1 Zuka có ai bị thiệt thòi khi mà bị cấm chiêu trong trận solo này hay không. Ngay bây giờ thì xin mời MC Kim Ngân cũng như là Sơn Bách. Đây rồi, một trong những cặp thi đấu đáng được mong chờ nhất trong ngày hôm nay giữa quý Chiro và top 1 Zuka. Nhưng mà trước hết thì Kim Ngân sẽ hỏi thăm quý Chiro một vài câu, những câu hỏi mà các bạn khán giả rất tò mò. Xin chào quý Chiro, theo như em biết thì anh còn được gọi là quý Zuka. Tại sao mọi người lại gọi anh như thế ạ? Thì chắc đánh Zuka ấn tượng quá nên mọi người đặt tên là vậy. Đánh Zuka ấn tượng quá nên là nó đã thành cái tên của mình luôn. Vậy thì anh đã chơi Zuka được bao nhiêu bàn rồi và tỷ lệ thắng nó như thế nào? Mình chơi Zuka khá ít nên mình nghĩ chắc tầm 300 trận thôi. Tầm 300 trận thôi. Em hỏi thăm bên này rồi, anh Bách hỏi thăm bên kia giùm em với. Em chơi Zuka bao nhiêu trận? Em chơi thì cũng ít ít thôi, khoảng hơn 10.000 trận. Vâng, ít ít thôi nhưng 10.000 trận ạ. Bên kia có 300 trận thì chắc anh nghĩ kết quả thế nào thì anh em mình biết rồi. Thì em có câu gì muốn gửi gắm với quý Zido không? Đường tà thần thì quý có thể là top 1, nhưng mà về vị tướng Zuka thì tôi mới là nhất. Và anh muốn hỏi em thêm một câu nữa là trong đối diện hy vọng ai là tuyển thủ đi đường tà thần em cảm thấy xứng đáng top 1? Đương nhiên là đối thủ đang đối đầu với em đây đó chính là anh quý Zero. Ôi, bên kia gáy kinh thế nhở, ở bên này là 300 trận, bên kia là hơn 10.000 trận, những con số rất là chênh lệch với nhau, nhưng mà kết quả ra sau thì phải đánh xong mới biết được. Nhưng mà bây giờ thì mời hai bạn tiến lên để bốc thăm cắm chiêu. Và kết quả là cắm chiêu 3. Không bị cấm chiêu ạ. Ok, một bên là cấm chiêu 3 và một bên là không bị cấm chiêu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở về bàn phân tích để chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo.
Vâng, không biết là các bạn khán giả thế nào, có thốt lên như tôi và anh Tùng, Bánh Huy không khi mà Quizido thì bị cấm đi chiêu 3 và top 1 Zuka thì không bị cấm chiêu nào. Đây phải nói là sẽ là một cái cặp solo mà về mặt kỹ năng, về mặt chiêu thức sẽ là chênh lệch nhất, đúng không anh Tùng? Điều đầu tiên tôi phải hỏi rằng là không biết là các tuyển thủ hôm nay đi thi thì đã đã thắp hương đầy đủ chưa? Thế họ bốc đen lắm, các thể loại gọi là kiểu cầu khấn các thứ chưa? Chứ họ cứ rơi vào cái tình cảnh mà đối phương không bị cấm chiêu thế này thì ba cặp rồi nhỉ? Ba cặp rồi, bốp bốp này, và bây giờ đến Trần Bình này, và trước đó thì là Hoàng Lớp Gia Ta đều không bị cấm chiêu. Quá khó, thật sự là quá khó, mất đi trầm trọng lực. Thật sự là một chiêu thức gây đam rất chủ chốt, gây đam, gây choáng và tầm rộng dành cho Zuka, và kể cả là cái sải của chiêu cũng rất rộng. Cá nhân tôi, thấy rằng chiêu trầm trọng lực nó quá quan trọng. Quá quan trọng với cả Zuka. Thật ra chiêu nào cũng quan trọng. Thực ra chiêu nào cũng quan trọng, nhưng mà trầm trọng lực là một chiêu áp sát, có lẽ là sát thương mạnh nhất và áp sát tốt sát nhất, sát thương cao nhất. Đấy, còn lại thì đánh cái kiểu cò rỉa. Với Zuka thì chiêu 1 thì đem sự linh động, chiêu 2 thì ra tăng cường khả năng búp giáp và làm choáng đối phương. Nhưng còn chiêu cuối thì là gần như là đam khá chủ lực, và tất nhiên cả là phải kết hợp với đánh tay nữa thì mới tạo được sự hiệu quả. Tôi là một người không đánh tay bao giờ cả. Đấy, hôm qua khi mà gọi là làm luyện tập thì anh Huy cũng đã thừa nhận với tôi, anh Huy không bao giờ đánh tay khi đánh Zuka. Đấy thì các bạn khán giả đã hiểu được tại sao mà mỗi lần tôi đánh với Huy và Huy cầm Zuka, dù Huy ăn 5 mạng hay 10 mạng thì Huy vẫn sẽ chỉ gây được khoảng 10% đam. Chúng ta có thể hình dung được ngay khả năng dứt điểm mạng của tôi khá tốt. Đấy, trong khoảng 10%, từ 8 đến 10. Vâng. 10.000 trận Zuka. Nghĩa là anh bao trận rồi? Tôi đánh gần 17.000 trận Liên Quân. Nhưng mà Zuka thôi. Zuka tôi đánh khoảng độ gần 500 trận. Ôi, thế là anh hơn Quý Zero. Tức là hơn cả Quý Zero. Rồi tôi bảo là tất cả những tôi nghĩa hầu hết những vị tướng trong Liên Quân tôi đánh là toàn từ 300 đến 1.000 trận thôi. Đấy, chúng ta là cả đời. Không thể bằng cả đời được. Nghĩa là vâng, tôi xin nhắc lại với các bạn một lần nữa, một người chơi hơn 500 trận đánh Zuka nhưng không bao giờ đánh tay. Chỉ dùng chiêu và sau đó là dùng combo hết chiêu đi về. Hy vọng rằng là ở những buổi show match như thế này thì những người chơi như anh Huy hoặc là tôi cũng có thể học hỏi thêm một chút gì đó. Khi mà chúng ta biết rằng là một vị tướng mà cấm bớt một cái chiêu thức nào đấy, nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm sức mạnh. Và đây chắc chắn sẽ là một bài toán khá là khó dành cho Quý Zuka. Bởi vì là thường thì đúng rồi, tức là tại sao người ta gọi là Quý Zuka, bởi vì mỗi lần cầm Zuka thì rất là su, cho nên là gọi là Quý Zuka. Nhưng hôm nay lại còn bị cấm đi chiêu 3 nữa. Mà nếu mà thua top 1 Zuka thì tôi cũng không biết là cái biệt danh này nó có đổi thành cái gì nữa không. Tôi nghĩ rằng là thì nó vẫn là Zuka thôi. Còn top 1 Zuka sẽ được khẳng định. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay Quý giành chiến thắng thì phải nói là top 1 của top 1 Zuka. Top 1 của top 1. Từ nay đừng bao giờ gọi là Quý Zuka nữa, hãy gọi chính xác là Quý top 1 Zuka. Bởi vì là anh ta vượt qua top 1 thì anh là top 1 rồi. Và để làm được điều đó thì điều đầu tiên có lẽ Quý cần phải tinh chỉnh về mặt phù hiệu. Bởi vì phù hiệu sẽ rất là quan trọng khi anh ta không có ma tính được. Bởi vì có ma tính nó sẽ không có tác dụng. Điều thứ hai nữa đó là Quý sẽ cần phải rất cẩn trọng trong cái việc là cố gắng lấy được lợi thế ở trong những cấp độ đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là độ tập trung của hai tuyển thủ này như thế nào trong trận solo tiếp theo với con bài Zuka. Xin mời Quý Zero và Top 1 Zuka. Vậy là một trận đấu nữa mà các thành viên của đội tuyển siêu sao streamer không bị cấm đi một chiêu thức nào cả. Mọi thứ đang quá nằm trong tầm tay của Trần Bình rồi. Nếu mà 10.000 trận Zuka của Trần Bình không thể đánh bại được 300 trận của Quý Zuka nữa thì thực sự mà nói rằng anh ta nên xem xét lại cái fanpage của mình và nên xác nhận gọi là đổi tên luôn là vừa. Cú lao vào từ Zido. Bây giờ cả hai đều chưa còn chưa cuối, nhưng ngay từ cấp độ 1 cả hai bên đã có những tình huống trao gửi yêu thương rồi. Trần Bình cầm cho mình siêu hồi phục, còn Zero thì không. Zero sẽ dùng một bổ trợ khác có ích cho việc lấy lợi thế cho mình hơn thay vì việc siêu hồi phục ở bản thân. Zero đang rất muốn chiến thắng ở ngay trong những cấp độ đầu tiên, và anh ta muốn chứng trị ngay đối phương ở sai lầm vừa rồi, đó là cú bộc phá. Và với ma chú bộc phá ở trong tình huống vừa rồi, Zero đã làm được. Zero đã làm được. Đây mới chỉ là vượt khó ở giai đoạn 1. Zero sẽ còn phải vượt khó rất nhiều ở trong trận đấu này. Bây giờ anh ta đã ít máu và đây sẽ lợi thế dành cho top 1 Zuka. Cần phải giải quyết nhanh Zido. Anh ta vẫn còn cho mình đã có cấp độ 2 và đã có bộc phá trên người, có thể áp sát vào Zido thời điểm này nhá. Để xem rằng quyết định của mình sẽ là gì. Tôi lại không đánh giá cao Zero rồi. Zero mặc dù là một tuyển thủ đang có đây là một tình huống mà map thi đấu của chúng ta, Zero đã nhìn thấy map thi đấu của chúng ta và tôi thấy xin lỗi Zero, phải xin lỗi Zero. Bởi vì ở trong map thi đấu của chúng ta lần này thì có thêm hai trọng tài, và vì vậy thế nên Zero vẫn sẽ được bút từ cái đồ phụ trợ của mình để có thêm tiền.
Còn nếu như map chỉ có một tuyển thủ thì bây giờ sẽ không được hút thêm tiền nữa. Vậy là anh ta tận dụng gọi là ngoại cảnh tiền đấy, để có thể tích được một lượng tiền cho bản thân của mình lên đá. Đẳng cấp đang được gọi tên đến từ vị trí của Zero, một người chơi đầy kinh nghiệm ở trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng là từ đẳng cấp là một cái từ ngữ mà chúng ta nhắc đến rất nhiều với cả các tuyển thủ, và có lẽ đó cũng là sự khác biệt lớn nhất ở cả năm yếu tố so với cả những gì mà các thành viên của Siêu Sao Streamer đang có. Họ có được một đối kháng nhưng họ lại không có được một đẳng cấp đủ bằng được với những tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam thời điểm này. Tuy nhiên thì bây giờ bắt đầu đến giờ khó này, bây giờ bắt đầu đến giờ mà chậm trọng lực này, chậm trọng lực này chậm lực, và chậm trọng lực nó quá là lợi thế lớn đấy, quá chênh lệch, và lợi thế dồn đam nó là vượt trội luôn, gấp đôi. Tôi xin bổ sung thêm yếu tố thứ 6 ở trong 5D của chúng ta ngày hôm nay, thì xin được bổ sung thêm một yếu tố thứ 6, đó là độ may mắn. Độ may mắn D thứ 6 của chúng ta trong ngày hôm nay. Và rõ ràng là với cái D thứ 6 này thì Zero đang gặp quá nhiều khó khăn. Trần Bình sẵn sàng lăm lăm bởi vì anh ta sắp hồi chiêu cuối rồi. Zero thì chiêu cuối sáng đèn nhưng không được dùng. Rất đáng tiếc khó cho đấy, Zero. Rất khó đấy. Và không làm gì đổi. Cày quá nhở, nhưng mà được cái là đây rồi. Top 1 Zuka cũng đã thấp máu. Nhưng một điều nữa mà Top 1 Zuka đã làm được đó là ở trong pha thi đấu vừa rồi, anh ta đã ngăn đối phương ăn được thêm một tên lính. Và như vậy thì tiền anh ta lại càng hơn. Đồ của quý Zero lên về sau tôi lại không đánh giá cao nữa, khi mà anh ta lại quyết định lên cho mình cái món đồ xuyên phá đầu tiên. Trong khi đó thì tập trung vào giáp, tôi nghĩ vẫn là mạnh hơn. Ở trong một cặp đấu solo mà đối phương không có sát thương chuẩn thì trong những giai đoạn đầu tiên này thì giáp sẽ mạnh hơn so với lại cả lên sát thương đam, đặc biệt là xuyên giáp. Ít ra mặc dù yếu máu nhưng mà Tomozuka hoàn toàn thể outplay đối phương bằng trọng lực mà. Vẫn còn một chiêu 2 nữa, vẫn còn đó rất nhiều thứ để có anh, để anh ta kể cả thể... không outplay được thì cứ... Nó không giống, trường hợp của Zuka không giống như Nakroth. Nghĩa là anh ta kể cả khi bị yếu máu thì anh ta vẫn có thể bằng một cách nào đó tạo ra được một sự khác biệt với Zuka. Nhất là với cái chiêu cuối của mình. Kể cả là không lấy được điểm hạ gục của Zero thì cứ lấy tầm khoảng 3/4 máu thôi là được. Xong rồi điểm cuối cùng thì là kết thúc. Tôi nghĩ rằng là đối với Trần Bình bây giờ thì mọi thứ nó đang khá là đơn giản. Bây giờ Zero làm thế nào dồn đam đối phương thật nhanh là câu chuyện khó dành cho anh ta này. Bây giờ nhiều giáp quá, bên kia có giáp hiệp sĩ MC rồi này. Zero đã lên giáp hiệp sĩ. Về mặt đánh giá thì giáp hiệp sĩ ở lúc này nó sẽ không quá hiệu quả so với đối phương, bởi vì đối phương chỉ đánh tay một nhịp để khai thông cho Huy một chút. Thì tại sao con Zuka này nó lại có tác dụng ở trong cái việc đánh thường, đó là khi mà đánh thường sẽ được cường hóa sau khi dùng chiêu. Và nó giống như tương tự như Ngộ Không vậy. Tôi biết nhưng mà tôi không thích đánh thường. À ok. Giống như kiểu tôi không chịu đánh thường để bay 5 stack ra ta ấy. Nó kiểu như vậy. Đơn giản là mình không đủ đẳng cấp để đánh thường thôi. Ngày hôm qua anh mới biết bay 5 stack thế nào mà. Đấy. Bây giờ là lúc mà các huấn luyện viên sẽ bắt đầu vào với vai trò của mình, đó là quấy nhiễu. Các MC của chúng ta sẽ vào để quấy nhiễu các tuyển thủ. Và bây giờ cái nhiệm vụ của Kim Ngân cực kỳ quan trọng. Kim Ngân có lẽ là ngoài việc khua búa gõ chiêng thì tôi nghĩ là Kim Ngân nên có cái tác động nó cụ thể hơn nữa đi. Tác động vật lý đây. Bởi vì là bây giờ Zero bị lỗ quá, mất hẳn một chiêu thức, mất hẳn chậm trọng lực. Thì mất nhiều quá thì tôi nghĩ là Kim Ngân cần phải gọi là bù lại cho Zero rất nhiều đấy ở trong thời điểm này. Tôi mà là Kim Ngân thì tôi có nhiều khả năng sẽ lấy luôn thỏi son mình ra vô lên mặt của Zuka luôn. Thì chắc chắn anh ta sẽ bị giật mình. Nhưng đây là một tình huống mà Zero không có gì để dồn đam cả. Còn Tomozuka thì chưa sáng đèn, chưa cuối. Rất vâng. Căng thẳng, rất căng thẳng. Ôi, một pha thiếu được một chút đam. Nhưng cuối cùng thì đó sẽ là chiến thắng dành cho Top 1 Zuka. Tôi đã thấy một cái lắc đầu mang tính chất bất lực của Zero. Tôi thấy khó, một cái bắt đầu khó quá, không có chiêu chậm trọng lực thì là quá khó Zero để dồn đam rồi. Trong khi đó thì Kim Ngân cũng bất lực rồi. Sự bất lực thể hiện ở cả hai. Và niềm vui đến từ Trần Bình. Chúng ta có thể nhìn thấy được một nét cười rất sảng khoái sau chiến thắng vừa rồi đến từ Trần Bình. Và chiến thắng 3-1 thực sự là có phần may mắn đến từ Trần Bình. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là nói gì thì nói, Trần Bình cũng có lối lên đồ tốt ở trong trận thi đấu vừa rồi. Tôi đánh giá cao cái giày hộ vệ cũng như là cái tôi nhớ là cái đấy là cái team để giảm hồi để team Incubus team gì nhỉ Huy nhỉ? Incubus à? Là đấy. Món đồ trước khi lên cho thần rat. Đúng rồi, để nó giảm hồi máu để nó hút để nó chính xác là tạo sát thương phép lên người của đối phương. Và tạo ra thêm một lượng giáp nữa dành cho Zuka của Top 1 Zuka. Và qua đó thì có được chiến thắng dành cho Trần Bình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với màn phỏng vấn với người chơi đặt danh hiệu Top 1 Zuka đã giành chiến thắng ở trong ván đấu này. Xin mời. Mặc dù đội tôi thua tôi rất là buồn các bạn, nhưng mà tôi vẫn phải
đập tay với Trần Bình. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải công nhận bạn là một người chơi rất có kỹ năng. Vậy thì bạn cảm thấy như thế nào về màn trình diễn vừa rồi? Quý Zero có phải là một đối thủ ngang tầm với mình không? Em thấy anh Quý Zero đúng là một đẳng cấp tuyển thủ ấy. Vì dù bị cấm chiêu 3 nhưng anh đấy đánh vẫn rất là kiên cường và cố gắng. Vẫn rất kiên cường và cố gắng. Vậy thì lúc nãy trong một thử thách thôi, chưa tới 10 phút mà bạn vừa bị quấy nhiễu nè, vừa bị cấm chiêu nữa. Vậy thì bạn thấy trải nghiệm vừa rồi nó như thế nào? Em thấy trải nghiệm này cũng khá là quen thuộc với đối với em trên những cái livestream bình thường thôi ạ. Là đã quá quen thuộc rồi, thành nghề rồi chứ gì. Một lát nữa đây chúng ta sẽ có cặp đối đầu giữa TT Verest và Lai Bân. Bạn dự đoán ai là người chiến thắng? Như em cũng thấy là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, nên là em sẽ không hy vọng vào anh Tổng thống và em sẽ đặt một chiến thắng cho Lai Bân. Không hy vọng vào TT Verest và dành sự tin tưởng cho Lai Bân đúng không? Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở về bàn phân tích để xem kết quả của trận thi đấu tiếp theo sẽ như thế nào. Vâng, không hổ danh là top 1 Zuka, không hổ danh là em trai của anh Bốp Bốp. Trần Bình thi đấu với một cái thái độ rất là kiên cường, tự tin ngay từ lúc mà anh ta bước vào vị trí thi đấu. Và cũng hơi xui cho Quý Zuka, bởi vì là việc cấm đi chiêu 3 thật sự là quá khó đúng không ạ? Sukana. Sukana. Rất là Sukana, vâng. Thôi đen, chấp nhận. Đen là đạo rồi. Quý lúc mà thua xong ấy là đặt máy xuống ấy, lắc đầu. Là thôi bất lực rồi, chịu bất lực. Vâng. Khá là đen bởi vì theo như tôi biết thì ở trước đó thì trong buổi livestream tỉ thí giữa các streamer và các tuyển thủ thì cũng có trận solo diễn ra và Quý cũng đã thắng khá là nhiều lần trước top 1 Zuka. Thì hôm đấy thì gần như là Trần Bình không có cửa trước Quý Zero. Khi mà Quý được đánh toàn bộ chiêu thức của mình thì có vẻ như là cái đẳng cấp của tuyển thủ vẫn được lên tiếng. Thực ra thì để mà nói thì tôi cũng đã từng gọi là bình luận cho top 1 Zuka là Trần Bình thi đấu ở trong một cái trận show match rồi. Về mặt kỹ năng đánh Zuka không phải bàn cãi nữa, nhưng mà về mặt bậc rank thì có lẽ đâu đó Trần Bình cũng chỉ ở mức chiến tướng thôi. Trong khi đó thì Zero đã vượt qua mức thách đấu từ rất lâu rồi. Anh ta đã là một tuyển thủ từ rất là lâu rồi, và rõ ràng là về mặt đẳng cấp ở trong những cái trận đánh của mình khi mà phải tinh chỉnh kỹ năng thì Zero vẫn sẽ có những cái sự vượt trội. Ngày hôm nay thì có một sự vượt trội hơn rất lớn đến từ Trần Bình, đó là đẳng cấp may mắn. Nhưng thế mới nói là ở showmatch thì chẳng có gì có thể nói trước được cả. Và đó chính là lý do chúng tôi đưa ra những cái luật chơi nó khác thường, mà không phải là nó đã diễn ra trong các livestream hay là những giải đấu trước. Tuy nhiên ở trận đấu tiếp theo giữa Lai Bân và Tổng thống TT Verest, giữa Lai Bân và TT Verest thì tôi khẳng định lại rằng là ở trong cặp đấu này tôi có niềm tin tuyệt đối vào Lai Bân. Tôi có cảm giác rằng là với vị tướng Verest thì dù có bị cấm chiêu, Bân vẫn sẽ giành chiến thắng, dù đó là có gặp bất lợi ở mặt cấm chiêu ấy, bởi vì tôi có khá có niềm tin vào cái khả năng solo, cái sự tinh danh ở trong cái việc solo của Lai Bân. Kỹ năng của Bân và những lần anh ta chơi solo thì cũng không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên thì với TT Verest, là một người mà cũng đã từng bị anh TT Verest đột nhập vào livestream và chơi Verest, thì anh Huy đánh giá như thế nào về khả năng chơi con bài này? Tôi chơi rank với cả Bân và cả TT Verest. Tôi chơi rank với Bân thì lúc đấy là đầu mùa, 30 sao, mức rank cực khó, và anh ấy gánh tôi nhẹ như lông hồng. Tôi đi ba cùng với Zero và Bân, về sau thì Zero nghỉ ăn cơm. Nhà có mỗi mình tôi, cả Bân tôi. Bân làm mọi thứ một cách rất mượt mà, côn tim cực kỳ chuẩn chỉ và đánh mọi thứ như kiểu dạy ta đánh rank kim cương vậy. Còn với TT Verest thì tôi với cả anh Quân vẫn mất một chút thời gian để gọi là làm cố gắng để thông lòng cho trận đầu đến giữa trận đấu, chứ không phải là sẽ nhẹ nhàng như khi đánh với Bân. Thế để mà thấy nói rằng là khi mà tôi được trải nghiệm đánh rank cùng hai người thì nó khác biệt hoàn toàn. Với TT Verest thì là một kỹ năng cá nhân, bản sắc của anh ta là anh ta hiểu con tướng đó mà anh ta lúc nào chỉ dùng con Verest đó thôi. Còn với Bân thì khỏi nói rồi, nếu mà phải chọn ra một ai đó mà tôi tin là sẽ có được chiến thắng thì tôi tin là Bân. Tại vì Bân gần như là đối với tôi thì anh ta là một độc cô cầu bại, trong kể cả việc mà anh ta 1v1 với bất cứ một ai khi thiếu một chiêu thức. Với vị tướng khác không biết, nhưng mà với Verest thì tôi tin là Bân gần như là rất khó để đánh bại. Với vị tướng Verest thì cấm đi chiêu thức nào thì sẽ đỡ tổn thất nhất theo anh Tùng? Tôi nghĩ rằng là ba chiêu thức của Verest thì nó có sự liên quan chặt chẽ đến nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng là chiêu cuối nó cũng sẽ đỡ ảnh hưởng hơn một chút. Nói là đỡ ảnh hưởng hơn một chút thôi, chiêu cuối của Verest cực kỳ quan trọng. Để dứt điểm đối phương. Thứ nhất là dứt điểm, thứ hai nữa là
áp sát, thứ ba nữa thì là nó tăng thêm tốc đánh và rõ ràng là nó sẽ giúp cho Velez rất nhiều. Tuy nhiên thì cái chiêu cuối nói gì nói nó không tích nội tại dễ dàng như là chiêu 1 và chiêu 2. Chiêu 1, chiêu 2 tích được tận 2 nội tại thôi. Thế nên là nói gì nói cái lắc vòng của Velez với cái nội tại huyết xích của mình nó mới là quan trọng. Thế nên là nếu như mà trong trường hợp mà kể cả là mất đi chiêu cuối chẳng hạn, đối phương vẫn chơi được hạn, thì Bâng vẫn có thể né chiêu để qua đó thì bằng cái tình huống lắc chuẩn xác của mình và né chuẩn xác của mình để hạ gục đối phương. Phải nói rằng đây sẽ là một trận solo rất quan trọng bởi vì tỷ số hiện tại đang là 2-2. Hai chiến thắng dành cho các siêu sao streamer và hai chiến thắng dành cho các tuyển thủ toàn năng của chúng ta. Đây sẽ là một trận đấu quyết định phần thắng bại của solo 1v1. Và bây giờ thì hãy cùng gặp gỡ Kim Ngân và Xuân Bách để xem là Bâng cũng như là TT Veres đã chuẩn bị những gì. Trận solo cuối cùng gọi tên Lai Bâng và TT Veres, những cái tên cực kỳ có tiếng trong làng Liên Quân Mobile Việt Nam. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với các bạn ấy. Hello Lai Bâng, lúc nãy thì không biết là bạn có xem người anh em thân thiết của mình Quý Chiro đánh không? Mình có xem, mình cảm thấy khá ấn tượng với lại con Yuka của Quý Chiro, con Chiro trong tay Quý Yuka. Thì nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là phần cắm chiêu 3. Con Chiro trong tay Quý Yuka, vâng, một câu trả lời rất là Lai Bâng và rất là thâm thúy. Vậy thì theo bạn sau 4 trận đấu vừa rồi á, đâu là yếu tố mình cần chú ý nhiều nhất để có thể giành được chiến thắng? Mình nghĩ yếu tố quan trọng nhất yếu tố quan trọng nhất chắc là vẫn là tập trung. Thứ nhất là tập trung vào trận đấu, và sau mỗi 4 phút thì cũng sẽ có một người anh nào đó vào phòng, nên mình cũng thấy khá là lo lắng. Một người anh nào đó vào phòng, và không biết là một người anh nào đó có nghe chưa ạ? Vâng, một người anh đã nghe và chắc tí nữa phải chăm sóc thằng em về rất cẩn thận. Thì mới vừa gần đây thì mình mới lướt qua livestream của Bâng và Veres thì trước đây là các bạn vừa mới kèo solo đúng không? Dạ đúng rồi. Kết quả là nhưng chiến thắng dành cho ai? Kết quả là mình phải gọi là tặng cho Bâng một cái skin. Thì tức là tức là TT Veres để thua trước Lai Bâng thì lần này có màn tái đấu lại thì bạn có tự tin rằng là bạn có thể phục thù Lai Bâng và có thể đòi lại một skin không? Có, mình sẽ quyết tâm đòi lại cái skin đó. Bên này đang rất tự tin rồi. Bên kia tự tin thì bên em cũng tự tin. Với cái sự tự tin đó thì xin mời hai bạn tiến lên để bốc thăm, trúng thưởng, cắm chiêu. Ok, và phần thưởng của Lai Bâng là gì nào? Cắm chiêu à? Cắm chiêu bà, wow, nghiệp quật đấy. Bạn không bị cầm chiêu. Ok, một trận thi đấu chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn đây. Xin mời quý vị quay về bàn phân tích để chúng ta chuẩn bị cho trận thi đấu giữa Lai Bâng và TT Veres. Vâng, là một người rất là yêu thích NGP nói riêng và các tuyển thủ đấu trên Thanh Vọng nói chung, thì tôi cũng không biết là hôm nay phong thủy bốc thăm trúng thưởng như thế nào mà toàn trúng phải những cái lá thăm nó cũng khá là có lợi cho đối phương. Một lần nữa thì chúng ta sẽ bị cấm chiêu 3 và TT Veres sẽ là người không cấm chiêu nào với con bài này. Hai anh có nghĩ đây sẽ là một bất lợi cho Lai Bâng mặc dù anh ta luôn được đánh giá là kỹ năng top 1 không? Phải nói thật là tôi thấy buồn cười tại vì lúc đấy trước khi mà anh ta là bốc thăm thì anh ta còn đang mỉa mai cả Quý Zero vì không được chơi chiêu cuối đấy. Sau bây giờ anh ta nhặt được cái tấm lá thăm mất chiêu 3, anh ta lại thở dài. Thật ra là cái vấn đề ấy là tôi thì tôi không bất ngờ với cái việc là Bâng bị mất chiêu đâu. Tôi bất ngờ hơn với cái việc mà bên đội streamer hôm nay không biết ăn cái gì. Họ có chỉ có khoảng mỗi lần bốc thăm nhá, họ chỉ có khoảng 25% cơ hội rơi vào lá phiếu là không bị cấm chiêu, phải có cấm chiêu 1, cấm chiêu 2, cấm chiêu 3 và không cấm chiêu. Thế cho họ chỉ có 25% tỷ lệ may mắn ấy. Họ dùng được 4 lần trong tổng cộng 5 lần rồi. Họ làm được 4 lần điều đó rồi và tôi thực sự bất ngờ với cái độ may mắn của tuyển thủ này. Tuy nhiên xin nhắc lại một lần nữa, Veres là một con bài mà nếu như bạn đánh hay thì bạn vẫn có thể outplay được đối phương dù mất đi một chiêu thức rất quan trọng, đó là chiêu 3 đoạt mệnh xích. Đoạt mệnh xích là một chiêu thức cung cấp cho tuyển thủ xin lỗi các bạn, lúc nãy tôi nhớ nhầm, hình như là nó sẽ không cung cấp tốc đánh đâu mà nó sẽ cung cấp ở thời điểm hiện tại, sau khi đã chỉnh sửa thì bây giờ nó sẽ cung cấp cái xuyên giáp và công vật lý. Và với xuyên giáp và công vật lý đó thì sẽ giúp cho tuyển thủ có khả năng hạ gục đối phương rất tốt. Tuy nhiên thì đoạt mệnh xích cũng cần phải sử dụng chúng để có được cho mình những cái nội tại đó. Và rõ ràng là ở trong cặp đấu này thì kỹ năng phải được thể hiện nếu như Lai Bâng muốn giành được chiến thắng.
Thật sự thì nãy giờ chúng ta vẫn cứ nói rằng là dù bị cấm đi chiêu nào thì vẫn tự tin bâng giành chiến thắng, nhưng mà tôi lại hơi lo. Bởi vì sao? Bởi vì thường thì những trận show match thì bâng lại là người mà, tức là trong dàn tuyển thủ tham gia ngày hôm nay thì bâng lại là người mà tham gia khá là nhiều show match. Tức là anh ta nắm được cái tinh thần của mỗi trận show match, đó chính là vui là chính đó. Nên tôi không biết rằng là anh ta ngày hôm nay sẽ đánh theo style nào. Không, mỗi ngày sẽ có một cái điểm cảm hứng riêng. Tôi vẫn tin là bâng sẽ vượt khó đấy. Với Zuka thì bạn ra chiêu thì gần như chắc chắn là nó trúng. Còn với Vered thì bạn ra được chiêu chưa chắc chiêu đó đã trúng. Và tôi tin rằng Bâng có khả năng né chiêu tốt ở trong trận đấu này. Và phù hiệu của Bâng sử dụng trong trận đấu này tôi tin vẫn sẽ là tốc biến thôi để outplay. Còn đối phương thì tôi chưa biết, có thể sẽ là suy nhược chắc. Vâng, như vậy là anh Tùng rất chắc chắn với phương án sẽ là Bâng chiến thắng. Còn với anh Huy? Tôi thì tôi nghĩ rằng Bâng cũng sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Anh ta như đã nói thì các streamer họ tạo ra highlight bằng việc là sử dụng những cái bộ kỹ năng thuần thục với nhau. Tình huống hồi máu bất ngờ từ Vered, từ anh Cường Vered để anh ấy tạo ra cái highlight cho riêng mình. Nhưng mà với tuyển thủ họ hơn cái đẳng cấp ở một cái là họ có thể để những tiểu tiết. Anh họ có thể từ từ luồn lách đi vào giữa tâm của con Vered để né được cái nội tại huyết xích và ngăn không cho đối phương hồi phục. Rõ ràng là điều đó là điều mà Bâng hoàn toàn có thể sẽ tính tới ở trong trận đấu này, để xem rằng với một đẳng cấp, một ngôi sao hàng đầu thì Bâng sẽ xử trí khi mất chiêu cuối như thế nào. Còn đối với cá nhân tôi thì Bâng sẽ vượt qua trận đấu này trước Cường Vered. Vâng, rất đáng chờ đợi, đặc biệt là khi tỷ số đang là 2-2 cho mỗi bên. Và đây sẽ là trận solo cuối cùng để quyết định ai sẽ là người thắng cuộc. Và bây giờ thì xin mời Bâng và TT Vered sẽ có trận solo cuối cùng. Trong những vị tướng mà chúng ta đã thấy thi đấu ở trong những cặp đấu vừa qua thì có lẽ Vered là vị tướng mà những cú đánh thường đóng vai trò là quan trọng nhất ở trong cái khả năng giành chiến thắng của mình, bởi vì nó sẽ kích hoạt nội tại huyết xích rất quan trọng của vị tướng này. Huyết xích vừa giúp cho tuyển thủ có thể hồi máu, vừa có thể giúp cho họ gây đam lên người của đối phương. Ngoài ra thì ở trong trận đấu này với việc bị cấm đi chiêu 3 thì phù hiệu cũng là thứ mà Bâng cần phải quan tâm, và Bâng quyết định sử dụng đấu khí và không phải là tốc biến. Bâng sẽ outplay đối phương không bằng tốc biến mà thay vào đó thì là bằng gầm thét, để anh ta có thể gia tăng được tốc đánh và gia tăng được cái khả năng đánh tay càng ngày càng tốt của mình. Còn đối phương thì sử dụng tốc biến, liệu TT Vered có thể sử dụng tốc biến để né chiêu của Bâng hay không? Bởi nếu như không làm được điều đó thì anh ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi với kỹ năng của một tuyển thủ, chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay trong nhịp trao đổi đầu tiên. Tôi nghĩ rằng là đây một sự ứng phó khá thông minh từ vị trừ Bâng. Anh ta không có chiêu cuối và anh ta dùng gầm thét để có thể tối ưu hóa khả năng đánh thường liên tiếp và tích nội tại với Vered. Anh ta hiểu rõ chất tướng của mình đang bị thiếu hụt cái điều gì để anh ta sử dụng cho mình một cái phép bổ trợ hợp lý, cùng với đó là đấu khí được sử dụng cả hai người chơi nữa. Tốc biến nó cũng sẽ khiến cho bên siêu sao streamer Vered, anh ta hoàn toàn có thể có những tình huống kiểu băng vào và lấy nội tại bất ngờ nha, khiến cho Bâng kiểu đang định né và không né được nữa, nó cũng hoàn toàn thể xảy ra được. Và tốc biến nó còn kết hợp rất hoàn hảo với cả cái đoạt mệnh xích. Vì thế thì cái tốc biến tôi nghĩ rằng nó sẽ có phần lợi hơn rất nhiều, chưa kể rằng là chiêu cuối thì không bị lấy đi đến người ta. Thật ra thì tốc biến với đoạt mệnh xích thì thường là sẽ chỉ sử dụng ở trong cái việc là đánh team thôi, còn trong đánh solo thì tôi nghĩ là không cần. Mà tốc thay biến. Vào đó thì anh ta sẽ dùng tốc biến để tích nội tại. Đấy, một là tích nội tại, hai thì sẽ là dùng để né cái cú huyết xích của đối phương. Tức là anh ta sẽ tốc biến ngay vào tâm của đối phương để né cú huyết xích đi. Tránh cái vòng tròn đúng không? Đúng rồi, tránh cái vòng huyết xích đi. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được cái sự chủ động của Bâng. Còn với tổng thống Vered, với TT Vered, rõ ràng là TT Vered ở trong tình huống thi đấu này anh ta cũng đã rất hiểu được rằng là đối phương mạnh đến như thế nào. Anh ta chấp nhận đánh thủ. Và anh ta đang chờ đợi cấp độ 4, anh ta đang rất đợi cấp độ 4 để có thể xử lý được Lai Bâng ở sau khi mà đã chạm cấp 4 và đã chạm cấp 4 rồi. Còn với Bâng thì chạm 4 hay không đâu có quan trọng, vì anh ta làm gì có đặt mệnh xích trên người đâu. Bâng đang cố gắng không cộng chiêu. Đúng rồi, anh ta chỉ cố gắng để có thể cộng chiêu. Hết sức. Đây rồi, cú băng vào đầu tiên đoạt mệnh xích kết hợp với xương xích kết hợp với huyết xích, nhưng cú huyết xích lại không hồi phục được quá nhiều máu. Tôi rất xin lỗi Bâng về cái câu là cố gắng không cộng chiêu. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ dùng cái chiêu ở cấp độ 4 để cộng cho chiêu 2, tức là tiếp tục cộng tiếp chiêu 1 chiêu 2 ở cái thời điểm này. Và rõ ràng là Bâng vẫn đang cố gắng để khiến cho đối phương có thể đánh nhau với mình. Và đối phương cũng đã sẵn sàng chơi với anh ta. Bây giờ thì sẽ làm cú đoạt mệnh xích chắc chắn là như vậy. Bâng bật lên cho mình cú gầm thét. Và bây giờ Bâng sẽ phải outplay. Bâng vừa outplay được và đó là đẳng cấp kỹ năng chăng? Nhưng Bâng phải thêm một nhịp nữa, không được rồi. Bây giờ thì đối phương sẽ hồi đoạt mệnh xích thêm một lần nữa. Thì Bâng phải làm gì đây hả Bâng ơi? Vered chưa sáng đèn chưa cuối. Và đó là sự may mắn đến từ Bâng khi mà chưa cuối đến từ Vered vẫn là chưa hồi. Chứ nếu không anh ta hoàn toàn để ăn chọn cú dập. Nhưng đây là một tình huống mà tốc biến dập là hoàn toàn có thể. Và đây là lợi thế của người có đặt mệnh xích. Không cần tới tốc biến, chỉ cần một cú dập thôi. Tôi nghĩ là không có cái cách nào để Bâng có thể né được cú dập vừa rồi. Thật sự là không có một cái cách nào cả. Bâng bây giờ đang ngồi cười rất ngao ngán rồi. Và có lẽ là anh ta vừa với Hải Hê với Zido xong
Thật ra này phải... trong cái tình huống thi đấu vừa rồi ấy, nếu như mà Bâng né được thêm một lần chiêu nữa thì anh ta mới có thể giành được chiến thắng. Nhưng anh ta đã không thể làm được điều đó, vì rõ ràng kỹ năng của một người chơi One Champ Verest không phải là dạng vừa. Và ở tình huống thi đấu đó thì Bâng đã không thể nào lùi đi được. Nhưng thực sự việc mất đi đoạt mệnh xích, một trong những chuỗi combo của Bâng, sẽ bị mất đi cái sự mạnh mẽ là rất nhiều. Chưa kể đến khả năng kết liễu của đoạt mệnh xích là quá hay. Bây giờ thì Bâng sẽ vượt khó như thế nào đây? Anh ta không có chiến thức dứt điểm đối phương, và vì vậy thì anh ta tập trung rất nhiều vào việc đánh thường. Cú gióng tốt đến từ vị trí của Verest, và cú gióng thứ hai đến từ Bâng cũng là rất chính xác. Bây giờ thì Bâng sẽ phải tận dụng những cái tình huống đi vào tâm của Verest thì mới có thể khiến cho anh ta mất đi khả năng hồi phục được. Độ tập trung, thử thách độ tập trung đã tới rồi. Giờ chỉ có Kim Ngân mới cứu được Lai Bâng thôi. Thật sự bây giờ thì chỉ có Kim Ngân mới cứu được Lai Bâng thôi ở cái thời điểm này. Bâng đang cười một nụ cười rất đau khổ, tôi biết là như vậy. Còn đây là một nụ cười theo dạng tự tin, bởi vì anh ta biết là mình đang có được cho mình nhiều lợi thế. Còn Bách thì bây giờ có lẽ là cũng thấy thằng em đau khổ quá, cũng không muốn quấy nhiễu gì quá nhiều nữa rồi. Bách bây giờ chuyển sang bóp vai nắn gân để giúp cho Bâng có thể tăng thêm thể lực để thi đấu ở trong cặp đấu này chăng. Lúc này nếu như Bâng chỉ cần có một đoạt mệnh xích thôi, chúng ta đã đánh giá hơi thấp đoạt mệnh xích ở trong việc đó là nói rằng đoạt mệnh xích nó sẽ là chiêu thức không quan trọng nhất. Bởi vì nên nhớ rằng có đoạt mệnh xích thì bạn dùng chiêu 2 nó mới dễ. Và khi mà bạn không có đoạt mệnh xích để băng vào thì chiêu 2 của bạn cũng rất khó tung ra chuẩn xác được. Nó là một chiêu thức ở trong chuỗi combo và nó không có cái gì là thừa cả. Mình tướng nào thiếu đi một kỹ năng chẳng có đánh anh Tùng. Tất nhiên ở thời điểm này, ví dụ như con Elsu mà mất chiêu 1 chẳng hạn thì anh có thể đè kỹ năng được. Nhưng mà những cái vị tướng mà cái chiêu thức nó có độ liên quan đến nhau như thế này thì nó lại rất khó để Bâng có thể kiểu... Bâng bây giờ đang thiếu khả năng dứt điểm đối phương. Không, thậm chí là khả năng mở động, phát động của giao tranh ấy. Bây giờ đối phương không muốn giao tranh thì anh ta cũng không thể phát động giao tranh được. Đối phương cứ đứng xa xong rồi thỉnh thoảng đoạt mệnh xích vào dùng chiêu 2 cái là anh ta cũng gặp khó rồi. Cho nên Bâng sẽ phải có một nhịp outplay cực hay. Và đây sẽ là nhịp đấu mà Bâng chưa dám bật lên cho mình cái bổ trợ của mình, bởi vì anh ta đang bị cấu rỉa quá khó chịu. Đối phương bây giờ cứ đoạt mệnh xích thôi thì anh ta cũng thua mất. Rồi anh ta rất khó đánh rồi. Đây rồi, cú gióng xích tốt đến từ Bâng. Tiếp tục là cú gióng xích thứ hai chính xác từ Bâng. Đối phương chỉ còn 2.000 máu thôi, trông có vẻ rất ngon miệng nhưng Bâng vẫn không thể làm gì được. Làm gì có chiêu thức để lao vào, bây giờ thì lại còn mất cả tốc biến nữa. Bâng có lẽ bây giờ cũng đang thực sự tiếc cái tốc biến của mình. Lẽ ra anh ta có thể lấy tốc biến thay vì là anh ta nghĩ khá kỹ đến việc sử dụng cho mình cái gầm thét để tận dụng nhiều hơn đòn đánh tay. Mà đúng là cái tốc biến mới là cái thứ Bâng đang thiếu. Dễ có thể né được những cú huyết xích của đối phương nhất. Nếu như Bâng đang chưa... tức là nếu như Bâng không bị mất đi lợi thế nào thì tôi nghĩ rằng là cái gầm thét là hợp lý thật. Nhưng khi mà Bâng đang không có được một cái chiêu thức nào để áp sát như thế này thì cái tốc biến là quá quan trọng để né chiêu. Giá như mỗi lần đối phương đoạt mệnh xích anh ta né được bằng cái cú tốc biến chẳng hạn thì câu chuyện nó lại khác. Cường Vedet hoàn toàn có thể dập trước luôn, nhưng mà anh ta cũng đã có một sự thận trọng nhất định bởi nghĩ rằng Bâng sẽ outplay. Nhưng mà nhìn pha đấy tôi thấy là hỏng, chắc ăn là cái gần như là khả năng hỏng là rất cao rồi. Chỉ có điều rằng là Bâng đã ở lại nhưng không outplay thành công để hồi phục thôi. Vậy là 2-0 dành cho Cường Vedet rồi. Bách cũng đã ra đi để lại Bâng một mình. Và Kim Ngân thì cũng đã rời khỏi khu vực thi đấu đến từ Cường Vedet. Và như vậy là ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, Bâng đã lừa được đối phương ăn của. Bâng vừa nhận được tín hiệu của trọng tài. Bâng lừa được đối phương ăn cua. Bâng đánh cho con cua yếu máu để đối phương sử dụng đoạt mệnh xích vào. Ai chà, đẳng cướp. Hay quá nhở, hay quá nhở, thật sự là hay quá nhở. Chia đánh lừa cả chúng tôi luôn. Bâng lừa cả chúng tôi. Khi mà chúng tôi còn đang mải nói chuyện về chuyên môn thì anh ta đã lừa cả chúng tôi luôn. Thực sự là quá tinh quái. Tôi tưởng rằng có mỗi Bốp Bốp nghĩ ra trò này. À không, có khi Bốp Bốp còn chưa chắc đã nghĩ ra trò này. Bốp Bốp là ngây thơ. Còn Bâng thì đây mới là lừa này, đây mới là lừa này. Bởi vì liệu chúng ta có thể được xem lại một lần nữa phát đấu đó không? Giá như có replay để chúng ta có thể phân tích thật sâu hơn. Nhưng mà không có anh ạ. Rất đáng tiếc, bởi vì tôi tin rằng đó là một pha lừa lọc đến từ Bâng. Bởi vì không còn cửa thắng nữa nên Bâng quyết định lừa. Thật sự quá danh mà. Một người đã thi đấu gần 3 năm tại đấu tranh vọng và đã có tỷ lệ thắng vào chung kết là 100% thì và... không có gì qua mắt được Bâng cả. Anh ta hiểu quá sâu và thậm chí anh ta độ tập trung cũng cao khi mà anh ta còn để ý cả luật chơi để đánh lừa đối phương nữa. Giá như lúc nãy Quý Zero có thể làm được như Bâng đúng không? Bởi vì là chỉ cần một cú chậm lực của Trần Bình thôi là Quý Zero giành chiến thắng rồi. Cú chậm lực đúng 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 con cua thôi. Chúng cả anh ta chưa con cua là coi như là Quý Zero thắng rồi. Bâng rất tinh quái, anh ta lùi nhẹ ra góc của con cua để cho bản thân mình bị yếu máu, nhưng anh ta cứ đứng cạnh góc con cua.
Và anh ta giành được chiến thắng ở trong pha thi đấu mà đối phương tưởng chừng như đã chắc chiến thắng trong tay. Đây là khuôn mặt của sự hơi cay. Cay. Hơi cay. Rất cay khi mà chiến thắng đã gần đến với anh ta rồi. Lợi thế là quá nhiều, có cả chưa cuối nhưng lại bị lừa. Bởi vị thần lừa lọc lại bâng như này. Rất đáng thần lừa lọc đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu như tình huống thi đấu vừa rồi bâng có phải nằm lại mà chưa kết thúc được trận đấu thì bâng sẽ tiếp tục ra để lừa. Thì bâng sẽ tiếp tục dùng quái hoặc dùng cua để lừa đối phương. Và con cua vừa rồi là định mệnh, con cua vừa rồi là lý do khiến cho TTVS phải thất bại. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với người chiến thắng. Chiến thắng ở trong một thế ngặt nghèo, Lai Bâng ở ban phỏng vấn. Xin mời. Khi mà đứng ở đây thì tôi phải dành một lời cảm ơn cho người anh của tôi là Xuân Bắc. Nhờ anh Xuân Bắc chăm sóc quá tốt nên là đội của tôi đã giành hoàn toàn chiến thắng với tỷ số 3-2. Vậy thì người chơi cuối cùng, bạn cảm thấy chiến thắng vừa rồi như thế nào? Khi mà mình bị cấm chiêu 3 vẫn có thể giành được chiến thắng, đây có phải là một chiến thắng thuyết phục không? Mình nghĩ chiến thắng này cũng chưa thuyết phục lắm, nhưng mà mình tự tin 100% giành chiến thắng trong trận đấu này mà. Vẫn chưa thuyết phục lắm, nhưng mà ôi, cái câu trả lời này nó hơi lú nhẹ nha. Nhưng mà theo chúng ta đều biết thì TT Veres là một người chơi có kỹ năng. Bạn đánh giá như thế nào về con Veres của anh ta? Mình thấy tổng thống ê lục nhầm. Mình thấy anh ta chơi Veres khá là hay. Cắt hả chị? À nói lại. Mình thấy con Veres này của anh Veres khá là hay. Combo có thể gọi là rất là mượt luôn. Combo rất là mượt nhưng mà mình vẫn giành chiến thắng. Vậy thì Lai Vân, bạn đánh giá như thế nào về tổng thể phần chơi của các tuyển thủ và streamer ngày hôm nay? Tổng thể và tuyển thủ streamer ngày hôm nay. Hôm nay thì mình cảm thấy cái phần về tuyển thủ của đội bên mình thi đấu hơi mờ nhạt. Hơi mờ nhạt, vậy thì ai là người nổi bật nhất? Nếu mà gọi là nổi bật nhất thì mình nghĩ là chắc là không ai khác là Yuka nha, team mình rồi. Vẫn là Yuka team bạn. Vậy thì sau 5 trận solo, bạn nghĩ đâu là yếu tố quyết định để có thể giành được chiến thắng? Mình nghĩ là yếu tố để giành chiến thắng thì chắc là độ tập trung. Anh Bách quậy mình nhiều quá. Anh Bách quậy mình nhiều quá nhưng mà làm sao có thể lung lay được, đúng không? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở về bàn phân tích để chuẩn bị cho trận thi đấu 5-5. Lại một lần nữa thì điều kỳ diệu đã xảy ra khi mà Bâng đã bị cấm chiêu 3 và gần như là không còn một cửa nào để có thể trốn thoát khỏi solo 1v1. Tuy nhiên thì đối thủ đã ăn cua và giành chiến thắng. Như vậy là cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được thông tin đến từ bên phía của ban tổ chức, bởi vì chúng ta không được xem lại pha thi đấu vừa rồi. Và kết quả cuối cùng đó là TTVS đã để áo lửa đốt chết con cua. Tức là ở trong cái tình huống mà sau khi anh ta hạ gục được Bâng thì anh ta đã đứng gần con cua. Tôi nghĩ rằng trước đó thì Bâng cũng đã có những tình huống ma sát với con cua trước rồi. Sau đó thì để cho cuối cùng thì cái áo lửa của TTVS đã có thể là ý đồ của Bâng là như vậy, nhưng Bâng không nghĩ là tình huống đó mình sẽ có thể khiến cho. Nhưng mà nếu như anh ta không thắng ở trong tình huống đó thì tôi nghĩ rằng ở trong tình huống sau đó anh ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để lừa. Đấy thì tôi bảo là nhưng mà anh ta không nghĩ là cú răng bẫy đấy lại đem về thành công cho anh ta như vậy. Bởi vì là tôi nghĩ là anh ta có ý định điều đấy, bởi vì khi mà TTVS ăn con cua một cái thì lập tức là Bâng ăn mừng ngay. Tức là Bâng có theo dõi cái nhất cử nhất động của TTVS đấy. Đó, cho nên là khi mà nó xảy ra một cái là Bâng lập tức là ăn mừng ngay. Và như vậy có thể thấy rằng là không điều gì có thể đoán trước được mỗi khi mà chúng ta có một trận showmatch. Bởi vì luật chơi là hoàn toàn mới. Và thậm chí là luật chơi thì vẫn giữ từ đầu đến cuối như vậy, nhưng 5 trận solo lại là 5 màu sắc hoàn toàn khác nhau. Hai bình luận viên ấn tượng nhất với màn solo của ai với ai ạ? Tôi nghĩ là màn solo cuối cùng cũng là một màn solo cực kỳ ấn tượng. Còn nếu như mà để gây cấn nhất thì đó là màn solo Nakroth. Bởi vì hai bên bị cấm cùng một chiêu thức. Sau đó thì hai bên lại có một cái tỷ số sát sao. Tôi thì thích màn trình diễn giữa Bobo và Sa. Rất hấp dẫn. Tôi cũng giống anh Huy. Rất gay cấn và nó cũng buồn cười nữa. Và thật sự là tôi vẫn cảm thấy là nếu như để lựa chọn một con bài để solo thì tôi vẫn thích xem solo Elsu. Nó rất là vui, nó mang đến cái sự hồi hộp, không cần phải áp sát nhau nhưng mà từ xa chúng ta có thể gây sát thương lên đối phương được. Và Bốp Bốp ngày hôm nay cũng làm tôi khá bất ngờ, vì anh ta đúng là hay đi comment dạo thật, thì cái này là tôi cũng thừa nhận với bạn khán giả là Bốp Bốp rất hay đi comment dạo. Tôi cũng là nằm trong số đó. Nhân, đúng không? Thì tôi cứ nghĩ là Bốp Bốp sẽ là một người mà khá là nhây. Đấy, tuy nhiên ngày hôm nay anh ta thể hiện kỹ năng mà tôi cảm thấy khá là
là bất ngờ với kỹ năng điêu luyện của anh ta với con mèo Ao Su. Và chúng ta sẽ còn một thử thách nữa, đó là trận đấu 5v5 diễn ra giữa siêu sao streamer cũng như là đội tuyển thủ toàn năng. Vừa rồi thì có thể thấy rằng là độ tập trung và tính đối kháng là 2D rất quan trọng ở trong trận solo. Thì chúng ta sẽ cùng tìm ra độ quan trọng của ba yếu tố còn lại, đó chính là đồng đội, đấu trí cũng như là đẳng cấp sẽ được thể hiện trong trận 5v5. Và thể thức của trận đấu này như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với một video giới thiệu về trận 5v5 ngay sau đây. Phần 2 là đại chiến 5v5, đòi hỏi kỹ năng tổng hợp giữa đấu trí, đồng đội, đẳng cấp. Đội được bình chọn nhiều nhất trên fanpage Cao Thủy Liên Quân sẽ được chọn tướng cho đội mình và đối thủ trong bể tướng ban tổ chức chỉ định sẵn. Cùng chờ đợi những pha giao tranh đỉnh cao, xem đội nào sẽ giành chiến thắng nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu 5v5. Vừa rồi thì các tuyển thủ toàn năng đã giành chiến thắng trong kèo đấu solo. Vậy thì khi mà tất cả kết hợp với nhau thì sẽ đem lại kết quả như thế nào? Đầu tiên thì xin mời hai bình luận viên cũng như các bạn khán giả chúng ta sẽ cùng nghía qua lại line up của hai đội tuyển thủ toàn năng và siêu sao streamer. Ở bên tuyển thủ toàn năng thì ở vị trí đường tà thần Seja sẽ là Chu đến từ team Flash. Laibeng sẽ là người đi rừng, vị trí tủ của anh ta. Sa sẽ đảm nhận vị trí đường giữa, xạ thủ sẽ là Zero và trợ thủ sẽ là Box Gray. Còn bên phía siêu sao streamer chúng ta sẽ thấy được màn thể hiện của Bốp Bốp với con bài tủ của anh ta, đúng không ạ? Ryoma ở vị trí tà thần Seja, đam mũ trắng sẽ sử dụng Quy đi rừng. Hoàng Lấp Zata sẽ là người chơi đường giữa, xạ thủ sẽ là top 1 Zuka và trợ thủ sẽ là Veres. Nhìn qua line up như thế này thì hai bình luận viên cảm thấy là đội hình ra quân với những vị tướng này thì bên nào sẽ có lợi hơn ạ? Thật ra thì nhìn qua thôi là cũng biết rồi, là cái bên được chọn tướng cho đối phương thì chắc chắn rồi đó sẽ là bên của các siêu sao streamer. Và thực sự thì đấy là một bất ngờ lớn khi mà chúng ta tổ chức bình chọn ở trên fanpage chính thức của eSports Liên Quân, đó là Cao Thủ Liên Quân, mà các siêu sao streamer vẫn giành chiến thắng về mặt lượng vote. Điều đó đồng nghĩa với việc là họ rất đông fan. Và đây chắc là cái đề thứ 7 đông fan. Một điều mà chúng ta khá là bất ngờ, đúng không ạ? Khi mà ở trên fanpage Cao Thủ Liên Quân, tuy nhiên thì lượt vote, lượt bình chọn của khán giả cho siêu sao streamer lại cao hơn, và đồng nghĩa với việc là họ sẽ có quyền được chọn tướng cho đối phương. Nhìn năm vị tướng mà sẽ ra quân trong đội hình của tuyển thủ toàn năng thì anh Huy thấy ấn tượng với vị tướng nào nhất ạ? Có lẽ là vị tướng Wiro của Bung. Có lẽ là cách tốt nhất để có thể cấm đi một người chơi đi rừng số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là lựa chọn vị tướng chả ai đánh bao giờ một vị trí quen thuộc của anh ta. Các tuyển thủ còn lại thì bị xáo trộn vị trí so với những gì mà họ đánh thường ngày. Riêng Bung vẫn lựa chọn vị trí đi rừng, và anh ta phải đi rừng ở vị trí với một con tướng mà đến tận thời điểm này tôi cũng chưa đánh bao giờ. Tôi lạ cũng chưa đánh con tướng này bao giờ. Tôi biết Wiro sao đây anh? Tôi đánh một lần. Tôi chưa đánh một trận nào Wiro Samleng cả, từ các bạn khán giả. Và rõ ràng là để xem rằng cái độ lọc lõi và độ hiểu tướng của Bung sẽ ra sao trận thi đấu này. Đấy là vị tướng có lẽ là khó nhằn nhất của đội tuyển thủ toàn năng ở trận đấu này. Wiro thì khá là ít xuất hiện, và đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn khó cho Laibeng. Còn bên phía của siêu sao streamer thì tôi được biết là Ryoma cũng là vị tướng tủ của Bốp Bốp, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là trường hợp của Bốp Bốp thì lúc nãy là do uất hận vì việc để thua, vì tự mình ăn cua. Thì anh ta quyết định là sử dụng tướng tủ. Còn những người chơi còn lại thì tôi nghĩ là có hai lý do để họ không lựa chọn tướng tủ của mình. Thứ nhất là họ cũng muốn chứng minh rằng là không phải là cứ phải là vị tướng đó thì họ mới biết chơi, mà họ vẫn có thể chơi tốt được ở những cái vị tướng khác. Thứ hai nữa thì có thể là họ cũng sợ rằng là biết đâu đấy đánh tướng tủ vẫn thua thì sao. Tôi hy vọng rằng là bởi vì là họ muốn showmate của chúng ta hấp dẫn hơn. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai đội tuyển cùng với MC Kim Ngân và Xuân Bách để xem là họ đã chuẩn bị những gì trước khi bước vào trận đấu quan trọng này. Hello hello, hiện tại thì Kim Ngân đang có mặt tại booth thi đấu của đội tuyển thủ toàn năng. Với năng lực, năng lượng cũng như là năng khiếu của mình thì các bạn ấy đã giành được chiến thắng trong trận 1v1. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận 5v5. Nhưng trước hết thì hãy xem là các thành viên đội tôi, các bạn ấy đã chuẩn bị tâm lý như thế nào rồi ha. Đầu tiên là Flash Pikachu. Chú ơi, bạn cảm thấy như thế nào khi mà phải chơi theo sự sắp xếp tướng của đối phương? Có gây ra bất lợi gì cho mình không? Mình thấy cũng hơi bất lợi. Nhưng mà khi đánh thì mình sẽ nghĩ là bên kia sẽ bất lợi thay vì là bên mình bất lợi. Cũng thấy hơi bất lợi nhưng mà bên kia sẽ bất lợi nhiều hơn, đúng không? Vậy thì Bung, theo như mình biết một lát nữa đây bạn sẽ chơi con bài Wiro, một con bài khá là ít xuất hiện.
bạn có tự tin là mình có thể cân được con bài này không? Mình tự tin. Tự tin à? Câu trả lời ngắn gọn thế thôi. Ok. Vậy thì Sa, bạn đánh giá như thế nào về kỹ năng của team mình và team bạn? Có chênh lệch nhiều quá không? Mình nghĩ team mình cũng không chênh lệch gì mấy so với team bạn ha. Không chênh lệch gì mấy so với team bạn đúng không? Vậy là đánh giá hai đội khá là ngang bằng nhau. Rồi Quý Chiro, bạn nghĩ là ở bên đội bên kia có ai là bạn cảm thấy đáng gườm không? Mình nghĩ chắc là Bốp Bốp á, anh ta là một thằng đồng. Bốp Bốp, anh ta là một thằng đồng. Ok, còn Ray thì sao? Bạn nghĩ ai là đối thủ đáng gườm ở bên kia? Mình cũng nghĩ giống như Chiro. Mình cũng nghĩ giống như Chiro. Wow, một đội 5 thành viên trả lời phỏng vấn như trả lời luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay sang booth của anh Xuân Bách để xem tình hình bên đó như thế nào rồi nha. Vâng, chúng ta vừa trải qua trận solo, kèo solo 1-1 thực sự là hơi đáng tiếc khi kết quả là thua, nhưng mà thua 2-3 thôi, không sao. Anh em dù kết quả thua nhưng mà vẫn thắng trong team tôi. Thì giờ đến kèo 5v5 thì chúng ta đang có lợi thế là chúng ta được chọn tướng cho đối thủ. Thì hỏi ngay người gần đây đi, Hoàng. Em cảm thấy là lượng tướng bên kia nó có thực sự là quá mạnh hay là quá yếu so với em không? Lượng tướng bên kia thì cũng khá là bình thường thôi. Với sự kết hợp của đánh tem mạnh như bên kia thì có khả năng khá mạnh đấy ạ. Khá mạnh, anh em phải tự tin lên. Nếu anh là em thì anh đánh giá là bên kia khá là yếu. Mặc dù có mặc cầm tướng mạnh hơn nữa thì em vẫn có thể tự tin giành chiến thắng được. Đúng không? Em sẽ tự tin giành chiến thắng. Đấy, phải thế. Bây giờ hỏi cạnh Trần Bình. Một người cũng ngày xưa mọi người hay xem stream mình thì có thể biết là Trần Bình khá là một người mà thù gọi là cái mối hận thù sâu cay, chuyên đi là chỉ có giết một người. Thì bên kia em có cảm thấy ghét ai không? Em không ạ, em chỉ đang thấy sợ thôi ạ. Sợ? Sợ chiến thắng mất ạ. Sợ chiến thắng mất. Bây giờ đến top 1 Vred, người vừa có một trận thua khá là đáng tiếc trước Lai Bông và để thua 2 lần. Thì hiện tại thì top 1 Vred có muốn phục thù Lai Bông thêm một lần nữa không? Chắc chắn rồi, trận đấu hôm nay chắc chắn là trận đấu quyết định. Thắng không biết bao nhiêu nhưng mà sẽ quyết định thắng trong trận đấu hôm nay. Được. Mình cảm thấy câu nói này tăng thêm được 50% nhuệ khí cho cả team rồi. Thì đến với Nam. Vừa nãy anh có nhìn để qua thì có một con vùng vị tướng là rất là đặc biệt và thú vị trong tay Lai Bâng. Thì đó là Guido đúng không? Thì em đánh giá nếu mà Lai Bâng cầm con tướng này thì em cảm thấy nó có đáng sợ không? Em thì chưa bao giờ thấy Lai Bâng chơi Guido nên là em nghĩ là Lai Bâng chơi Guido cũng bình thường thôi. Không ảo như mấy con tướng khác nên là em tự tin win được. Chắc chắn là không ảo bằng Nakroth trong tay em rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi cuối cùng, thầy Bốp. Thì hỏi thầy cuối cùng là để vì làm một tư cách của người thầy. Thầy có một câu gì đấy để có thể giúp cả team vươn lên tinh thần và có thể giành chiến thắng 100% hoặc thậm chí là 200% không? Ngày hôm nay là ngày sức mạnh của team em nó tràn về nên là bọn em sẽ chiến thắng nhanh nhất có thể ạ. Nhanh cỡ nào? Khoảng từ 6 đến 8 phút gì đấy. 6 đến 8 phút, vâng. Đối đầu bên kia là một đội tiền thủ nhưng người thầy của chúng ta tự tin rằng đội của chúng ta có thể tự tin chỉ giành chiến thắng trước 8 phút. Thì bây giờ để có chúng ta làm cái gì đấy để nghe cho bên kia nghe nó mới sợ, tại vì ở phòng bên này ấy, chúng ta hô là bên kia nghe rõ 1-1 luôn. Thì bây giờ anh sẽ làm quản ca với mọi người, là anh đếm 3-2-1 mọi người là dê nhá. Rồi 3-2-1 dê. Vâng, và đội streamer của chúng ta đã rất tự tin. Thì sau đây chúng ta sẽ quay trở lại bán cutter để đến với bình luận viên Tùng Họa Mi và Huy Bopper. Vâng, một sự tự tin đến từ cả hai bot thi đấu của chúng ta. Rõ ràng là các siêu sao streamer chúng ta cũng có quyền tự tin, mặc dù là thể thức thi đấu thì là 5v5, một thể thức sở trường với các tuyển thủ, nhưng họ lại được quyền chọn tướng cho đối phương. Tuy nhiên thì tôi cũng cảm thấy rằng là họ cũng chọn tướng cho đối phương không phải là đến nỗi gọi là quá đáng. Họ cũng chọn những cái con tướng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn đủ mạnh. Chỉ có duy nhất vị trí của Lai Bâng là được họ chăm sóc kỹ, không biết Huy nghĩ sao. Đúng là như vậy. Nhìn chung thì Zeal hay là kiểu Bonnie ở vị trí hỗ trợ dành
cho Gray cũng không phải là một cái sự lựa chọn gì nó quá khó đánh. Không đúng khó là đánh. Wiro thì đúng là một thử thách quá lớn dành cho Bâng. Bâng là người bị làm khó nhất ở trong cái line-up tướng mà tuyển thủ toàn năng phải gánh chịu trong ngày hôm nay. Ngoài ra những vị tướng còn lại tôi nghĩ rằng đánh thoải mái, không vấn đề gì cả, chỉ là hơi mỏng một chút về mặt chống chịu thôi. Nhưng mà bật mí với Huy nhá, Wiro khá mạnh. Wiro khá mạnh. Anh Bài mới đánh một trận mà anh đã biết là con Wiro khá rồi. Mạnh ấy. Dạo gần đây tôi đi top thì tôi cũng được đối mặt với lại cả Wiro full dam khá nhiều. Và hơn thế nữa thì với một người chơi như Lai Bâng thì tôi cũng đã từng được chứng kiến Lai Bâng xử lý những vị tướng mới cực kỳ hay. Tức là ngay sau khi vị tướng ra mắt thì anh ta đã xử lý rất tốt rồi. Thế nên là Wiro đó là vị tướng ra mắt khá là lâu rồi. Mặc dù ta ít được thấy Bâng xử lý vị tướng này nhưng nó chỉ là bớt đi độ ảo diệu thôi. Chứ còn tôi tin rằng Wiro ở trong tay Bâng sẽ có nhiều giá trị ở trong ván thi đấu này. Còn bên phía bên kia thì như đã nói có một Ryoma trong tay của... Bốp Bốp là một vị tướng được đánh giá là sở trường của anh ta thì cũng hy vọng rằng anh ta có thể thi đấu tốt được với vị tướng đó. Còn những vị tướng còn lại nên nhớ đó không phải là vị tướng làm nên tên tuổi của các streamer. Và vì vậy nên cũng rất háo hức chờ đợi là khi không được cầm những vị tướng tủ thì họ sẽ thi đấu như thế nào. Bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta để nhìn thấy dù là các thành viên của bên phía đội tuyển siêu sao streamer toàn là những cái kiểu dạng người one champ mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là top 1 Zuka để chơi 2 Yate. Rồi Hoàng Lớp Zeta thì chơi Greasy. Sau đó là cả vị trí của Nam Mũ Trắng chơi Quy đi rừng nữa. Rõ ràng là họ cũng đang muốn tạo ra một sự bất ngờ để khiến cho đối phương không thể nào mà nghiên cứu được kỹ về họ. Đấy cũng là một cách rất là khôn khéo từ bên phía của đội tuyển Zeta Streamer để khiến cho tuyển thủ toàn năng khó có thể gọi đánh giá đúng sức mạnh của những người chơi này. Khi mà trong đầu các tuyển thủ có lẽ họ chỉ nghĩ rằng là đây là những người chơi one champ và họ chỉ đánh được từng đó mà thôi. Nhưng mà không, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng TT Vred còn chơi Grug nữa đúng không? Đấy thì rõ ràng là cũng sẽ có những cái sự bất ngờ, có những cái sự thú vị mà chúng ta để mong chờ trong cái trận đấu 5v5 này. Trần Bình đang cảm thấy khá thoải mái trước khi bước vào trận đấu này. Anh ta đang thi đấu ở vị trí AD. Đây là một vị trí cũng không phải là vị trí sở trường của anh ta. Vị trí sở trường của anh ta là vị trí đường top cơ. Tuy nhiên thì rõ ràng là bể tướng của họ có lợi thế hơn và họ có quyền thoải mái và tự tin trước khi bước vào trận đấu này. Và đặc biệt là đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị dành cho các streamer của chúng ta khi mà họ được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở trong một booth thi đấu. Nơi mà cả năm tuyển thủ mà chúng ta đang chứng kiến ở đây đều là những tuyển thủ quá quen thuộc với điều này rồi. Họ đã thi đấu ở booth thi đấu quá nhiều lần và họ cũng đã có tràn đầy những cái sự tự tin khi thi đấu ở trong một vị trí như thế này. Có lẽ là càng có khán giả thì họ lại càng vui, chứ còn không nói gì đến những cái máy quay đang chĩa vào họ. Trong khi đó thì ở bên phía bên kia chúng ta cảm giác được rằng là họ vẫn đang khá thoải mái. Tuy nhiên thì ở bên phía của TT Vred tôi vẫn cảm thấy họ, anh ta vẫn đang hơi tiếc nuối về cái trận đấu mà anh ta đã bị thua trước Lai Bâng ở trong trận solo. Cả hai tuyển thủ đã bắt đầu chuẩn bị bước vào, các tuyển thủ đã bước vào booth thi đấu, họ đã đeo tai nghe và bây giờ thì mặt trận côn tim cũng đã sẵn sàng rồi khi mà trọng tài cũng vừa mới hoàn thành việc trang thiết bị về mặt kỹ thuật dành cho bên phía của đội tuyển siêu sao streamer. Có vẻ như đây là trận đấu để có thể giúp cho những tuyển thủ bên kia trên tuyến, những tuyển thủ thất bại ở trong vòng đấu đầu tiên solo 1v1 có thể phục thù, như là trường hợp của Chu, một trường hợp mà anh ta đã phạm luật đáng tiếc khi sử dụng chiêu thức bị cấm. Hay thậm chí là cả trường hợp của một tuyển thủ khác bên phía của đội tuyển siêu sao tuyển thủ toàn năng. Thì cái đến trường hợp của Sa, mặc dù Sa chiến thắng nhưng mà Sa bị đè nén rất là nhiều, và cách chiến thắng của Sa tôi nghĩ rằng cũng chưa đủ sảng khoái để cậu ấy có thể thực sự tỏ ra kho gọi là cảm thấy thỏa mãn với cả chiến thắng của cậu ấy có được trước Bốp. Và rõ ràng đây sẽ là một cơ hội để các tuyển thủ chứng minh đẳng cấp của mình so với những siêu sao. Đặc biệt là trường hợp của Quý Zero khi mà kèo là rất bất lợi dành cho trường cuối luôn. Và rõ ràng là anh ta sẽ có cơ hội để phục thù ngay sau đây. Đây sẽ là những bước di chuyển đầu tiên của trận thi đấu này. Cả hai bên đều đã có những sự di chuyển. Cả hai bên đều sẽ quyết định ăn ở bên phía phần tay trái phần bùa. Và với diễn biến đó thì Bâng sẽ có bùa xanh. Còn bên phía bên kia thì Nam Mũ Trắng sẽ có bùa đỏ của mình. Ngay lập tức thì chúng ta nhìn thấy bên phía đội tuyển streamer thì TT Vred đã có một pha định tràn qua để kéo bùa, nhưng với kinh nghiệm của tuyển thủ thì không khó để họ có thể phát hiện ra được điều đó. Gray. Và họ đã khiến cho anh ta mất đi tốc biến, còn Gray thì tràn qua và đang làm tình huống quá mạo hiểm. Gray mất đi cho mình đó là tốc biến chết người và lên bảng đếm số. Gray đang thi đấu không giống như một tuyển thủ ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, khi mà anh ta quyết định là một mình đi cướp bùa xanh của đối phương và Bốp Bốp ngay lập tức là lên tiếng. À, tôi thấy là đội tuyển này đang đổi chiến thuật. Bên phía của siêu sao cũng đã tạo ra những bất ngờ. Họ đẩy Greasy lên đường trên và đẩy Ryoma ra đường giữa. Ở trong tình huống thi đấu này có lẽ là kinh nghiệm thi đấu ở trong những trận show match của Bốp Bốp là nhiều hơn.
Nó muốn khiến cho Bốp Bốp có quyền kiểm soát map tốt hơn so với Chrissy, để cho Chrissy đi cánh hòa với một Serica ở cánh rồng của Zero. Rất khó chịu. Dù sao chăng nữa thì bên phía của đội tuyển Serica Streamer đang có những sự chuẩn bị tốt cho mặt trận kiểm soát đầu trận đấu. Bốp Bốp đi đường giữa. Một cú kéo không trúng vào xa rồi. Nam Út Trắng đứng đây dình trong trường hợp mà cú kéo của Vered là chính xác. Nhưng lần này thì 3-1 ở thời điểm này, có thêm băng hỗ trợ tại đây. Và xa chưa thể bị tìm thấy, đã có băng đằng sau lưng anh ta. Nhưng khả năng tổ chức bắt người đến từ bên phía của Serica Streamer cũng là chủ động hơn so với cả bên phía của đối phương. Serica Streamer họ đang cố gắng để tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đổi đường loạn xì ngầu. Họ đẩy hai AT lên đường trên, đẩy Chrissy xuống đường dưới. Và cú kéo này thì lại không chính xác. TT Vered vừa có tiếp tục làm cú kéo không chính xác và ngay lập tức phải trả giá ngay. Đây là Trần Bình và đã có được điểm hạ gục bằng cú ba phi tiêu kết hợp tốc biến của mình. Nhưng Bâng sẽ bọc đầu. Bâng đang có được một pha bọc đầu nhưng chưa có quá nhiều tác dụng. Diều băng vào đến từ Chu. Chu băng vào và hạ gục được thêm một người nữa. Và thêm một người nữa phải nằm lại 3-2. Với bàn điểm hạ gục dành cho bên phía của team tuyển thủ. Xa tốc biến ghim số lên đầu của Zata. Đủ 3 số, Hoàng Lớp Zata gặp nguy hiểm rồi. Nam Út Trắng bị 5 số, vẫn là xa. Bị tướng đánh khỏe nhất ra đầu trận đấu cùng với đó là cả Ziu. Trong tay của Chu nữa, họ băng trụ vào khá sâu. Còn TT Vred anh ta đang chưa có nhiều những cú kéo chuẩn xác. Liên tiếp là hủy diệt từ bên phía của đội tuyển tuyển thủ tài năng. Và đây sẽ là con rồng xanh sáng đầu tiên dành cho băng các đồng đội. Chúng ta đã thấy ngay được đẳng cấp thi đấu của tuyển thủ là như thế nào. Mặc dù là ở trong những phút giây đầu tiên thì họ có vẻ như là bị đè nén đôi chút đến từ pha xử lý có thể nói là hơi buông thả đến từ Gray, nhưng ngay lập tức họ đã lấy lại được hiệu quả của mình. Đây là pha dính bụi đến từ Bốp Bốp khai một pha cướp mùa xanh hiệu quả. Bâng có lẽ là hơi cay. Bâng nên nhớ rằng Bốp Bốp đánh rất thuận tay con bài Vered, để vị tướng mà anh ta đánh tốt nhất. Chính xác là con bài Ryoma, đây là vị tướng mà anh ta đánh hay nhất ở trong stream mỗi lần anh ta lên sóng cá nhân. Và vì vậy anh ta cũng lựa chọn vị tướng này như là đau chưa tù đau của mình. Chưa một tình huống mà cú thỏ đã kịp thời trói được Proton Mozuka và khiến anh ta phải lui về. Làm tường rất tốt để cho bên phía của đội tuyển tuyển thủ tài năng có thể gây áp lực và khiến cho top một Zuka khó phá. Cú kéo hiếm hoi đầu tiên chính xác của TT Vered, nhưng cũng chỉ cầu đi cái tốc biến của Gray mà thôi. Cái phần còn lại thì Hoàng Lớp Zata Dam đang rất yếu, còn xa đang thực sự là người hủy diệt thỏ tím gầm thét, giữ chân được một người. Và đó là một tình huống mà Gray bị kẹt lại thì đúng hơn. Gray bị kẹt lại nhưng anh ta hy sinh thì đồng nghĩa với trợ thủ của đối phương. TT Vered cũng phải nằm lại. Và điểm hạ gục đã là điểm hạ gục thứ 7 dành cho bên phía của team tuyển thủ rồi. Còn bên phía bên kia thì siêu sao mới chỉ có được 3 điểm hạ gục thôi. Lượng tiền cũng đã bắt đầu có sự chênh lệch dành cho team tuyển thủ. Họ đã chênh lệch được khoảng 1.400 tiền. Mặc dù là đang đánh ở một thế tướng khó hơn, nhưng họ lại đang là những người thi đấu hiệu quả hơn. Bên kia thì đổi đường các kiểu để tạo bất ngờ. Nhưng bất ngờ là chưa đủ với đẳng cấp mà các tuyển thủ đang có. Có vẻ như chúng ta lo lắng quá nhiều tới Bâng, nhưng các vị trí còn lại làm rất tốt. Một cú đẩy không chính xác đến từ Bâng rồi, hất tung bão lá. Và cuối cùng thì Nam Vũ Trắng bị kẹt lại. Nhanh chóng một điểm cục dành cho bên phía của đội tuyển tuyển thủ tài năng. Ở phần còn lại thì Zero bắn hạ được thành công Vered. Còn ở đây thì Bâng mất đi một dạng hồi sinh mà thôi. Anh ta sẽ nhanh chóng quay trở lại trên bản đồ. Và đây là sự khó chịu đến từ Wirosa Pleng. Dấu ấn 2-1-2, họ tràn vào và lấy đi trụ một khu vực đứng dưới là rất nhanh. Và đây tiếp tục là pha tràn vào đến từ Bâng. Bâng rất hổ báo, mặc dù là đối phương nhìn thì có vẻ như là đông người và Bâng cũng đã yếu báo, nhưng Bâng quá hổ báo, tích 5 stack lên Hoàng Lớp Zata. Và Hoàng đang đi về trong vô vọng, đó là xa. Một tình huống tích 5 stack và hạ gục đối phương trong sự bất lực. Tuy nhiên đây là một cú kéo tốt đến từ TT Vered ở đường trên. Thì Bốp Bốp cũng đang làm mọi cách để có thể thắng đường. Bốp Bốp ở đường trên đang có tình huống solo với Chu. Và đây là cú tóc biến, đó là một tình huống biểu diễn kỹ năng đến từ Bốp Bốp. Ở thời điểm hiện tại, Bốp Bốp đang có nhiều ưu thế ở đường trên và kỹ năng cũng được thể hiện. Anh ta cướp được mùa xanh của Bâng 2 lần liên tục và hạ gục được đi Chu với mùa xanh ở trên trần. Sau đó sử dụng băng xương để outplay đối phương khiến cho Gray phải nằm lại. Một tình huống xử lý tốt đến từ Bốp Bốp. Một pha tốc biến loạn trảm rất đẹp mắt đến từ Bốp Bốp. Anh ta hiểu quá sâu về vị tướng này và tôi cảm giác là trong số cả 5 tuyển thủ siêu sao streamer thì màn trình diễn Bốp Bốp đang là chắc chắn nhất về mặt kỹ năng ở thời điểm này. Một tình huống kéo tốt từ tổng thống Vered, từ TT Vered sau khi kéo được một người bên phía đối phương, đó là Bâng. Bằng bên phía đội tuyển siêu sao streamer tràn lên hạ gục được thành công một người và khiến cho phần còn lại của bên phía đội tuyển tuyển thủ tài năng cũng không thể nào đẩy được trụ cánh trên của Bốp Bốp được nữa. Đã có một sự hỗ trợ kịp thời, họ đang đi chung đánh đề để Bốp Bốp hoàn toàn hoạt động một cách đơn lẻ, còn các vị trí còn lại sẽ đi cùng nhau liên tục như hình với bóng, có thể kể đến như là Hoàng Lớp Zata, Hayate trong tay của Tomozuka và đó là cả Grax dành cho TT Vered nữa. Và đánh tốt của Bốp Bốp ở đường trên đã kéo lại được khá nhiều về mặt thế trận, nhưng linh tình huống này thì không.
Đây là một tình huống 2-2 và Bốp Bốp đã phải nằm lại. Một tình huống có sự góp mặt của cả Gray nữa, và có vẻ như sẽ là một pha thi đấu mà cả hai tuyển thủ đến từ bên phía của team tuyển thủ sẽ giành được chiến thắng. Khi Nam Vũ Trắng quá yếu rồi, ở cánh còn lại thì các thành viên của team Siêu Sao Streamer cũng thua. Và họ thua toàn diện ở trên bản đồ. Họ cứ lấy được một điểm hạ gục thì đối phương lấy được hai. Và trong tình huống thi đấu vừa rồi thì bên phía team tuyển thủ chỉ nằm lại 2 người, còn team Siêu Sao nằm lại đến 4 người. Gray đang sử dụng những cú chói của mình rất hiệu quả. Có lẽ Bonnie sẽ là vị tướng rất hot tại đấu trên danh vọng, một vị tướng sẽ nằm trong meta ở trong đấu trên vọng này, và là vị tướng có sự khác biệt lớn nhất so với cả meta tại APL. Tôi nghĩ là cái việc mà chọn Bonnie rồi mở Ganga rồi Celica cho bên phía của team tuyển thủ thì có lẽ là team Siêu Sao cũng không quá kiểu như kiểu là gây khó khăn, bởi vì những vị tướng này tôi nghĩ rằng đều sẽ xuất hiện ở trong đấu trường danh vọng thôi, chứ không hề là những vị tướng ở nằm ngoài meta. Và đó là một sự chơi đẹp đến từ team Siêu Sao, nhưng có thể họ sẽ phải trả giá với điều này. Đây là bão phi tiêu đến từ vị trí của top 1 Zuka, nhưng anh ta sẽ phải lùi ra và đã có được điểm hạ gục. Một pha tập trung 5 người tốt đến từ team Siêu Sao. Họ mất đi một người nhưng họ lấy được 2 điểm hạ gục, đó là Chu và Sa, nhưng sau đó Bâng đến và dọn đi tất cả. Khi mà Bâng cùng với Gray đã đến, cùng với sự xuất hiện đến từ Quý Zero, không còn cơ hội dành cho team Siêu Sao nữa. Một pha lật kèo giao tranh đơn giản và đẳng cấp đến từ bên phía của team tuyển thủ. Rõ ràng là bên phía của Siêu Sao Streamer lựa chọn vị tướng thiếu đi sự cơ động, nhưng hai trong số đó là những vị tướng đánh rất khỏe giai đầu đến giữa trận đấu. Trong đó có MNK, vị tướng mạnh nhất ở giai đoạn đầu trận đấu. Và Sa đánh quá hoàn hảo, anh ta liên tục đè đường gây áp lực, và với cái đây 5-1-5 thì khỏi phải nói về đẳng cấp của anh ta so với lớp Sata rồi. Đây là một tình huống mà Thỏ Tí gầm thét chói được một người. Đó là Nam Mũ Trắng, và Nam bị cô lập lại trong trường cú được tạo ra đến từ Bonnie. Lên bảng điểm số rất nhanh. Một tình huống solo kill của một trợ thủ với người chơi đi rừng của đối phương. Rõ ràng Bonnie là quá khó chịu để cho Bonnie đi support. Thực sự là một điều mà bên phía của team Siêu Sao có lẽ là họ hơi quá đà rồi. Vì thực sự thì sức mạnh của Bonnie ở vị trí support là rất ghê. Đặc biệt là khi mà có một chút ao trình đến từ các tuyển thủ về mặt di chuyển nữa, thì họ sẽ tận dụng vị tướng này rất đơn giản. Trong khi đó thì ở đường trên đã có con Seja dành cho bên phía team tuyển thủ, nhưng đây là pha tiếp tục hủy diệt đến từ Sa. Sa đã có được điểm hạ gục thứ 6 của mình. Bốp bốp rất cố gắng để giữ điểm đối phương, tất biến băng lên. Và mặc dù đã bật giải nhưng mà Gray vẫn không thoát được. Có lẽ Bốp vẫn đang là người giữ được cho mình một sự xanh sao và một lượng trang bị, lượng tiền đủ để anh ta có thể tiếp tục duy trì được về mặt sức mạnh vị tướng Ryoma so với phần còn lại. Còn hầu hết các tuyển thủ bên phía đội tuyển Siêu Sao Streamer đều đang gặp khó. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng Bốp là một trong những streamer hiếm hoi ở trong những streamer đang có mặt ở đây, đã thi đấu nhiều giải đấu bán chuyên, và trình độ của anh ta cũng được thể hiện thông qua những cái pha xử lý của mình khi được tập vị tướng thủ Ryoma. Trong khi đó những người chơi còn lại đang hơi đuối thế, đặc biệt là Hoàng Lớp Zata, khi không được cầm vị tướng thủ Zata thì đang thực sự bị gặp phải những bế tắc nhất định. Với KDA chỉ là 0.35 và cái lượng tiền đang quá yếu. Lượng tiền của Hoàng Lớp Zata lúc này có lẽ không đủ để gây sát thương đến bất kỳ thành viên nào của đối phương, có lẽ là như vậy. Còn đây là một tình huống của đường dưới này, một Bình Chu và Gray thôi cũng đang khiến cho bốn người của bên phía Siêu Sao Streamer không dám bước lên khỏi cái trụ để phòng ngự, hay là muốn đánh ngược trở lại bên phía đội tuyển tuyển thủ Toài Năng. Có thể nói rằng là sự chênh lệch về mặt di chuyển, về mặt đẳng cấp đang được thể hiện rất rõ ở trong màn đối đầu này. Một cú kéo tốt từ TT Perez, nhưng Chu còn tốc biến trên người, và qua đó thì lại là một tình huống phòng ngự phản công mà thôi. Phút thứ 10 và toàn bộ những dàn trụ ngoài đang dần dần bị bào hết từ bên phía của Siêu Sao Streamer. Chênh lệch về mặt lượng tiền đang là đáng kể ở thời điểm này, và rõ ràng là khi mà lấy thịt đè người thì các thành viên đến từ bên phía của team tuyển thủ họ đang rất mạnh. Một pha tốc biến lên của Zero và anh ta đang bắn quá đầu. Bốp phải nằm lại. Một tình huống tốc biến đơn giản đến từ Zero sau khi có thế, và ngay lập tức là những pha hủy diệt. Bâng cũng áp đảo với top 1 Zuka ở pha đẩy lẻ với vị tướng Hero của mình. Còn những cú kéo của TTVS vẫn chưa mang lại được độ hiệu quả đủ cao. Lúc này thì đã bị đẩy đến trụ đường trong rồi và sẽ phải phòng thủ rất kiên cường để có thể duy trì được thế trận ở sau thời điểm phút thứ 10. Trận đấu là có một cú kéo hay đến từ đó là TTVS và kéo được xa, nhưng xa đang đâu có sợ gì đâu. Băng vào từ bên hông đến từ vị trí của Chu với phong ba dứt điểm thành công Hoàng Lớp Zata, nhưng ở phần còn lại thì đã có giải tốt từ Gray và khiến cho xa vẫn đang được ghim số.
anh ta bị kéo nhưng ta vẫn đang hồi phục, anh ta vẫn còn trên bản đồ. Xa tốc biến qua bên kia thoát được thành công, đặt thỏ tím khiến cho hai người còn lại bên phía đội tuyển siêu sao Streamer mất tốc biến trên người và hai người này yếu máu. Năm người của tuyển thủ tài năng còn nguyên, còn trong khi đó bên phía của siêu sao Streamer mất đi Nam Mũ Trắng và Hoàng Lớp Zata rồi. Có sự ao trình, rõ ràng là những thành viên đến từ bên phía của team tuyển thủ vẫn đang đánh rất tốt, nhưng tuy nhiên thì vừa rồi là một cú kéo tốt đến từ bên phía của Cường Trần TT Veres, một cú kéo tốt. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng ít nhất nó cũng là một pha phản công khởi sắc đến từ bên phía của team siêu sao. Lúc này thì siêu sao Streamer cần phải lấy lại được thế trận và lấy lại được lượng tiền trước khi có một pha giao tranh quan trọng. Lúc này thì kỹ năng của Bobop cũng đã bị suy giảm sau những tình huống thua liên tục. Nhưng đây là một tình huống tấn công tốt nữa đến từ cú kéo của Grech. Và thêm một cú kéo tốt của Grech đã giúp cho bên phía của team siêu sao lấy được thêm cho mình một điểm hạ gục nữa. Nhưng họ mất khá nhiều bổ trợ cho cú lấy điểm hạ gục vừa rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống tràn trở lại đến từ bên phía team tuyển thủ. Họ đang lao vào dù là ít người hơn, nhưng họ mới chỉ mất đi cái điểm nội tại dấu ấn 212 của Lai Bông mà thôi. Rất đáng tiếc là vẫn chưa thể lấy được điểm hạ gục nào đến từ team siêu sao Streamer, và họ đang bị hạ gục từng người một. Và vừa qua thì bên phía đội tuyển siêu sao Streamer đã mất thêm hai người. Trước đó là Tomozuka và sau đó là TT Veres đi săn rồi. Và đây là một pha đứng nấp không bụi đến từ Hoàng Lớp Zata, nhưng ta quá yếu sát thương để có thể dứt điểm một ai bên phía đối phương cả. Và cuối cùng anh ta sẽ là người tiếp theo nằm xuống hay không đây? Không, anh ta suýt nữa thì có thể outplay thành công được Bung, nhưng Bung đã né được cú mứa mảo cuối cùng. Nhưng ở phần còn lại thì Gray vừa dứt điểm đi bốp bốp. Bung đang hơi có một chút trêu chọc với Hoàng Lớp Zata khi biết lượng năng lượng của Hoàng Lớp Zata đang dần về không, thì Bung đang có những tình huống hơi trêu chọc. Đó là những tình huống thi đấu mà rõ ràng là Bung có thể kết liễu Hoàng Lớp Zata từ rất sớm, nhưng anh ta cố gắng co cưa để khiến cho Hoàng Lớp Zata rơi vào bất lực ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Rất đáng tiếc dành cho cậu em Hoàng Lớp Zata khi vị tướng Krissy không phải là vị tướng thủ của anh ta, và hơn thế nữa thì việc chia đường cũng khiến cho Hoàng có lẽ là không quen được, bởi vì trong cái thi đấu thì Hoàng có lẽ là sẽ không quen với việc cầm một vị tướng như là Krissy đi đường rồng. Và ở thời điểm hiện tại KDA của Hoàng đang là hơi tệ. Chúng ta đang đến với một tình huống muốn ăn hai bùa đến từ bên phía của team siêu sao, nhưng họ mất đi một bùa đường rồng, đó là pha cướp bùa đến từ vị trí top một Tuka. Anh ta quay mã phi tiêu, sau đó anh ta lùi ra, nhưng Đam là không có so với đối phương, lượng tiền chênh lệch là quá nhiều. Năm rồi, một tình huống bị ghi đủ năm số và Bobop Chu đã tới, nhưng Bobop vẫn giữ được phong độ của mình, hạ gục được Zido thành công. Bobop vẫn đang là người thi đấu tốt nhất ở bên phía đội tuyển siêu sao Streamer cho đến thời điểm này. Có lẽ là hai anh em nhà Bobop và Trần Bình đang có một KDA được đánh giá là không hề tệ. Tuy nhiên thì ở trong những pha solo queue, Bobop thể hiện được kỹ năng. Có lẽ đây là một dấu ấn lớn đến từ Bobop ở trong đợt sâu mét lần này, khi liên tiếp có những pha solo queue thành công với các tuyển thủ không phải là dạng vừa, khi được cầm một vị tướng khá mạnh ở trong solo, đó là Ryoma. Lúc này thì các thành viên đến từ bên phía team tuyển thủ có vẻ như họ vẫn chưa quá kiểu muốn tiến đến nhà chính của đối phương, mà họ đang muốn lấy điểm hạ gục nhiều hơn. Tôi có cảm nhận là như vậy. Sức mạnh đang tràn về, những gì Bobo hay nói, nó đang tràn về. Có vẻ như ngày hôm nay sự nghiêm túc đang tới từ một bộ mặt khác của anh ta. Khi mà thường ngày anh ta một kẻ hơi kém nghiêm túc một chút, thì ngày hôm nay thì anh ta đúng là đang cùng với cả Trần Bình, Tomozuka gánh lại một phần về mặt sát thương cho bên phía đội tuyển này. Tập thỏ tim khiến cho Hoàng Lớp Zata mất đi cho mình đó là tốc biến. Có vẻ nói rằng là Hoàng Lớp Zata hơi yếu một chút về mặt trận, gọi là không biết rằng là anh ta đang bị hòa nhập không tốt với cả tập thể hay như thế nào chăng nữa, hay vì chất tướng chăng nữa. Đây là cú băng vào đến phòng 3 trong tay của Chu và dứt điểm đi bóp bóp rồi. Tomozuka hạ cục được, đó là Chu một đổi một từ cả hai bên, nhưng băng từ đằng sau đang tiếp tục tạo dấu ấn. Còn pháo tấn công của Zido từ tuyến xa đang rất nôn nóng với kết thúc trận thi đấu này đến từ bên phía của tuyển thủ tài năng. Vừa rồi là một pha băng vào rất mạnh mẽ đến từ Chu, và chúng ta có thể cảm nhận được rằng là sức ép đến từ một vị tướng thôi, đó là Zido thôi, đã đủ để khiến cho team siêu sao gặp quá nhiều khó khăn rồi. Đó là một pha băng vào hơi đơn lẻ đến từ Chu thôi, nhưng anh ta cũng đã tạo được rất nhiều khó khăn cho đối phương. Đây là pha băng vào của Bung. Bung có vẻ như là muốn cân bốn, và Bung đang rất mạnh mẽ, chắc chắn anh ta còn quá nhiều mạng hồi phục, và thậm chí là khả năng outplay của anh ta là quá thừa để khiến cho đối phương gặp nhiều khó khăn, muốn tràn ra hang xe ra. Nhưng kết cục thì không thể làm gì được, Bung còn chưa mất nổi cái giáp hộ mệnh, chưa kể đến dấu ấn 212 thì quá khó để cho các bên phía, các thành viên bên phía của team siêu sao có thể làm được một điều gì đó ở thời điểm này. Họ sẽ phải chấp nhận mất đi con xe ra bạo chúa này, và thời điểm tiếp theo sẽ là pha thi đấu quan trọng nhất của trận đấu, có lẽ là như vậy. May là vẫn còn một trụ ở khu vực đường dưới dành cho bên phía của siêu sao Streamer.
họ chưa mất trắng, nhưng trụ được đến phút thứ 15 này đã là quá thành công phần nào đó dành cho họ rồi, khi mà thế trận nó gần như là áp đảo dành cho bên phía của tuyển thủ tài năng ngay từ trong những phút thi đấu đầu tiên. Bốp bốp solo kill một vài điểm hạ gục và cân bằng được thế trận, nhưng sau đó thì cú băng vàng từ Chu bất ngờ quá. Ít nhất nó vẫn là cơ hội, vẫn là cơ hội dành cho bên phía của siêu sao streamer Tomozuka. 12.500 tiền trên người của anh ta, đây đây không phải là quá tệ nếu như so sánh với Zero bên kia. Lúc này thì có lẽ Nam Vũ Trắng cũng đã phải cảm nhận được cái độ khó khăn khi phải đi rừng với người đi rừng hàng đầu của đấu trường Danh Vọng, khi mà lượng tiền của Nam Vũ Trắng đang là không tốt. Vừa rồi là một tình huống mà Zero đã phải nằm lại, nhưng Hoàng Lâm Zata cũng phải nằm lại. Còn đây là pha băng vào của Chu, Chu lấy được một điểm hạ gục, tiếp tục sử dụng pha outplay để khiến cho Nam Vũ Trắng gặp khó khăn. Nam Vũ Trắng bây giờ phải về để đép xe ra, và có lẽ là đối phương không hề có ý định kết thúc game này, họ vẫn đang muốn làm khổ đối phương. Bâng thì liên tục là thể hiện cái khả năng outplay của mình, nhưng tình huống vừa rồi tôi thấy hình như Bâng đang bán đồ sai thì phải, và anh ta mất đi điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi. Hình như phát đấu vừa rồi anh ta bán đồ sai, anh ta hình như có vẻ còn đã mất cả liềm với sao ấy. À thế à, thế thì tức là anh ta dùng hết rồi đấy, vào trạng thái bất tử và hết tất cả mọi thứ rồi. Anh ta lên bàn điểm số rất nhanh. Rõ ràng là bên phía đội tuyển, tuyển thủ tài năng họ có thể dứt điểm trận đấu, nhưng thay vào đó họ chuyển qua để họ đang không dứt điểm. Họ hạ gục đối phương trước đã cho nó đã tay, và vừa qua thì cũng đã có những sắp đao như là dành cho TT Beret thì phải, 550 vàng thì từ Bâng. Bâng cũng đã chơi quá tốt với Widow trận đấu này. Tôi có cảm giác là kiểu như kiểu là họ đang muốn phô diễn kỹ năng, và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì họ cũng đã có 3 đường rồi và đã khá chắc chầy cho một chiến thắng rồi. Lúc này là lúc họ củ hành để trả lại những cái gì mà trải qua bên phía đối phương đã làm được, khi mà rất may mắn so với họ ở trong kèo solo. Và đây là phút thi đấu thứ 18 rồi, Sa đang một mình đứng rất cao. Sa lúc này thì có lẽ không thể cân năm đâu, và với việc Sa đứng cao như vậy thì Bốp Bốp cũng tự tin lao ra. Tuy nhiên thì cú rút cột đến từ Zero là quá đau, cứ chói nữa à, hay này Bốp, nhưng đây là một cú kéo hay đến từ đó là Zero, cộng thêm với Hạo Nhân Trưởng nữa đẩy Zero vào rất sâu trong tầm của các thành viên phía đội tuyển siêu sao streamer, vẫn tiếp tục câu kéo thêm một chút thời gian nữa dành cho họ trước áp lực đến từ đối phương. Nhà chính vẫn còn ở trên bản đồ. Một quân hay, hay đến từ bao la trong tay của đó là Hoàng Lớp Zata, và lại một lần nữa thì TT Bred tỏa sáng rồi. Bên phía đội tuyển tuyển thủ tài năng đã mất đi hai người, nhưng cú kéo nó đang là những bất ngờ được tạo ra đến từ bên phía của siêu sao streamer. Mặc dù là tính đẳng cấp được thể hiện rất rõ thông qua khả năng thi đấu của các tuyển thủ, nhưng nếu như xét về mặt đồng đội thì có vẻ như các tuyển thủ lại đang thi đấu không được quá đồng đội. Họ đang liên tiếp là muốn thể hiện kỹ năng cá nhân của mình hơn là thể hiện phô diễn cái khả năng đồng đội của mình. Trong khi đó thì team siêu sao lại đang cố gắng đánh gắn kết, đánh đồng đội với nhau dựa vào những cú kéo của Greg để làm nên bất ngờ ở trong trận đấu này. Có thể sẽ có một cơ hội nào đó cho bên phía của siêu sao streamer trong 20 giây nữa, khi mà con siêu sao bạo chúa thứ hai xuất hiện. Rõ ràng là việc tập trung vào ăn mạng đang khiến cho các thành viên của tuyển thủ tài năng nuôi cho các thành viên còn lại của siêu sao streamer. Bốp bốp sẽ gặp nguy hiểm nha, anh ta nên cẩn thận pha đẩy lính như thế này, khi mà đối phương có đến 3 người tại khu vực bùa xanh. Nhưng ở khu vực đường giữa thì đang là một tình huống bắt lẻ người, khi mà Zero bị tìm thấy rồi, bão phi tiêu dồn vào hết tất cả những chiêu thức đến từ Nam Mũ Trắng. Và sau đó thì Zero sau khi sống lại sau mệnh cũng đã phải lên bản điểm số đánh nhà kìa. Đây là một tình huống mà đẩy luôn nhà chính, mất giao mệnh từ Bốp Bốp rồi. Bốp Bốp sống lại, Bốp Bốp bị đẩy ngược trở lại bởi đó là Bâng, và Bốp Bốp cũng đã phải lên bàn điểm số. Nhưng lính cũng đã chưa có để cho tuyển thủ tài năng kết thúc đi trận thi đấu này. Đây là pha bọc sau đến từ team tuyển thủ, họ đang bọc sau và phải kết thúc nhanh Gray, nhưng không kết thúc nổi nhanh Gray. Và bây giờ tuyển thủ đã đến, những cứu viện của Gray đã đến, và Gray ngay lập tức lao quay trở lại để lấy đi giáp hộ mệnh đến từ Tomozuka. Và sau đó là pha xử lý Trần Bình. Trần Bình đã đập mặt vào tường. Trần Bình bão phi tiêu không thấy khoảng cách nào để gì cả, sợ thật. Trần Bình trong tình huống thi đấu vừa rồi cũng bị dồn vào một thế khó, và khi bị dồn vào một thế khó thì cái khó nó lại không ló được cái khôn ở trong pha thi đấu vừa rồi, và anh ta đã phải nằm lại rồi. Bây giờ là pha ăn xe ra thứ hai rồi, và có vẻ như các tuyển thủ đã nghiêm túc hơn. Khi mà họ đã mất đi thành viên liên tục thì họ cũng đã bắt đầu đề cao tính đồng đội hơn ở trong những giây phút tiếp theo, và tôi có cảm tưởng rằng họ đang dần muốn kết thúc trận đấu. Họ muốn kết thúc trận đấu rồi, với con sơ ra bạo chủ thứ hai này chẳng có lý do gì để họ không thể nào kết thúc được trận thi đấu cả. Ba đường sơ cấp và một con sơ ra bạo chúa, nó là quá đủ sức ép để cho tuyển thủ tài năng có thể gọi là đẩy bay nhà bên phía đối phương rồi. Nếu mà xét về mặt trận phòng ngự thì các thành viên phía đội tuyển siêu sao streamer khả năng phòng ngự không phải là quá tốt, nên là hoàn toàn thì tuyển thủ tài năng có thể dồn họ vào chân tường được, với điều kiện là đừng ai bị bắt lẻ nữa, cũng đừng ai tập trung bắt mạng.
đối phương nữa, nhưng Sa vẫn kéo được, tự tin để phong cách đánh một mình một thân của anh ta. Nhưng ta đã mất đi cầu băng sơn trên người rồi, nhiều đồ lắm, nhiều đồ lắm, nhưng xa hồi phục là khá nhiều. Top một Zuka băng ra và bão phi tiêu, nhưng đối phương chỉ mất rau mạnh mà thôi. Cú thỏ tím gầm thét để trói được hai người là quá hay. Kẹt lại là Zendevedev, người thứ ba nằm xuống rồi. Băng đang hồi với đó là dấu ấn 212. Bốp bốp cố gắng hạ cú được băng nhưng không thể, và Nam Vũ Trắng sẽ là người cuối cùng mất liềm trên người. Triple kill cho Zero, double kill cho băng, và đó sẽ là chiến thắng dành cho tuyển thủ toàn năng. Rõ ràng là ở trong pha giao tranh cuối cùng thì Sa cũng đã, tôi nghĩ rằng là một tình huống cố gắng để làm tường những người đồng đội của mình, bởi anh ta biết anh ta khỏe, anh ta biết anh ta nhiều tiền, và anh ta biết anh ta có đủ đẳng cấp về mặt kỹ năng để xử lý ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và anh ta đã có một quyết định chính xác khi làm tường cho những người đồng đội của mình để những người đồng đội của mình có thể tràn vào một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là khá đáng khen với nỗ lực phòng ngự đến từ bên phía của team siêu sao streamer. Họ cũng đã rất cố gắng để giữ thế trận và kéo được thế trận qua phút thi đấu thứ 20 với các tuyển thủ. Đó cũng là một nỗ lực lớn đến từ các siêu sao streamer. Rất cố gắng rồi. Có thể nói rằng là các siêu sao streamer cũng đã rất cố gắng rồi. Nhìn chung thì ban đầu những cú kéo đến từ TT Vred nó không quá chính xác, nhưng mà càng về sau anh ta kéo càng hay. Càng về sau thì anh Cường Vred kéo càng lúc càng tốt. Và có lẽ là bên phía của siêu sao streamer họ phụ thuộc rất nhiều vào những cú kéo đến từ Cường Vred để có thể gọi là giúp họ phòng ngự được. Ngoài ra một thành viên thi đấu rất nổi bật đến từ bên phía team siêu sao thì chúng ta có thể kể đến Bốp Bốp, đã có những tình huống solo hay ở trong trận thi đấu này. Và Trần Bình thì có vẻ như khá vui, mặc dù là thua ở trong sâu mét nhưng mà anh ta có vẻ như là khá vui với trận sâu mét này. Anh ta được trải nghiệm cảm giác tự thi đấu với các tuyển thủ hàng đầu của đấu trường Danh Vọng, và có lẽ là cũng sẽ học tập được thêm những cái kỹ năng và những cái kinh nghiệm thi đấu của các tuyển thủ này. Trong khi đó thì với bên phía bên kia, chúng ta có thể thấy được rằng là các thành viên đến từ bên phía ở team tuyển thủ họ cũng tương đối hài lòng với màn thể hiện của mình. Và trận đấu sâu mét của chúng ta đã kết thúc với phần thắng cuối cùng. Có lẽ là tổng hợp cả hai phần thắng thì nó đều nghiêng về bên phía của các tuyển thủ. Vậy là các tuyển thủ cũng đã có được cả chiến thắng cả về thể thức thứ nhất là solo 1v1 và thể thức thứ hai là đại chiến 5v5. Một ngày đẳng cấp các tuyển thủ được đề cao rất nhiều, nhưng các siêu sao streamer cũng rất cố gắng để có thể rèn luyện được độ tập trung cũng như là cái tính đối kháng của mình trong những thử thách, và cũng đã rất cố gắng để có thể tạo ra một trận đấu hay. Nhưng dù sao chẳng nữa thì đẳng cấp đến từ các tuyển thủ của bên phía tuyển thủ tài năng nó là vượt trội quá. Họ đánh giải là một công việc, và rõ ràng là sự gắn kết của họ là rất nhanh, không giống với các siêu sao streamer là họ giải trí và họ phục vụ cho người hâm mộ. Thì với các tuyển thủ họ đánh một cách rất khoa học và đã khiến cho các tuyển thủ các siêu sao streamer dù cố gắng rồi là tạo ra một cái sự thay đổi và di chuyển nhưng vẫn không thể làm gì được cả. Và đó là chiến thắng sau cùng dành cho bên phía của tuyển thủ tài năng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phỏng vấn để xem cái chia sẻ đến từ cả hai bên sau khi đã trải qua một trận sâu mét 5D rất hấp dẫn. Xin chào các bạn, lại là tôi Kim Ngân đây. Và khi nãy lúc mà đang theo dõi trận đấu thì ở ngoài tôi có nghe được một câu cảm thán là tuyển thủ hủy diệt quá. Và trong 5D thì chúng tôi gọi đó là đẳng cấp của một tuyển thủ. Nhưng dĩ nhiên là cũng không nên phủ nhận tài năng của các streamer. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với màn phỏng vấn để khép lại trận Smash ngày hôm nay nhé. Xin chào Chu, bạn cảm thấy như thế nào về chiến thắng vừa rồi khi mà đội mình đã gặp quá nhiều bất lợi về trận tướng? Mình cảm thấy vui. Cảm thấy vui, đơn giản như thế thôi à? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ sang Lai Bân để cho một câu hỏi nó có cảm xúc hơn ha. Lai Bân, ngày hôm nay thì bạn cầm con bài Guido, một con bài khá là ít xuất hiện tại đánh giải, nhưng mà bạn đã xử lý nó khá là mượt. Vậy thì bạn có nghĩ đây là một sai lầm của đối thủ không, khi mà đánh giá quá thấp kỹ năng của bạn? Không. Không hả? Thật ra thì con bài này mình đã từng đánh răng cũng nhiều lần với vai trò đi rừng rồi, nên cũng không cảm thấy xa lạ với con bài này lắm. Vậy là Lai Bân đã có sự luyện tập thường xuyên rồi đúng không? Không biết đây là một bất ngờ hay là như thế nào ha? Còn Sa, vậy thì bạn cảm thấy là giữa 5v5 với 1-1 thì nó có sự khác nhau như thế nào? 5v5 thì mình đánh đồng đội nhiều hơn. Vậy thì trận đấu 5 năm thì mình sẽ đề cao tính đồng đội nhiều hơn đúng không Sa? Còn quý Chiro, vậy thì theo bạn, bạn cảm thấy là mình thích đánh 5 năm hơn hay là 1-1 hơn? Mình thì thích đánh 1-1 hơn.
Tại vì mình thích solo những người được top á. Solo hơn, một phong thái rất là tự tin. Vậy thì Ray, lúc nãy bạn nói là bạn sẽ dè chừng bóp bóp. Sau trận đấu vừa rồi thì bạn có suy nghĩ lại không? Em không, tại vì trận này em giết được bóp bóp 6 mạng. Không ạ, trận này giết được bóp bóp tận 6 mạng luôn. Wow, vậy thì bạn nghĩ như thế nào về con bài Ryuma của bóp bóp? Cũng bình thường thôi. Cũng bình thường thôi à. Còn Chiro, một câu hỏi nữa đi. Vậy thì bạn thấy là những người đồng đội này ngày hôm nay phối hợp với mình có tốt không? Em nói chung là đồng đội đã là đồng đội lúc nào cũng tốt mà. Đồng đội lúc nào cũng tốt, nếu như mà được phối hợp lại một lần nữa thì mình có dám chơi không? Lúc nào cũng sẵn sàng. Lúc nào cũng sẵn sàng. Ok, vậy thì xin cảm ơn những câu trả lời của các bạn. Và xin chúc cho các tuyển thủ sẽ có được nhiều chiến thắng hơn nữa tại đấu trường danh vọng nha. Và bây giờ hãy quay trở về với MC Bảnh Bao, Xuân Bách. Vâng, và đã kết thúc trận 5 năm và lại một lần nữa một tỷ số thua khá là sát sao. Mặc dù để thua nhưng mà vẫn vậy, ở trong lòng Xuân Bách mọi người vẫn là người giành chiến thắng. Thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà tất cả năm bạn streamer ở đây ngồi tại bút thi đấu và được trải nghiệm như một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thì cho hỏi thầy Bốp đi. Thì lần đầu tiên được ngồi tại chiếc ghế nóng này và tại một cái bầu không khí gọi là nó hết sức chuyên nghiệp như này thì cảm nhận của thầy như nào và khác nhau gì giữa việc ngồi nhà live stream và ngồi tại đây giống như một tuyển thủ chuyên nghiệp? Mình thấy đây là một trong những trải nghiệm mới hay đối với mình. Lần đầu tiên mình được ngồi thi đấu ở tại nơi thi đấu của tuyển thủ. Và nhưng mà nói về áp lực thì mình cũng không thấy áp lực lắm vì khi mình live stream nó còn áp lực hơn như thế này. Vâng, nói là không áp lực nhưng mà em cảm thấy thầy lúc nói thầy hơi rung, cái ghế của thầy nó hơi rung thì không biết là nó có áp lực thật hay không. Vừa rồi thì mình còn nhớ là Bâng có đánh vị tướng Quy Rô, vị tướng là khá kén người chơi. Thì mặc dù là Bâng đã đánh Quy Rô thì đội chúng ta vẫn không thể chiến thắng được. Thì Trần Bình, em có cảm nhận như nào về Lai Bâng hiện tại đang là thân rừng, hiện tại là có thể là số 1 đấu tranh vọng khi sử dụng vị tướng khá kén người chơi như con Quy Rô? Em thấy anh Lai Bâng thể hiện con Quy Rô rất xuất sắc ạ. Đánh thì gọi là không cho em thở. Không cho em thở, nhưng mà anh thấy là em outplay cũng khá là nhiều lại bâng ấy chứ. Đấy là chắc anh bâng giả vờ thôi. Anh bâng giả vờ. Nhưng mà chắc ở nhà ngồi live stream mà chắc là cũng giết được bâng mấy mạng, chắc gáy cũng khét đấy. Thế thì câu cuối này mình hỏi thế sự khác nhau giữa solo 1v1 và 5v5 như thế nào hả TTVS? Là cần phải đồng đội, nói chung là phải kết hợp nó chuẩn. Bên tuyển thủ thì đánh quá hay, bên mình thì cũng hay rồi, nhưng mà nếu mà hay quá thì lại đi làm tuyển thủ mất tiêu, cho nên là thua là xứng đáng. Vâng, câu trả lời rất thích đáng. Nếu mà thắng thì 5 người ở đây đã làm một team và đã đi làm tuyển thủ. Như vậy là trận showmatch của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc và tỷ số phần chiến thắng đã nghiêng về bên phía đội tuyển thủ. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại bàn cutter để đến với MC Phương Thảo, bình luận viên Tùng Họa Mi và Huy Bopper. Vâng, như vậy là showmatch của chúng ta, những người chiến thắng đã thuộc về các tuyển thủ toàn năng. Phải nói rằng là một trận 5v5 rất là đã mắt khi mà kéo dài tận 20 phút và hai bên thi nhau trao đổi tiêu thức và có tới gần 70 mạng hạ gục nằm xuống, chứng tỏ là hai bên cũng đã cống hiến rất là nhiều những cái pha giao tranh mãn nhãn để thể hiện kỹ năng của mình. Độ tập trung rồi là đẳng cấp và tính đồng đội được thể hiện rất rõ trong trận thi đấu vừa qua. Và một sự nỗ lực rất lớn đến từ các siêu sao streamer, đúng không anh Huy? Đúng là như vậy, ngày hôm nay chúng ta có một bữa ăn tuyệt vời về mặt tinh thần và làm tôi rất nóng lòng muốn được chứng kiến ngay những trận đối đầu đầy lửa của mùa giải năm nay diễn ra vào ngày mai. Không thể chờ được nữa rồi. Và cũng phải dành một lời khen các siêu sao streamer khi mà họ cũng đã cống hiến cho chúng ta những cái trận đấu nó hết sức hấp dẫn. Họ cũng đã cho thấy rằng mình có đẳng cấp, mình cũng có kỹ năng của riêng mình cũng có tính đối kháng ở trong đó. Chỉ có điều rằng đẳng cấp của họ nhỏ hơn so đẳng cấp đến từ các thành viên của tuyển thủ khả năng mà thôi. Một lần nữa tôi mong rằng sẽ có nhiều những show match này một lần hơn ở trong tương lai để chúng ta có nhiều cuộc cọ sát các streamer và các tuyển thủ. Còn tôi đang rất nóng lòng muốn được ngồi bình luận ngày mai rồi. Còn anh Tùng,
Tôi thì tôi thấy rằng là rõ ràng là tôi xem cái cặp đối đầu ở trong cái trận 5v5 thì tôi thấy rằng là cái sự đẳng cấp nó đã hơi bị vượt trội. Mặc dù là cái trận đấu nó diễn ra lâu và dài thật, nhưng mà tuy nhiên thì các tuyển thủ vẫn chứng minh được cái sự kiểm soát của mình ở trong trận đấu. Còn tôi lại thích cái tính đối kháng ở trong cái cặp 1-1 hơn. Bởi vì khi đó thì nó có những cái may mắn, rồi nó những cái may rủi, những cái lừa lọc lẫn nhau, và nó khá là tinh chỉnh ở trong những cái pha xử lý nhỏ. Và vì vậy thế là tôi khá là thích cái cặp solo, 5 cặp solo ở trong ngày hôm nay. Nếu như để chọn ra một người chơi bên phía tuyển thủ toàn năng và một người chơi bên phía Sizzle Streamer mà hai anh ấn tượng nhất sau showmatch ngày hôm nay, thì đó sẽ là hai cái tên nào? Anh Huy? Nếu mà về mặt trận bên phía tuyển thủ toàn năng hơi khó tôi, tại vì họ đều quá đồng đều. Nên là tôi sẽ chọn Bậc. Cậu ấy vẫn khá nổi bật, dù phải chơi một vị tướng nó khá là hạn chế về gọi là vị trí đi rừng, đấy là con bài Guiro Sable. Nhưng anh ấy, cậu ấy vẫn chứng tỏ rằng cậu ấy là một người chơi đi rừng số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, và đúng là đẳng cấp của cậu ấy là rất bền tay. Còn ở bên phía của các siêu sao streamer, tôi thật là tệ khi tôi phải nói điều này, nhưng tôi rất ấn tượng với Bốp Bốp ở trong ngày hôm nay. Tại sao lại tệ? Ấn tượng Bốp Bốp thì có gì là tệ đâu? Bởi vì Bốp Bốp hay khịa chúng tôi. Tức là anh không ngờ rằng có ngày anh lại ấn tượng với cả Bốp Bốp, đúng không? Đúng là như vậy. Phải ấn tượng đấy, phải sự đây là phải cây, ấn tượng sự là cay đắng. Cay đắng. Vâng, chắc chắn rằng là các tuyển thủ cũng như là các siêu sao streamer ngày hôm nay thì họ cũng đã có một những cuộc đối đầu rất là thú vị, và tất cả đã cảm thấy hào hứng hơn cho ngày mai khi mà giải đấu đầu tiên trong năm 2023, đấu tranh vọng mùa xuân 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Bởi vậy mà các bạn cũng hãy đừng bỏ lỡ những diễn biến mới nhất của đấu tranh vọng mùa xuân năm 2023 nhé. Còn bây giờ thì Phương Thảo, anh Tùng và anh Huy cũng xin được gửi lời chào tới các bạn khán giả. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai tại đấu tranh vọng mùa xuân. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đây là Việt Nam, là nơi romantic tao vẫn đứng sinh ra, từng trăm chứng máu đỏ da vàng tao vẫn sưng. Đất nước của anh hùng ngoại xâm chưa bao giờ cân xứng, cả dân tộc một mái nhà chung và Bắc Nam không phân vùng. Dòng máu lạc hồng con rồng cháu tiên, Việt Nam vẫn đẹp và lớn dần hơn trong từng thôn.